Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, hắc ám bốc lên, ma vụ bừa bãi tàn phá, đếm không hết sửu thần tộc ma đồ, còn có từng con quái dị vặn vẹo ma vật, buông xuống đến Chu Gia lĩnh địa vùng trời, đen nghịt một mảng lớn. Thanh Lam quốc cuối cùng tỉnh thổ, Chu Gia lĩnh địa hạch tâm bên trong sơn môn, Diệp Thần, Chu Chính, Chu Thiên Trạch, Mộ Thanh Âm đám người, theo lòng đất trong động quật đi ra, nhìn xem bên ngoài đen nghịt ma vật, mọi người biểu lộ cũng là có chút điểm ngưng trọng. Quanh mình ma vật cùng ma đồ, nhìn chằm chằm, nhưng cũng không có phát động tập kích, bởi vì tại đây mảnh sơn môn bên trong, có rất nhiều mang theo Phật quang pho tượng thủ hộ lấy, nếu là bọn hắn tùy tiện tiến công, chính mình cũng muốn tổn thất nặng nề, rất có thể được không bù mất. Oanh long long, nương theo lấy một hồi kinh thiên lôi minh tiếng động, tia chớp màu đen nhảy lên, ma vụ sôi trào, chúng ma tránh lui, giang hai cánh tay, dùng một cái thành tín tư thái, ngước nhìn bầu trời. Trên bầu trời, một cái âm u xấu xí lão giả, chậm rãi hàng lâm xuống, chính là Sửu Thần. Sửu Thần hiện thân, cái kia cỗ mãnh liệt cấm kỵ sát khí, làm cho thiên địa chấn động, vạn vật tịch diệt. Đơn thuần khí thế, Sửu Thần khí thế, so với Diệp Thần hung mãnh nhiều lắm. Chu Chính, Chu Thiên Trạch, Mộ Thanh Âm đám người, đôi mắt bên trong lộ ra một vệt kinh dị chi sắc, bọn hắn không thể tin được, Diệp Thần có khả năng chiến thắng mạnh mẽ như thế Sửu Thần. Sửu Thần trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới, tầm mắt cuối cùng rơi vào Diệp Thần trên thân, a cười lạnh một tiếng, nói. Luân hồi chi chủ, ta ứng ước tới, người muốn khiêu chiến ta, vậy thì thật là rất tốt, người có thủ đoạn gì, xử hết ra. Ban đầu Sửu Thần là dự định không tiếc đại giới, công phá Chu Gia lĩnh địa, nhưng bây giờ Diệp Thần chủ động khiêu chiến, cũng là đã giảm bớt đi hắn rất nhiều phiền toái. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Diệp Thần còn có cái gì át chủ bài, có thể cùng hắn đối kháng. Phiến thiên địa này, hắn đã nghiêm mật phong tỏa, coi như Diệp Thần nghĩ triệu hoán Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ, cũng là tuyệt đối không thể. Huống chi Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ, muốn tọa trấn Thượng Hoàng Thiên Cung, không thể khinh động, bằng không luân hồi đại bản doanh trống rỗng, bị người đánh giết trộm nhà, vậy thì thật là vạn kiếp bất phục. Ta thủ đoạn nha, cũng không có cái gì hiếm lạ, bất quá là một vì sao thôi. Diệp Thần ném ra một quả hòn đá nhỏ, đó chính là tinh hằng chi thạch. Hòn đá nhỏ theo trong tay hắn ném ra, ô một tiếng không thấy, nhưng tiếp theo sát, bầu trời tăm tối phá vỡ, mây đen lui tránh, ma khí lui tán, một quả sáng chói tinh thần, theo tầng mây bên trong phá xuất. Đó chính là thần giáp mệnh tinh. Ong ong ong, thần giáp mệnh tinh vù vù chấn động, toát ra vô tận kim quang, nhìn kỹ lại, xây dựng thành này ngôi sao. Trên thực tế là triệu tỷ tỷ khối bọc thép mảnh vỡ, này chút bọc thép mảnh vỡ bày khắp chỉnh ngôi sao, mảnh vỡ cùng mảnh vỡ ở giữa khe hở, tựa như là tinh hà hoa văn, lộ ra một vệt huyền áo cùng xưa cũ đạo uẩn. Tất cả mọi người thấy này ngôi sao, đều cảm nhận được to lớn rung động, không thể tưởng tượng nổi rung động. Viên này thần giáp mệnh tinh, phảng phất không thuộc về cái thế giới này, chỉ là nhìn xem phía trên hoa văn, cũng làm người ta có một loại quan sát thiên hà. Đại đạo thông thấu diệu ngộ cảm giác. Đây là trạng thái đỉnh phong dưới thần giáp mệnh tinh, đây là hoàn chỉnh thần giáp mệnh tinh. Không có khả năng, ngươi lúc nào thì đã thức tỉnh thần giáp mệnh tinh. Sửu Thần phát ra bén nhọn tiếng kêu gào, khuôn mặt hoàn toàn méo mó. Thần giáp mệnh tinh chính là luân hồi thất tinh đệ ngũ tinh, này ngôi sao năng lượng khủng bố, nội tình cường đại, chỉ là một mảnh vụn, cũng đủ để hình thành thao thiên trật tự, thành lập vô cùng vững chắc phòng ngự. Vạn pháp bất xâm. Tỷ như trước đó tinh hằng chi thạch, liền bảo vệ Thanh Lam quốc vô số kỷ nguyên. Nếu là hoàn chỉnh thần giáp mệnh tinh, năng lượng nội tình khủng bố, đã không thể dùng lời nói đi hình dung. Coi như là Sửu Thần, nghĩ ăn mòn loại cấp bậc này tinh thần, đều nhất định muốn hồn chủng chân thân tự mình buông xuống, hơn nữa còn cần muốn đoạt xá đến một bộ đủ thân thể mạnh mẽ, bằng không mà nói, hắn cũng không có tư cách dung chuyển thần giáp mệnh tinh. Diệp Thần nắm giữ tinh hằng chi thạch, có thể điều động thần giáp mệnh tinh một tia năng lượng, chẳng có gì lạ, nhưng muốn bộc phát ra đỉnh phong lực lượng, đem hoàn chỉnh hoàn mỹ thần giáp mệnh tinh hiển hóa triệu hoán đi ra, đó là vạn vạn chuyện không thể nào. Thần giáp mệnh tinh cường đại, chi trầm trọng, coi như là Diệp Thần, không có thượng vị thần tu vi, đều khó có khả năng trưởng khống. Nhưng hết lần này tới lần khác, thời khắc này Diệp Thần, đỉnh đầu trên bầu trời. Hoàn mỹ thần giáp mệnh tinh liền hiển hóa ra ngoài, chiếu rọi toàn bộ Thanh Lam quốc. Bao phủ tại Thanh Lam quốc trên mặt đất hắc ám, cấp tốc rút đi, địa mạch ô uế bị thanh trừ hết,
hết thảy ma khí băng tiêu tuyết tan, đại địa một lần nữa toát ra hoa tươi cùng cỏ xanh, bạch cốt khôi phục, thi thể tại phục sinh, thần giáp mệnh tinh quanh mình bầu trời, theo hắc ám cấp tốc diễn biến thành xanh thẳm, sáng long lanh như thương hải ngọc thạch. Hết thảy, đều theo Diệp Thần triệu hồi ra thần giáp mệnh tinh, sinh ra kinh người cùng như kỳ tích biến hóa. Chu Chính, Chu Thiên Trạch, Mộ Thanh Âm đám người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem chung quanh biến hóa, triệt để rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần, chỉ cho là mình thân trong mộng. Là ảo giác, nhất định là ảo giác. Sửu Thần khàn giọng gầm hét lên, hắn phát sinh trước mắt hết thảy, tuyệt đối không thể nào là chân thực tồn tại. Hắn thấy Diệp Thần song đồng, không biết theo chừng nào thì bắt đầu, đã hóa thành màu huyết hồng, đồng tử như vạn hoa đồng thấu kính nát vụn. Trong truyền thuyết Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật, vạn hoa đồng huyết nhãn, tại thời khắc này, Diệp Thần mở ra. Mà lại, là cực hạn nhất mở ra. Tại Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật bên trong, vạn hoa đồng huyết nhãn bài danh đệ tứ, môn này thần thuật bài danh cao như vậy, là bởi vì trên đó hạn cao tới đáng sợ. Trên lý luận, vạn hoa đồng huyết nhãn có khả năng sáng lập ra cái gì huyễn cảnh, thông qua chân huyễn chuyển hóa pháp tắc thủ đoạn, viên này con mắt sáng lập ra huyễn thuật, là có khả năng toàn bộ biến thành chân thực tồn tại. Giờ khắc này, Diệp Thần mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, sáng lập huyễn thuật, để cho mình thần giáp mệnh tinh, triệt để mở ra đến trạng thái đỉnh phong. Này chủng loại giống như thủ đoạn, Diệp Thần trước kia thi triển qua, liền là đem bán thành phẩm quang minh chi tâm, giả tưởng thành hoàn mỹ trạng thái. Chỉ bất quá bây giờ hắn giả tưởng đối tượng, không phải quang minh chi tâm, mà là thần giáp mệnh tinh. Như vậy huyễn tưởng, đại giới là cực kỳ to lớn, Diệp Thần đoán chừng chờ sau khi chiến đấu kết thúc, ánh mắt của hắn sẽ trực tiếp mù mất. Tại huyễn tưởng trạng thái, Diệp Thần cánh tay trái cũng không đau, thân thể cùng tinh thần trạng thái, trước nay chưa có dễ chịu. Vạn hoa đồng huyết nhãn, người huyễn thuật, thế mà cao minh đến nước này. Sửu Thần hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức tê cả da đầu. Hắn biết Diệp Thần nhiều thủ đoạn, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Thần cực hạn thủ đoạn, đáng sợ như thế, sáng lập huyễn thuật, ảo giác bao phủ toàn bộ Thanh Lam Quốc, tất cả mọi người không thể thoát khỏi. Thậm chí, tất cả mọi người nhìn không thấu huyễn thuật dấu vết, bọn hắn đều coi là, trên bầu trời thần giáp mệnh tinh là thật, cũng không là cái gì hư ảo tồn tại. Chu gia cùng Mộ gia người, rung động đến tột đỉnh, bọn hắn thế mới biết, Diệp Thần cực hạn thủ đoạn, khủng bố đến nước này. Loại cấp bậc này huyễn thuật, thậm chí đã siêu việt vạn hoa đồng huyết nhãn sáng tạo giả Hoàng Già Thiên. Cũng chỉ có Diệp Thần, mượn dùng lấy luân hồi huyết mạch lực lượng, mới có thể thi triển ra kinh tâm như vậy động phách, không thể tưởng tượng nổi huyễn thuật. Huyễn thuật lại như thế nào, chỉ cần ngươi nhìn không thấu, đều là thật sự. Hướng thế ta, đều đã ngã xuống, ở kiếp này, ta đã định trước quật khởi, đã định trước vô địch. Chống lại ta, bỏ mình đạo tiêu. Ngỗ nghịch ta, rơi nhập luân hồi. Đối địch với ta, chết không táng địa. Diệp Thần tầm mắt nhìn chằm chằm Sửu Thần, từng chữ nói ra, phát ra to như trung cổ thanh âm, chấn động càn khôn tiêu vũ. Nếu là nằm mơ, nếu là huyễn thuật, vậy liền điên cuồng một chút đi. Hắn vạn hoa đồng huyết nhãn, một hồi cấp tốc xoay tròn, đồng tử mơ hồ có máu tươi chảy ra, vừa mới hắn ngôn ngữ, liền là thiên hiến, là bởi vì quả định luật, là chí cao pháp lệnh, ngôn xuất pháp tùy. Xoạt! Diệp Thần quanh thân thần quang nở rộ, mỗi một đạo quang mang, đều mang vô địch rực rỡ, ánh chiếu chư thiên. Thanh Lam Quốc bên trong, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một cỗ suy nghĩ, cái kia chính là, Diệp Thần là vô địch, giờ khắc này Diệp Thần đã trèo lên đỉnh luân hồi. Kỳ thật cái gọi là không không lúc nào không, liền là vô số huyễn tưởng xen lẫn mà thành thế giới, mỗi người đều đang nằm mơ, đều có chính mình huyễn tưởng. Nhưng người bình thường huyễn tưởng, chỉ có thể ở chính mình bên trong tiểu thế giới tự ngu tự nhạc, không ảnh hưởng tới chủ thế giới, cũng khó có thể ảnh hưởng đến người khác. Nhưng giờ khắc này Diệp Thần, vạn hoa đồng huyết nhãn đỉnh phong vận chuyển phía dưới, giấc mộng của hắn huyễn, tư tưởng của hắn, bao phủ thiên địa càn khôn, chấn động khắp nơi bát phương, ảnh hưởng đến mỗi người. Toàn trường tất cả mọi người, đều coi là trên bầu trời thần giáp mệnh tinh, là chân thật tồn tại, tất cả mọi người coi là Diệp Thần đã vô địch. Rõ ràng là ảo giác, nhưng lại không người có thể khám phá. Không người có thể khám phá mộng ảo, cùng chân thực có cái gì khác nhau. Ta muốn ngươi chết, Sửu Thần. Diệp Thần tầm mắt lạnh lẽo, vận chuyển thần giáp mệnh tinh,
muôn vàn khối bọc thép mảnh vỡ, ao 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 bay ra, giữa trời ký kết thành 3.000 nắm to lớn phi kiếm màu vàng óng, oanh long long chém xuống đi, chém thẳng hướng sử thần thân thể, muốn đem hắn sống sờ sờ chém vỡ. Không, không quan trọng ảo giác, cũng muốn giết ta. Ngươi tiểu tử, nói toạc thiên cũng chỉ là hạ vị thần thôi, ngươi nghĩ hù dọa người nào. Diệt thế chi thư, mở. Sử thần hò hét gào thét, nhìn chằm chằm cái kia bạo rơi mà xuống 3.000 phi kiếm, hắn không tin Diệp thần có bản lãnh lớn như vậy, hết thảy trước mắt, chẳng qua là ảo giác thôi. Hai tay của hắn vung lên, triển khai một quyển cổ lão hắc ám thư tịch. Đó là hắn sáng tạo diệt thế chi thư, dự định tương lai dùng tới hủy diệt cái thế giới này, lại tại cựu thế giới thi hài bên trên, thành lập một cái thế giới mới. Diệt thế chi thư hiển hiện, tận thế tình cảnh lập tức xuất hiện, tại sử thần chung quanh hình thành một cái to lớn trường vực, gió lốc nổ tung, sấm chớp, một cỗ năng lượng kinh khủng khí tràng gào thét mà ra. Ông! Diệp thần triệu dưới 3.000 phi kiếm, lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, giằng co giữa không trung. Khối u ác tính ký sinh quyết, đi! Sử thần thôi động diệt thế chi thư, lại thi triển ra một môn âm hiểm ác độc đại thần thông, một luồng khói đen theo trong thư tịch phóng lên tận trời, bay thẳng hướng Diệp thần thần giáp mệnh tinh. Lập tức, Diệp thần sinh ra một cỗ nguy hiểm to lớn. Một khi bị này sợi khói đen quấn lên, hắn thần giáp mệnh tinh, liền muốn sinh ra khối u ác tính, mất đi hết thảy hào quang. Sử thần một chiêu này, gọi khối u ác tính ký sinh quyết, cực kỳ ác độc, có thể đem thế gian đáng ghê tởm nhất, ô uế thảm thiết nhất khối u ác tính, ký sinh đến vạn sự trong vạn vật, từ đó phá hư hết thảy trật tự cùng pháp tắc. Thần giáp thiên pháo, oanh diệt. Diệp thần phản ứng cấp tốc, thủ quyết bóp, muôn vàn bọc thép mảnh vỡ phiên phi, trên không trung lắp ráp cấu tạo ra một ổ đại pháo. Đối mặt sử thần khối u ác tính ký sinh quyết, một vị phòng ngự là không được, chỉ cần có chút sơ sẩy, phòng có lẽ, liền là tai họa ngập đầu. Cho nên, Diệp thần lựa chọn trọng pháo xuất kích. Từng khối thần giáp lắp ráp thành cự pháo, thôn nạp bát hoang tinh khí năng lượng, cuối cùng oanh một tiếng, bạo phát ra một chùm đủ để xỏ xuyên qua tinh không tinh mang. Tại chỗ liền đem sử thần khối u ác tính ma khí oanh diệt đi. Sử thần biến sắc, biết Diệp thần lợi hại, xoay chuyển ánh mắt, hướng về dưới chướng ma chúng quát. Đều lên cho ta, làm thịt tiểu tử này. Theo sử thần ra lệnh một tiếng, rất nhiều ma vật cùng sử thần tộc ma đầu nhóm, lập tức hò hét gầm hét lên, điên cuồng hướng về Diệp thần xung đi. Trong mắt của bọn họ bên trong, mang theo to lớn kinh khủng, vô cùng sợ hãi Diệp thần uy thế. Nhưng thân thể hoàn toàn không chịu khống chế, sử thần ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền muốn không sợ chết vào tới trước. Tâm hồn của bọn hắn, sớm đã bị sử thần khống chế, vô pháp chống lại. Sử thần cũng không hy vọng xa vời, này một ít xấu ma chúng có thể tổn thương đến Diệp thần, chỉ mong có thể tiêu hao Diệp thần linh khí, vì hắn tranh thủ cơ hội. Diệp thần cũng biết rõ điểm này, cũng không có tùy tiện ra tay, miễn cho lãng phí sức lực, lạnh nhạt lui lại một khoảng cách. Hướng về Mộ Thanh Âm đạo. Mộ Thanh Âm, vì ta phủ cầm, ta giao phó ngươi siêu việt cầm đế lực lượng. Xoạt. Diệp thần tiếng nói vừa ra, Mộ Thanh Âm trên thân, liền toát ra vô tận hào quang, từng mảnh âm phù ở trên người nàng xen lẫn, nàng phảng phất tại trong nháy mắt, có được siêu việt cầm đế lực lượng. Kỳ thật đây chỉ là ảo giác, nhưng không người có thể khám phá, thậm chí liền Mộ Thanh Âm chính mình, cũng lộ ra kinh ngạc rung động vẻ mặt. Nàng đều tin tưởng mình cầm khúc tu vi, đã siêu việt cầm đế. Diệp thần miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, tại đây mảnh trong ảo cảnh, hắn nói tới hết thảy, đều sẽ thực hiện. Đúng, luân hồi chi chủ. Mộ Thanh Âm cung kính lên tiếng, ngồi xếp bằng, cửu tiêu hoàn bội cầm đặt nằm ngang đầu gối trước, ngón tay nhỏ nhắn gảy dây đàn, khảy một bản không sơn tân vũ. Lập tức, réo rắt yêu nhã tiếng đàn, liền chậm rãi chảy xuôi mà ra. Như âm thanh thiên nhiên, coi như cầm đế tái sinh, chỉ sợ cũng đánh không ra như vậy mỹ diệu khúc âm. Như vậy tươi mát khúc âm, đối sử thần tộc ma đồ tới nói, lại là muốn mạng tồn tại. Không sơn tân vũ cầm khúc âm phù, rơi xuống trên người bọn họ, thật giống như nước lạnh đổ vào rơi nóng bỏng nung đỏ trên khối thép, phát ra kịch liệt tiếng xèo xèo. Rất nhiều ma đồ hét thảm lên, còn không có tới gần Diệp thần, liền bị Mộ Thanh Âm cầm khúc tiêu diệt hết. Mộ Thanh Âm có chút kinh ngạc nhìn chính mình cầm khúc lực sát thương, như vậy một khúc diệt ma chàng diệt, nàng chỉ có ở trong mơ mới dám ngẫm lại, không có nghĩ đến lúc này tại Diệp thần chúc phúc dưới, thế mà thực hiện.
đây cũng là mộng, là luân hồi chi chủ vì ta tạo mộng, liền là không biết tạo cái này mộng, hắn phải bỏ ra bao lớn đại giới. Mộ Thanh Âm nội tâm không hiểu run rẩy, nhìn về phía Diệp Thần con mắt, liền thấy Diệp Thần một đôi vạn hoa đồng huyết nhãn, cái kia chỗ lộ ra tới màu đỏ, vô cùng không bình thường, đã đỏ đến biến thành màu đen tím bầm, đây là cực độ tiêu hao dấu hiệu. Mà Diệp Thần người trong cuộc này, biểu lộ vẫn là lạnh nhạt bộ dáng, phảng phất đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị, cũng biết mình sẽ tiếp nhận đáng sợ đến mực nào đại giới. Thần Giáp Thiên Cung, ta mời ngươi ở một cái. Diệp Thần tầm mắt nhìn chằm chằm Sửu Thần, vung tay lên, vô số bọc thép mảnh vỡ tại Sửu Thần bốn phía phiên phi, răng rắc xếp xây dựng dâng lên, muốn xây dựng thành một tòa thật to kim giáp cung điện, đem Sửu Thần phong tỏa đi vào. Tiểu tử này, Sửu Thần hoảng hốt, vốn còn muốn dựa vào dưới chướng ma đồ, tiêu hao Diệp Thần lực lượng, nhưng lại bị Mộ Thanh Âm ngăn trở, bây giờ hắn trực diện Diệp Thần hết thảy uy nghiêm, nội tâm chỉ cảm thấy khủng bố. Một khi bị này tỏa thần giáp thiên cung phong tỏa ngăn cản, cái kia cho dù là Sửu Thần, cũng không có nắm chắc phá giết ra tới. Vù! Thừa dịp thần giáp cung điện còn không có vây kín thời khắc, Sửu Thần vô cùng chật vật xông bay ra ngoài, hắn ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ Diệp Thần một đôi mắt bên ngoài, hắn thực sự nhìn không thấu có nửa điểm huyễn thuật dấu vết. Nhìn không thấu hư ảo, cái kia chính là chân ngoặc thật. Thái Sơ kiếm đạo, chảm phá hư ảo, nhất kiếm quy trần. Sửu Thần quát mắng một tiếng, tế ra một khỏa màu bạc trắng kiếm hoàn lộ ra kim loại sáng bóng, phía trên ấn có kiếm tổ nhị chữ, thoạt nhìn tựa hồ là kiếm tổ đồ vật. Đây chính là kiếm tổ thánh di vật, Sửu Thần mặc dù đem kiếm tổ đạo thống, ban cho Tinh Đồng Thiên Tôn, nhưng hắn có giữ lại, kiếm tổ đạo thống có chút hạch tâm đồ vật, hắn cũng không có truyền cho Tinh Đồng. Viên này màu bạc trắng kiếm hoàn, đang ẩn chứa kiếm tổ ý chí, hắn một phóng xuất ra. Lập tức liền toát ra ngàn đầu vạn cái thần thánh rộng rãi kiếm quang, như thiên hà cuồn cuộn, hướng hư không bốn phía chém giết mà đi. Hắn muốn lợi dụng kiếm tổ Thái Sơ kiếm đạo, chảm lấy hết tất cả hư ảo. Chảm diệt luân hồi khí diễm. Nơi này nơi nào có cái gì hư ảo, hết thảy đều là thật tồn tại, Sửu Thần, ngươi hồ đồ rồi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, tầm mắt vô cùng lãnh khốc nhìn xem Sửu Thần, thanh âm như là mang theo một cỗ nhiếp hồn ma lực. Sửu Thần ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy đạo tâm dao động, trong lúc nhất thời, lại phân không ra chân thực cùng hư ảo, còn tưởng rằng Diệp Thần thật hoàn toàn đã thức tỉnh thần giáp mệnh tinh, thật có như thế vô địch. Tiểu tử, nghĩ loạn ta đạo tâm. Sửu Thần lôi đình nổ tung, quát lên một tiếng lớn, hắn thấy chảm giết ra ngoài kiếm khí, hoàn toàn không ảnh hưởng tới Diệp Thần huyễn thuật, liền biết Diệp Thần huyễn thuật mạnh, đã đăng lâm đương thời đỉnh phong, không người có thể phá. Bất quá! Khủng bố như vậy huyễn thuật, thời gian không có khả năng kéo dài quá lâu. Sửu Thần suy nghĩ chuyển động, trong lòng có kế sách, hừ một tiếng, lách mình lui về sau đi, thôi động kiếm hoàn, trôi nổi ở trên đỉnh đầu, phóng xuất ra đầu đạo kiếm khí hộ thể, dự định kéo dài thời gian. Diệp Thần thấy thế, cũng biết thế cục nguy hiểm, hắn nhìn như chiếm hết thượng phong, vô địch nghiền ép, nhưng trên thực tế hết thảy đều là ảo tưởng. Chỉ mộng ảo hơn phá, hiện thực tàn khốc liền sẽ đưa hắn đánh vào vực sâu không đáy. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đại hoang thâu thiên thuật, cho ta đánh cắp. Diệp Thần tầm mắt nhìn chằm chằm Sửu Thần trên đỉnh đầu kiếm hoàn, đột nhiên tuôn ra đại hoang thâu thiên thuật, hoang cổ khí tức lan tràn, ngưng tụ thành một đầu hắc ám bàn tay lớn, cách không một túm. Một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ thấy Sửu Thần trên đỉnh đầu kiếm hoàn, ô một tiếng, trực tiếp bay ngược vào Diệp Thần trong tay. Không tốt. Sửu Thần thấy kiếm hoàn rơi xuống Diệp Thần trong tay, chỉ dọa đến hồn phi phách tán. Dưới tình huống bình thường, Diệp Thần coi như dùng đại hoang thâu thiên thuật, cũng không có khả năng trộm đi trên người hắn bất kỳ vật gì. Nhưng bây giờ, Diệp Thần vạn hoa đồng huyết nhãn cực hạn mở ra, tại huyễn tưởng trạng thái, Diệp Thần huyễn tưởng chính mình hết thảy thủ đoạn, đều là vô địch, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, nói cái gì liền có cái gì, nói muốn trộm Sửu Thần kiếm hoàn. Liền lập tức cách không đoạt lại. Đang trộm đến kiếm hoàn trong nháy mắt, kiếm hoàn bên trong cuồn cuộn năng lượng, cũng là tràn vào Diệp Thần trong đầu. Này kiếm hoàn, là kiếm tổ tâm huyết biến thành, ẩn chứa kiếm tổ đạo thống các loại áo nghĩa diệu pháp, đại lượng tràn vào, lập tức nhường Diệp Thần đạt được vô tận chỗ tốt. Thái Sơ kiếm đạo, chém giết. Diệp Thần lộ ra một cái hung ác biểu lộ, thôi động kiếm hoàn, Thái Sơ kiếm đạo vận chuyển, từng đầu phong duệ sắc bén kiếm khí. Liền theo kiếm hoàn bên trên chém bay mà ra,
chém thẳng hướng Sửu Thần. Thậm chí, vừa mới Sửu Thần gọi ra tới hộ thể kiếm khí, cũng là toàn bộ phản chiến đối mặt, chém tới chính hắn. Lần này nổi lên biến cố, Sửu Thần hoàn toàn không có phòng bị, một tiếng hét thảm, liền bị trăm ngàn đạo kiếm khí, cắn giết xoắn nát thành vô số máu thịt huyết vũ, phun tung tóe bay vụt. Thấy cảnh này, Mộ Thanh Âm dừng lại đánh đàn, ngạc nhiên thì thào, Sửu Thần đã chết rồi sao? Nàng thấy không thể tưởng tượng nổi, vừa mới vẫn là vô cùng hung hăng càn quấy, có thể xưng toàn bộ Thanh Lam quốc ác mộng Sửu Thần, hiện tại thế mà liền bị Diệp Thần kiếm khí xoắn nát. Sửu Thần tộc ma đồ nhóm, cũng là hãi dị kinh hãi, không thể tin được một màn trước mắt. Ngay tại toàn trường người lo sợ nghi hoặc không chừng thời điểm, một hồi chỉnh tề tiếng tim đập vang lên. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, toàn trường tất cả mọi người, trái tim tại cùng thời khắc đó, phát ra không giống bình thường nhảy lên, dị thường mãnh liệt, trong đáy lòng giống như có cái gì tà ác suy nghĩ bị câu lên. Ác niệm ký sinh, ta thân bất diệt. Ngay sau đó, một đạo âm trầm thanh âm, tại trong hư không nổ vang, đó chính là Sửu Thần thanh âm. Vừa mới bị Diệp Thần xoắn nát Sửu Thần, giờ phút này mang theo cuồn cuộn ma khí, từ không trung nổi lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần thấy Sửu Thần phục sinh, lập tức kinh ngạc lui về phía sau mấy bước. Sửu Thần nhếch miệng lên một nụ cười tàn khốc cho, nói, luân hồi chi chủ, không nghĩ tới sao. Ta là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần lòng người còn có ghê tởm đồ vật, ta là có thể nắm ta tuyến thời gian, ký sinh tại lòng người phía trên, vĩnh hằng bất hủ. Người muốn giết chết ta, trừ phi đem ở đây tất cả mọi người, toàn bộ giết. Hắn vừa mới hoàn toàn chính xác bị Diệp Thần giết chết, nhưng hắn mượn lòng người ghê tởm, lại sống lại. Chỉ cần lòng người ác niệm bất diệt, hắn sẽ không phải chết, tuyến thời gian vĩnh viễn ma diệt bất tận. Diệp Thần chìm nhưng, hắn hai mắt đau nhức, vạn hoa đồng huyết nhãn đỉnh phong vận chuyển phía dưới, đã sắp đến cực hạn, nhưng Sửu Thần tựa hồ là vĩnh viễn cũng không giết chết, này một trận chiến hắn nhất định bại. Luân hồi chi chủ, nhanh dùng ta tròm sao thần thuật, phong ấn Sửu Thần. Lúc này, Thái Thản cự thần thanh âm, truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Hắn Thái Thản tinh tọa thần thuật, có thể phong ấn Sửu Thần, trước mắt Diệp Thần cũng đã nắm giữ, bất quá còn không có chân chính tại Sửu Thần trên thân thi triển qua. Không, hắn chẳng qua là một đạo phân thân, phong ấn thì có ích lợi gì? Nhất định phải trực tiếp diệt sát. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, tại thời khắc mấu chốt này, hắn phúc trí tâm linh, nhìn thấy phá cục chi pháp. Sửu Thần, tất nếu như lòng người không có ác niệm, người còn thế nào ký sinh? Nếu như trong lòng mọi người hướng Phật, người lại như thế nào tồn tại? Diệp Thần trừng trừng nhìn chằm chằm Sửu Thần. Không có khả năng, lòng người làm sao có thể không có ghê tởm? Sửu Thần khinh thường mà cười cười. Ta nói không có, vậy liền không có. Ta thân hóa Phật tổ, phổ độ chúng sinh tâm vô ác nghiệp, vạn ma lui tránh, vì đại thừa thiên đường, Phật quang vĩnh viễn chiếu rọi. Diệp Thần bỗng nhiên phát ra âm thanh vang dội, một chữ một hoa sen, chờ hắn nói xong câu đó, đầy trời hoa sen nở rộ, vô tận Phật pháp quang minh, theo trong cơ thể hắn lan tràn ra. Giờ khắc này Diệp Thần, thế mà hiển hóa ra trang nghiêm bảo tướng, sau đó hóa thân thành chí tôn Phật tổ, thiên đế kim luân trôi nổi tại hắn sau đầu, thành Phật đà vòng sáng, chiếu rọi chư thiên, Phật quang vĩnh viễn chiếu rọi. Năm đó, Thích Gia Phật tổ sáng tạo ra Phật tổ chân kinh, hy vọng người người như rồng, người người thành Phật. Phật tổ chân kinh cùng sở hữu 9 tầng, coi như là Diệp Thần, cũng chỉ là tu luyện tới tầng thứ 8, chậm chạp vô pháp bước vào tầng cuối cùng vô thượng Phật tổ cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, Phật tổ chỉ có một người, cái kia chính là Thích Già Phật tổ. Nhưng bây giờ, Diệp Thần tại huyễn tưởng trạng thái, khẩu phát đại hoành nguyện, muốn phổ độ chúng sinh, gột rửa hết thảy ác niệm, tích dịch vạn ma, hắn liền thật hóa thân thành Phật tổ. Thậm chí, tại thiên đế kim luân gia trì dưới, Diệp Thần cái này Phật tổ, Phật quang chi sáng chói, thần thánh, rực rỡ, so với Thích Già Phật tổ còn cường đại hơn. Một màn này bên quá hùng vĩ, Diệp Thần thân hóa Phật tổ, sau lưng hiển hóa ra vạn trượng cao kim Phật pháp tướng, nguy nga rộng rãi, để cho người ta không dám ngước mắt. Tại Diệp Thần Phật quang chiếu rọi đến, Sửu Thần tộc hết thảy ma đồ, tại chỗ liền bị độ hóa, miệng niệm A-di-đà Phật, tán dương luân hồi chí vĩ, dồn dập cho Diệp Thần quỳ xuống, đúng là toàn bộ thần phục quy y, trên thân ma khí đều tán đi, chỉ có Phật quang yên tĩnh.
Ở đây Chu gia cùng Mộ gia tất cả mọi người, tại Diệp Thần Phật quang chiếu rọi đến, cũng là đạt được vô thượng chúc phúc, nội tâm hết thảy tàn niệm đều bị rửa đi, chỉ có tinh khiết suy nghĩ, tất cả mọi người chắp tay trước ngực hướng Diệp Thần cúng bái. Trước đây cả tộc hy sinh người nhà họ Khổng, đạt được Diệp Thần Phật quang phổ chiếu, lập tức toàn bộ phục sinh. Phục sinh sau người nhà họ Khổng, cũng là một mặt kinh ngạc, nhìn xem Diệp Thần so Phật Tổ còn muốn vĩ ngạn thân ảnh, không dám tin vào hai mắt của mình. Sửu Thần choáng váng, Diệp Thần trên thân chiếu xạ ra Phật quang, khiến cho hắn vô cùng khó chịu, cảm giác cả người đều giống như muốn bị bốc hơi đi. Không có khả năng, đều là giả, đều là ảo giác. Ngươi không có khả năng thành Phật. Coi như thành Phật, lòng người ghê tởm ô uế, cũng không phải ngươi có thể tẩy trừ. Sửu Thần ra mặt kịch liệt run rẩy, hắn nghĩ bắt ở đây ác niệm, nhưng phát hiện người người như rồng, người người có Diệp Thần Phật quang chiếu rọi, cái gì ác niệm đều không tồn tại, hắn vô pháp đến bất kỳ tăng thêm, cũng đoạn tuyệt ký sinh đường lui. Đúng vậy, đều là ảo giác, nhưng ngươi muốn chết, lại là thật. Ta phát đại thệ nguyện, muốn chiếu phá thế ở giữa hết thảy ghê tởm, ngươi chỗ có phân thân, đều sẽ bạo diệt. Ngươi hồn chủng chân thân, cũng sẽ bạo diệt. Ta muốn ngươi chết, ta muốn thế gian này, không còn có cái gọi là sửu thần. Diệp Thần phát ra to thiên cổ thanh âm, một trường gào thét mà ra, mang theo thao thiên Phật quang, hướng về sửu thần vỗ tới. Nếu là huyễn tưởng, cái kia không ngại lại điên cuồng, lớn mật đến đâu một chút. Thời khắc này Diệp Thần, phát đại thệ nguyện, không thỏa mãn chỉ đánh giết trước mắt này đạo sửu thần phân thân. Hắn muốn đem thế gian tồn tại, hết thảy sửu thần phân thân, thậm chí kèm thêm lấy sửu thần chân thân, đều toàn bộ đánh nổ. Đây là Diệp Thần đại thệ nguyện, mộng ảo cực hạn, có thể xưng đột phá chân trời. Nghe Diệp Thần lời nói, toàn trường người đều choáng váng, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thần nguyện vọng, sẽ điên cuồng đến nước này. Không, tiểu tử, người điên rồi, người tại nói hưu nói vượn chút gì, người có thể giết ta. Sửu Thần đồng tử co vào, phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Thấy Diệp Thần kinh thiên một trưởng giết tới, hắn cũng vội vàng huy trưởng đón đỡ, nhưng là phí công. Nương theo lấy oanh long long nổ vang, Diệp Thần bàn tay khổng lồ, nghiền ép mà lên, sửu thần thân thể tại chỗ bạo diệt. Phanh 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 phanh, toàn bộ không không lúc nào không, chư thiên vạn giới, vô cùng lớn thế, cũng có từng đạo tiếng nổ mạnh, hỗn hợp có bén nhọn kêu thảm, liên miên vang lên. Đó là sửu thần ngàn ngàn vạn vạn cái phân thân, rất nhiều đều bạo diệt thanh âm. Diệp Thần đại thệ nguyện, chí cao huyễn tưởng ý chí, thế mà thật dung chuyển toàn bộ không không lúc nào không chủ thế giới, sửu thần rất nhiều phân thân, đang điên cuồng nổ tung hủy diệt. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng trận chiến ngày hôm nay, cũng là ảnh hưởng đến sửu thần căn cơ. Một màn này, quá kinh khủng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ không không lúc nào không, cổ tinh môn, thiên khư thần điện, tử thần giáo đoàn các loại, vô số thế lực. Đều là rung động đến tột đỉnh, chỉ cho là trời sập. Sửu thần nhiều như vậy phân thân, thế mà bị Diệp Thần một trưởng oanh bạo rất nhiều, đây là bực nào bá khí cùng vô địch, tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng, không thể tin được. Vòng xoáy trung tâm Diệp Thần, vẻ mặt lại là bình tĩnh. Toàn bộ Thanh Lam Quốc, hết thảy hắc ám đều không tồn tại nữa, sửu thần tiêu tán, nơi này chỉ có tầng tầng Phật quang, như yên hà tràn ngập, kim quang bừng bừng. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, cũng là khắp nơi đều có Phật quang chiếu rọi, mới Phật Đà sinh ra, không phải Thích Già Phật Tổ, là Luân Hồi Thánh Phật, là Diệp Thần. Bất quá, này sáng chói Phật quang, vô tận thần thánh, lại là mộng huyễn phao ảnh, tại chiếu rọi chư thiên một sát na về sau, liền bỗng nhiên u minh biến mất, hết thảy hào quang quy về tịch diệt, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bởi vì, này vốn cũng không phải là chân thực đồ vật. Chẳng qua là Diệp Thần huyễn tưởng thôi, làm huyễn tưởng phá diệt, hết thảy giả tưởng, đều sẽ đi theo tiêu vong. Duy nhất có khả năng khẳng định là, sửu thần lần này tổn thất không nhỏ, nguyên khí tổn thương nặng nề, ngàn ngàn vạn vạn cái phân thân, hủy diệt cực lớn một bộ phận, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn chư thiên, tê tâm liệt phế, rung động tâm thần của người ta. Diệp Thần huyễn tưởng, tuy chỉ là mộng ảo, nhưng đối không không lúc nào không chủ thế giới, cũng là sinh ra mãnh liệt xé rách cùng vặn vẹo. Đã ảnh hưởng đến bộ phận chân thực. Bịch, Diệp Thần hao hết chỗ có sức lực, mềm cúi xuống một chân quỳ xuống, hai mắt chảy ra huyết lệ, đồng tử đã giống như là thấu kính nát vụn, mà lại biến thành màu đen phát tím, mất đi hết thảy quang thải.
hắn đã, chấm, mù mất. Diệp Thần thấy trước mắt thế giới, trở nên vô cùng hắc ám, không chỉ là mắt Trần mù mất, hắn tâm nhãn cũng mù mất, xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Quả nhiên, đại giới vẫn là quá lớn, ta thực lực vẫn là quá kém, chỉ có thể dùng này loại tự sát phương thức đối kháng sửu thần. Diệp Thần tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy ánh mắt đâm đau dữ dội, bất quá như vậy đại giới, kỳ thật cũng nằm trong dự liệu của hắn, cho nên hắn không chút kinh hoàng, yên lặng xuất ra một đầu màu đen băng gấm, đem mù mất con mắt trói lại, hắn là sợ trong hốc mắt phá toái con ngươi, sẽ trực tiếp rơi ra, vậy liền triệt để không có khả năng cứu vãn. Hiện tại đồng tử trọng thương mù mất, nhưng thế cục cũng không phải là không thể vãn hồi. Trong mơ hồ, Diệp Thần bắt được thiên cơ, biết cái kia cửu thiên linh thủy, liền là nơi mấu chốt. Cửu thiên linh thủy, không chỉ có thể hóa giải tinh không trái cấm mang tới hắc ám, còn có thể tẩm bổ ánh mắt của hắn, khiến cho hắn mù mất hai mắt khôi phục quang minh. Diệp Thần còn là lần đầu tiên nhận thương nặng như vậy, con mắt mù mất, thế giới trở nên hắc ám, phảng phất liền hắc ám đều không tồn tại, liền là một mảnh hư vô, cái gì đều không nhìn thấy, cả người như đặt mình vào tại một mảnh hư vô trong vực sâu, mỗi một điểm thanh âm đều trở nên vô cùng rõ ràng. Diệp Thần nghe được một hồi tiếng bước chân vội vã truyền đến, Chu gia, Mộ gia, Khổng gia người, gào khóc điên cuồng chạy hướng Diệp Thần, như là tín đồ đi hướng bái bọn họ thần linh, bọn hắn quỳ gối Diệp Thần chung quanh, nhìn xem Diệp Thần hai mắt mù mất suy yếu bộ dáng, bọn hắn hạ xuống nước mắt, rất nhiều người tê tâm liệt phế khóc lớn lên. Diệp Thần là vì cứu vớt bọn họ, mới lưu lạc như thế. Lần này, Diệp Thần con mắt mù mất, thần cách cùng đạo thống xuất hiện to lớn khuyết tổn, luân hồi khí vận cũng đi theo đại đại suy sụp. Không không lúc nào không, chư thiên đại thế, phàm là tín ngưỡng luân hồi địa phương, đều bao phủ lên một tầng thật dày mây đen, đây là tai biến dấu hiệu. Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong, càng là mây đen ngập đầu, âm phong gào thét, gió lốc lôi minh giao kích, thậm chí có ma vật tư sinh ra, tràng diện 10 điểm thê lương. Đây là Diệp Thần suy sụp, đưa tới tai biến khí tượng. Lần này, Diệp Thần cùng sửu thần quyết chiến, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Không không thời không hệ thống tu luyện, là thần linh hệ thống, từ hạ vị thần bắt đầu, mãi cho đến thiên đế chủ thần, tu luyện là thần cách, không ngừng lớn mạnh thần cách, mãi đến đăng cơ xưng đế, đạp vào chủ thần đỉnh phong. Này loại hệ thống tu luyện, coi trọng nhất liền là hoàn mỹ, đạo thống hoàn mỹ, nhất định phải hoàn mỹ, không một tì vết, thần cách vô khuyết vô lậu, mới có thể chân chính đăng cơ, đạp vào đỉnh phong. Cho nên tại không không lúc nào không, đỉnh cấp cường giả, không có một cái nào là tàn tật, chỉ cần tàn tật, cảnh giới liền sẽ rơi xuống, không cách nào lại duy trì thiên đế quyền hành. Hiện tại Diệp Thần mù mất, đạo thống xuất hiện khuyết tổn, đối toàn bộ luân hồi trận doanh khí vận, tự nhiên cũng là đả kích cực lớn. Bất quá Diệp Thần cũng không hối hận, hắn nhường sửu thần bỏ ra cái giá cực lớn, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Đại chiến kết thúc, Diệp Thần tại Chu gia, Mộ gia, Khổng gia chen chúc dưới, trở lại trong động quật nghỉ ngơi. Tam đại gia tộc truyền ra tín hiệu, kêu gọi luân hồi trận doanh nhân vật cao tầng, đến đây xử lý tàn cuộc, dù sao trước mắt cục diện như vậy, bọn hắn cũng không cách nào thu thập. Diệp Thần tại trong động quật nghỉ ngơi một đêm, vận chuyển bát quái thiên đan thuật, đạo thống đúc đan thuật, hoa sen hồi xuân quyết các loại thủ đoạn, đem phá toái đồng tử chữa trị hoàn chỉnh, nhưng hai mắt vẫn là ảm đạm tối tăm, ánh mắt không có khôi phục. Tới sáng sớm ngày thứ hai, luân hồi trận doanh người đến. Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ, muốn tọa trấn Thượng Hoàng Thiên Cung, tới tự nhiên không phải bọn hắn, mà là một người mặc lê hoa quần áo, tướng mạo thanh lệ xinh đẹp nho nhã nữ tử, chính là Thân Độ Uyển Nhi. Thân Độ Uyển Nhi tại trong động quật thấy được Diệp Thần, nhìn thấy hắn đen gấm quấn mắt, khí tức hư nhược bộ dáng, lập tức trong lòng đại chấn, kiều khu phát run, rơi lệ. Nếu như là người ngoài, hiện tại là tuyệt đối nhìn không ra thân phận của Diệp Thần, bởi vì theo Diệp Thần mù mất, hắn luân hồi khí suy yếu, pháp tắc không hiện ra, thoạt nhìn liền là kẻ yếu. Diệp Thần, báo, ngươi, chấm, ngươi. Thân Độ Uyển Nhi tiếng nói nghẹn ngào, không biết nói cái gì, đi qua nắm Diệp Thần tay. Diệp Thần cái gì đều không nhìn thấy, trong bóng đêm nghe được Thân Độ Uyển Nhi thanh âm, ngửi được trên người nàng mùi tóc, nội tâm một hồi ấm áp. Đưa tay sờ soạng sờ mặt nàng gò má, nói. Không có việc gì, ta còn chưa chết, so với ta, sửu thần hẳn là càng thảm đạm hơn. Diệp Thần cảm giác được, ngày hôm qua quyết chiến,
ảo tưởng của hắn dung chuyển chư thiên, phát ra đại thệ nguyện, mặc dù không có toàn bộ thực hiện, nhưng ít ra là thực hiện 7-8 phần. Sửu thần ngàn ngàn vạn vạn phân thân, không biết bạo diệt nhiều ít, tình huống so Diệp thần là nghiêm trọng nhiều. Thân độ Uyển Nhi gật gật đầu, nói ừm, ta điều tra đến, sửu thần chư trọng yếu bao nhiêu phân thân, bây giờ chỉ còn lại có 4 cái, còn có hắn hồn chủng chân thân, cũng bị thương nặng, ẩn nấp. Người huyễn tưởng, quá kinh khủng, trấn áp chư thiên, thế mà đem sửu thần ngàn ngàn vạn vạn cái trọng yếu phân thân, đánh nổ đến chỉ còn lại có 4 cái mức độ. Trong thanh âm của nàng tràn ngập rung động, Diệp thần cái này luân hồi chi chủ, cực hạn trạng thái bùng nổ, thực sự quá kinh khủng, toàn bộ không không lúc nào không đều bị rung chuyển. Chỉ còn lại có 4 cái sao? Diệp thần nhướng mày, ngàn ngàn vạn vạn phân thân, đều đã bạo diệt, nhưng lại có 4 cái còn sống sót, cái kia 4 cái phân thân, nhất định là phi thường đặc thù cùng nặng được như vậy. Thân độ Uyển Nhi nói, đúng vậy, cái kia 4 cái phân thân, đều ký thác vào đặc thù hồn khí bên trong. Diệp thần hỏi, hồn khí? Thân độ Uyển Nhi nói, năm đó hồn thiên đế ngã xuống, hắn chỗ vật lưu lại, liền là hồn khí, mang theo cực hạn hắc ám năng lượng. Tại rất nhiều hồn khí bên trong, có 9 kiện hồn khí, đặc biệt cường đại. Sửu thần tộc cùng hồn tộc người, vạn cổ đến nay, đều tại tranh đoạt này 9 kiện hồn khí, cuối cùng các đến 4 kiện, còn có một cái tung tích không rõ. Sửu thần cái kia 4 cái không có hủy diệt phân thân, liền ký thác vào cái kia 4 kiện hồn khí bên trong, chỉ cần hồn khí bất diệt, phân thân của hắn sẽ không phải chết. Diệp thần tâm bên trong hiểu được, gật đầu nói, thì ra là thế. Thân độ Uyển Nhi cười nói, bất quá này một trận chiến, sửu thần có thể nói là nguyên khí bị thương nặng, tương lai một quãng thời gian, hắn hẳn là đều sẽ không bừa bãi tàn phá. Dừng một chút, nàng lại có chút thương tiếc vuốt ve Diệp thần tay, nhìn xem hắn quấn lấy đen gấm hai mắt, buồn bã nói, liền là khổ ngươi, hai mắt mù mất, đạo thống xuất hiện khuyết tổn, nhưng ngươi yên tâm, ta cùng nhậm tiền bối Phật tổ bọn hắn, sẽ mau chóng nghĩ biện pháp khôi phục ánh mắt của ngươi. Diệp thần nói, ta đoán đại khái đến, khôi phục con mắt ta then chốt đồ vật, là một loại gọi cửu thiên linh thủy đồ vật. Này cửu thiên linh thủy, ẩn chứa cực kỳ dư thừa linh khí, thậm chí còn có thể tịnh hóa ngươi vụ yêu hắc ám, các ngươi có thể đi điều tra một chút. Mặt khác, này cửu thiên linh thủy, rất có thể cùng một cái gọi Mạc Cửu Ca người có quan hệ, các ngươi nhấn mạnh tra một chút. Cửu thiên linh thủy, Mạc Cửu Ca. Thân độ Uyển Nhi thì thào nói nhỏ, tầm mắt chuyển động, mong muốn nhìn trộm sau lưng chân tướng, nhưng trước mắt chỉ có thấy được một mảnh hư vô, liền sương mù đều không có, liền là một mảnh hư vô, phảng phất cái gì cửu thiên linh thủy, cái gì Mạc Cửu Ca, đều là không tồn tại đồ vật. Tốt, ta sẽ đi tra. Thân độ Uyển Nhi gật đầu đáp ứng, thấy sau lưng có chút kỳ quặc. Diệp thần ừ một tiếng, lại nghe được túc mệnh chi hoàn bên trong, truyền đến thái thản cự thần thanh âm, luân hồi chi chủ, ta thôi diễn qua cửu thiên linh thủy cùng Mạc Cửu Ca hạ lạc, nhưng phát hiện một điểm dấu vết điều tra không được, tựa hồ tất cả dấu vết, đều bị người tận lực xóa đi. Ta chỉ có thể đoán đại khái đến, cái kia cửu thiên linh thủy, có thể trị liệu ánh mắt của ngươi. Diệp thần nói, há, phải không? Thái thản tiền bối, liền ngươi cũng tra không được, xem ra này cửu thiên linh thủy cùng Mạc Cửu Ca, hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Thân độ Uyển Nhi nói, Diệp thần, chúng ta về nhà đi, nhậm tiền bối cùng Phật tổ đều đang đợi ngươi trở về. Diệp thần tâm nghĩ cũng là thời điểm trở về, ừ một tiếng. Thân độ Uyển Nhi đỡ lấy Diệp thần, đi ra hang động, chuẩn bị rời đi Thanh Lam Quốc. Thanh Lam Quốc tất cả mọi người, ra tới đưa tiễn, tràng diện hạo đại. Mộ Thanh Âm lưu luyến không rời, hai con người tràn ngập cảm kích, hai tay dâng cửu tiêu hoàn bội cầm, đưa cho Diệp thần, luân hồi chi chủ, này cổ cầm trả lại cho ngươi. Diệp thần mỉm cười, thu hồi cửu tiêu hoàn bội cầm, nói, mộ cô nương, ngươi về sau nếu có không, có thể tới ta Thượng Hoàng Thiên Cung ngồi một chút, cao sơn lưu thủy kiếm chi âm, có lẽ chúng ta có khả năng chung phủ một khúc. Mộ Thanh Âm nhìn xem Diệp thần đen gấm quấn mục đích bộ dáng, cảm thấy đau thương. Cười khổ nói, nhất định. Chu gia gia chủ Chu Chính đi ra, tại Diệp thần trước mặt quỳ xuống, nói, luân hồi chi chủ, tại hạ trước đây có nhiều mạo phạm, tội chết, tội chết. Về sau ta Chu gia, liền hoàn toàn thần phục luân hồi trận doanh, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta Chu gia xông pha khói lửa, không chối từ. Chủ nhà họ Khổng Khổng Bách Lý, còn có Mộ gia tất cả trưởng lão, cũng dồn dập quỳ xuống biểu thị quy hàng,
mặc dù bây giờ luân hồi suy sụp, nhưng bọn hắn cũng chưa quên Diệp Thần ân tình. Hôm qua Diệp Thần hiển thánh, tràng diện quá rộng rãi, đã rung động thật sâu bọn hắn. Đa tạ chư vị, như tương lai của ta một lần nữa quật khởi, nhất định sẽ không quên chư vị. Diệp Thần chắp tay tạ ơn, liền cùng thân Đỗ Uyển Nhi cùng một chỗ, rời đi Thanh Lam Quốc, trở về Thượng Hoàng Thiên Cung. Thân Đỗ Uyển Nhi tế ra một thanh phi kiếm, chở Diệp Thần phá không mà đi, bay đến nửa đường, nàng bỗng nhiên dừng lại, tầm mắt phát lạnh, tựa hồ cảm thấy được cái gì dị dạng, nhìn về phía một bên hư không, quát. Người nào, cút ra đây. Tại thân Đỗ Uyển Nhi tiếng nói vừa ra, cái kia trong hư không tối tăm, chính là bắt đầu vặn vẹo, có một cái mang theo mặt nạ áo bào đỏ người, chậm rãi hiện thân mà ra. Vu Yêu chi chủ, lần đầu gặp gỡ, người có thể thật là xinh đẹp cực kỳ. Cái kia áo bào đỏ người phát ra thâm trầm tiếng cười, như quỷ khóc khàn giọng. Diệp Thần nhướng mày, hắn mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nghe được thanh âm này, liền biết người này là ai, nói Tố Ly Ương, là ngươi. Thân Đỗ Uyển Nhi nhướng mày, đánh giá trước mắt áo bào đỏ người, ngươi là Vu Yêu quái vật. Cái kia áo bào đỏ người chính là Tố Ly Ương, nàng mỉm cười nói, Vu Yêu chi chủ, quái vật gì, không khỏi thật khó nghe chút, ta là quái vật, ngươi chẳng phải là liền là quái vật đầu lĩnh. Thân Đỗ Uyển Nhi mặt không đổi sắc, nói ta vì ma thần chi chủ, chấp trưởng ma thần cung, hoàn toàn chính xác liền là rất nhiều hắc ám quái vật thủ lĩnh, ngươi có chuyện gì? Tố Ly Ương cười nói, không có gì, ta muốn mượn dùng luân hồi chi chủ thiên đế kim luân mấy ngày, làm báo đáp, ta có khả năng nói cho các ngươi biết mà cửu ca hạ lạc, hắn trưởng khống lấy cửu thiên linh thủy. Thân Đỗ Uyển Nhi trầm giọng nói, ngươi một thân ma khí, nếu là thiên đế kim luân cho ngươi mượn, thụ nhiễm bẩn nhưng làm sao bây giờ? Tố Ly Ương cười nói, hoàn toàn chính xác có khả năng nhiễm bẩn, nhưng các ngươi có cho mượn hay không? Không mượn, không có ta chỉ bảo. Các ngươi không có khả năng tra được cửu thiên linh thủy cùng mà cửu ca hạ lạc. Thân Đỗ Uyển Nhi cười thông lạnh nói, vậy liền chờ xem, Diệp Thần, chúng ta đi. Nàng không muốn cùng Tố Ly Ương dây dưa, hiện tại mang theo Diệp Thần rời đi. Nhìn xem rời đi hai người, Tố Ly Ương cười nói, nếu như cần ta hỗ trợ, có thể kêu gọi tên của ta. Thân Đỗ Uyển Nhi mang theo Diệp Thần, trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung. Diệp Thần mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng có thể nghe được từng đợt mưa xa tiếng sấm. Thượng Hoàng Thiên Cung bầu trời, mây đen ngập đầu, mưa to như chút xuống, sấm sét vang dội, tai khí xen lẫn. Diệp Thần luân hồi khí suy yếu, trực tiếp mang đến thao thiên âm u, cảm nhận được Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong tai khí, Diệp Thần lông mày cũng không nhịn được gấp nhíu lại. Không có chuyện gì. Thân Đỗ Uyển Nhi nhẹ kéo Diệp Thần tay, bày ra một cái vòng bảo hộ, ngăn trở mưa gió. Mang Diệp Thần hồi đến Thượng Hoàng Thiên Cung trong chủ điện. Chỉ thấy trong chủ điện, Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ, ngồi ngay ngắn ở thủ tọa hai phía, phía dưới hai bên là Kỳ Thư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Võ Giao, Tôn Di đám người, mọi người nhìn thấy Diệp Thần trở về, mà lại khí tức suy yếu, đen gấm quấn mục đích bộ dáng, đều là chấn động. Chư nữ nức nở xông tới, không xiết sầu não. Phật Tổ thở dài một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, người huyễn tưởng, không khỏi quá điên cuồng một chút. Diệp Thần cười nói, không điên cuồng, không sống, nếu như không điên cuồng một chút, làm sao có thể diệt sát Sửu Thần. Bây giờ Sửu Thần ngàn ngàn vạn vạn đạo phân thân, bị Diệp Thần đánh nổ đến chỉ còn lại có bốn đạo, này kinh thiên thành tựu vĩ đại, có thể xưng khoáng cổ thước kim, mặc dù Diệp Thần con mắt mù mất, nhưng hắn cũng không hối hận. Nhậm Phi Phàm thần sắc nghiêm nghị, nói ta đã biết hết thảy, Diệp Thần, ngươi yên tâm. Cái kia cửu thiên linh thủy hạ lạc, ta sẽ mau chóng tra được, người tốt nhất dưỡng thương. Diệp Thần nói, đúng, đa tạ Nhậm tiền bối. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần liền thanh nhàn, cùng thân Đỗ Uyển Nhi, Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Thư Thanh, Võ Giao, Tôn Di chư nữ, tại trong tẩm cung đoàn tụ, tháng ngày 10 điểm vui sướng tự tại. Liên tiếp qua 7 ngày, Diệp Thần đã hoàn toàn thích ứng hắc ám thế giới, mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng dựa vào cảm giác bén nhạy. Hắn có khả năng rõ ràng phân rõ chung quanh phát sinh hết thảy. Nhưng mà đều 7 ngày trôi qua, Nhậm Phi Phàm bên kia, vẫn là không có tra đến bất cứ tin tức gì. Cửu thiên linh thủy cùng mà cửu ca, phảng phất là không tồn tại đồ vật, dù như thế nào điều tra không được một điểm dấu vết. Thân Đỗ Uyển Nhi tìm tới Diệp Thần, nói với hắn sáng tình huống, nói, sự tình hết sức quỷ dị, cái kia gọi mà cửu ca người,
Cư Nễ nói, là Thương Vân lão tổ ký danh đệ tử, là Tố Ly Ương người theo đuổi, năm đó rời đi Thanh Lam di tích, đi bên ngoài tìm kiếm Cửu Thiên Linh Thủy, là vì tịnh hóa Tố Ly Ương, để cho nàng theo vụ yêu quái vật khôi phục hình người. Manh mối như thế rõ ràng, hẳn là rất dễ dàng liền có thể tra được cái kia mà Cửu Ca hạ lạc, nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái đó đều tra không được. Nhậm tiền bối cùng Phật tổ hoài nghi, tại mà Cửu Ca sau lưng, hẳn là có cái gì viễn cổ cao nhân, xóa đi tất cả dấu vết, mà lại thủ đoạn vô cùng cao minh, liền một chút dấu vết đều không có để lại. Diệp Thần cao mày nói, vậy bây giờ là cái gì đều tra không được rồi. Thần Độ Uyển Nhi trầm ngâm nói, xem ra, chúng ta rất có thể muốn nhờ cái kia Tố Ly Ương lực lượng. Diệp Thần giật mình trong lòng, thực sự không muốn cùng cái kia gọi Tố Ly Ương quái vật có quá nhiều tiếp xúc, nhưng khi cái này liên quan đầu, nếu như bây giờ không có những biện pháp khác, Tố Ly Ương là duy nhất phá cục mấu chốt. Thần Độ Uyển Nhi nói, vẫn là triệu hoán nàng thử một chút. Diệp Thần bất đắc dĩ, nói, nếu như thực sự không có biện pháp, tranh ăn với hổ cũng muốn ngưu. Thần Độ Uyển Nhi cũng đành chịu, nhưng vì tìm kiếm Cửu Thiên Linh Thủy hạ lạc, cũng chỉ có thể kêu gọi nói, cách van xin cô nương, mời ngươi buông xuống. Nàng có việc cầu người, cho nên nói chuyện đều khách khí rất nhiều. Đang kêu gọi tiếng hạ xuống không lâu sau, hư không liền chấn động dâng lên, sau đó xé rách ra một đường nhỏ, một cái áo bào đỏ người theo trong cái khe đi ra, chính là Tố Ly Ương. Ha ha, suốt ta đều nói rồi, các ngươi không có khả năng tra được Cửu Thiên Linh Thủy cùng mà Cửu Ca hạ lạc. Bởi vì, này tất cả dấu vết, đều bị Quái Thiên Đế xóa đi. Chỉ có ta, mới có thể nhìn rõ sau lưng bí mật. Tố Ly Ương hơi có chút cười đắc ý, mà Cửu Ca là nàng đã từng người theo đuổi, đối nàng luyến ái khắc cốt minh tâm. Này phần mãnh liệt tình cảm, mặc dù sông cạn đá mòn, đều chưa từng ma diệt một chút, cho tới hôm nay y nguyên rõ ràng rõ ràng. Cho nên, Tố Ly Ương có khả năng rõ ràng cảm giác được, mà Cửu Ca hạ lạc, cũng có thể nhìn trộm mà Cửu Ca tình hình gần đây. Quái Thiên Đế. Thần Độ Uyển Nhi nghe nói cái danh hiệu này, vẻ mặt lập tức nhất biến. Cái này người rất lợi hại. Diệp Thần hỏi. Thần Độ Uyển Nhi nhìn thoáng qua Diệp Thần, liền giải thích nói, Quái Thiên Đế là viễn cổ đại đế, tinh thông bói toán xem bói chi thuật, Hồn Thiên Đế từng muốn mời hắn làm phụ tá, hắn không có đáp ứng. Lựa chọn tránh họa đi xa tha phương, ta cho là hắn đã bị Hồn Thiên Đế giết chết, hóa ra vẫn còn sống. Tố Ly Ương cũng là xen vào nói, Quái Thiên Đế vì tránh né hắc ám hồn tộc truy sát, đem tự thân tất cả dấu vết, toàn bộ xóa đi, hắn chỗ ẩn nấp thời không, bên ngoài người điều tra không đến. Mà Cửu Ca cùng Cửu Thiên Linh Thủy, ta khẳng định liền ở mảnh này thời không bên trong. Mà Cửu Ca tiểu tử kia, cũng không là cố ý xóa đi dấu vết của mình. Chẳng qua là nhận lấy Quái Thiên Đế ảnh hưởng. Nghe đến đó, Diệp Thần cùng Thần Độ Uyển Nhi, đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn lại không nghĩ rằng, nguyên lai cha không được mà Cửu Ca dấu vết, không phải mà Cửu Ca chính mình khống chế, mà là sau lưng Quái Thiên Đế, vì tránh né truy sát, xóa đi hết thảy thiên cơ, liên đới lấy đem mà Cửu Ca cùng Cửu Thiên Linh Thủy dấu vết, đều xóa đi. Tố Ly Ương đạo, ta có khả năng mang các ngươi đi cái thời không kia. Chỉ muốn các ngươi nắm Thiên Đế Kim Luân cho ta mượn. Thần Độ Uyển Nhi truy vấn, chỉ cần đi đến chỗ kia, liền nhất định có thể tìm tới Cửu Thiên Linh Thủy sao? Tố Ly Ương đạo, cái này ta có thể không dám hứa chắc, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, Cửu Thiên Linh Thủy cùng Mạc Cửu Ca có thiên ti vạn lũ liên hệ, Mạc Cửu Ca đã thành cái thời không kia chúa tể, liền Quái Thiên Đế đều muốn chịu hắn bảo hộ, hắn có thể trở nên cường đại như vậy, tuyệt đối cùng Cửu Thiên Linh Thủy có quan hệ. Cửu Thiên Linh Thủy là linh khí dư thừa thần vật, đối tu luyện cũng có to lớn tăng thêm hiệu quả, một khi đạt được, hấp thu luyện hóa, liền có cơ hội nhất phi trùng thiên, đăng cơ xưng đế. Tố Ly Ương đoán chừng, mà Cửu Ca có thể quật khởi, cũng cùng Cửu Thiên Linh Thủy có quan hệ. Nhưng nàng chẳng qua là mông lung cảm giác, cụ thể chân tướng, nàng cũng không cách nào xác định. Diệp Thần trầm ngâm một thoáng, nói cách van xin cô nương, ta có thể đem Thiên Đế Kim Luân cho ngươi mượn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ta trước hết cầm tới Cửu Thiên Linh Thủy. Nghe vậy, Tố Ly Ương cười ha ha một tiếng, nói, Luân Hồi Chi Chủ, truyền thuyết Cửu Thiên Linh Thủy là tinh không phía trên lưu truyền xuống thần thủy, nơi nào có dễ dàng như vậy cầm tới. Người bây giờ khí tức suy sụp, luân hồi khí không hiện ra, khí vận giảm nhiều, người lại nghĩ cầm tới Cửu Thiên Linh Thủy, kia liền càng khó khăn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái thời không kia tọa độ,
có thể không dám hứa chắc ngươi có thể có thu hoạch gì. Diệp thần nói, ngươi cái gì đều không thể cam đoan, ta làm sao có thể đem pháp bảo cho ngươi mượn. Tố Ly Ương đạo, ngươi không đem pháp bảo cho ta mượn, ta liền không nói cho ngươi cái thời không kia hạ lạc. Diệp thần hừ một tiếng, nói, không nói coi như xong, ta còn không có cầm đến chỗ tốt gì, ngươi cũng đừng hòng chiếm ta tiện nghi. Hắn biết đối phó Tố Ly Ương loại người này, chỉ cần mình có chút nhượng bộ, đối phương liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Tố Ly Ương lập tức chán nản, nói, đường đường luân hồi chi chủ, liền nhỏ mọn như vậy. Diệp thần nói, ngươi như không chịu nói, vậy thì mời hồi trở lại đi, Uyển Nhi, tiễn khách. Nghe được Diệp thần hạ lệnh trục khách, Tố Ly Ương lập tức chấn động, cắn răng nói. Chậm đã, dừng một chút, nàng trung quy là trước nhượng bộ, nói ta không có thể bảo chứng ngươi có thể được đến cửu thiên linh thủy, nhưng ta có khả năng cam đoan, nhưng ngươi nhìn thấy Mạc Cửu Ca, ta mang ngươi tới. Diệp thần nghe được Tố Ly Ương chịu nhượng bộ, lập tức lộ ra một vệt nụ cười, nói, rất tốt, chờ nhìn thấy vị kia Mạc Cửu Ca về sau, ta sẽ đem thiên đế kim luân cho ngươi mượn. Mạc Cửu Ca rất có thể nắm trong tay cửu thiên linh thủy, chỉ muốn gặp được hắn, Diệp thần liền có thể bày ra bước kế tiếp hành động. Hắn cũng biết, cửu thiên linh thủy là cực kỳ chân quý thần vật, muốn có được, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tố Ly Ương đạo, cái thời không kia gọi huyết thần thời không, đao phong nữ hoàng là các ngươi luân hồi trận doanh người A. Nàng trước đây từng đi qua huyết thần thời không, các ngươi trước tiên có thể đi huyết thần thời không điều tra một chút. Tốt nhất có thể tìm được trước chút gì đó giúp đỡ. Ta mang các ngươi đi qua, thiên cơ khẳng định là muốn bại lộ, rất có thể dẫn tới hắc ám hồn tộc ngấp nghé, nếu là không có điểm giúp đỡ, chúng ta rất có thể muốn chết ở bên kia. Nếu lựa chọn hợp tác với Diệp thần, Tố Ly Ương cũng không che giấu, nói thẳng ra cái thời không kia che giấu. Cái kia mảnh thời không, liền gọi huyết thần thời không. Đao phong nữ hoàng từng đi qua cái kia thời không. Diệp thần nghe Tố Ly Ương, lập tức 10 điểm ngoài ý muốn. Trước đây đao phong nữ hoàng từ đừng rời bỏ, nói là muốn đi tìm kiếm đại từ thụ hoàng, nàng nói qua, chờ nàng tìm tới đại từ thụ hoàng vào cái ngày đó, nàng sẽ cùng đại từ thụ hoàng trở về. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, Diệp thần đều không có đao phong nữ hoàng tin tức. Tố Ly Ương đạo, đúng vậy, nàng ở bên kia, hẳn là cũng thành lập cái gì thế lực, nhưng tình huống cụ thể, ta không rõ ràng lắm. Chẳng qua là mông lung cảm giác, các ngươi tốt nhất phái người đi điều tra một chút. Diệp thần trầm tư một thoáng, liền gật đầu nói, được. Có cụ thể manh mối cùng tọa độ, tiếp xuống điều tra, vậy liền thuận lợi nhiều. Diệp thần phái người đi điều tra huyết thần thời không nội tình, 3 ngày sau, thân độ Uyển Nhi cho hắn mang về một phong truyền thư, hưng phấn nói. Diệp thần, đao phong nữ hoàng quả nhiên từng buông xuống huyết thần thời không, nàng thậm chí còn báo trước đến. Người tương lai cũng có thể là buông xuống, cho nên lưu lại một phong truyền thư cho ngươi. Ngươi mang theo này phong truyền thư, có thể đi đại từ thánh cung, tìm một cái gọi Đoàn Giang người, hắn sẽ cho ngươi một chút chiếu cố. Diệp thần ồ một tiếng, trong lòng có chút kỳ lạ, không nghĩ tới đao phong nữ hoàng tâm tư nhạy cảm như thế, còn báo trước đến tương lai tình huống. Hắn tiếp nhận truyền thư, đem mở ra, hắn hai mắt mù, không nhìn thấy thư bên trên chữ viết. Nhưng tay cầm vuốt lên đi, liền có thể cảm nhận được phía trên kiểu chữ, biết thư kỹ càng. Đao phong nữ hoàng tại thư bên trên, đầu tiên là biểu đạt chính mình đối Diệp thần tưởng niệm, còn nói nàng đi huyết thần thời không, nhưng thật ra là vì tìm kiếm đại từ thụ hoàng. Đại từ thụ hoàng giấu chân, từng xuất hiện tại huyết thần thời không bên trong, cũng thành lập đại từ thánh cung, nhưng cũng tiếc, sau này không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đại từ thụ hoàng bị ép rời đi. Chờ đao phong nữ hoàng buông xuống thời điểm, đại từ thụ hoàng đã không thấy tăm hơi, nàng chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Tại thư bên trên, đao phong nữ hoàng còn nói, chính mình có được mới thân thể về sau, tu vi lại có tiến bộ, đối thuần thú bí pháp lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm, nàng hiện tại đã lĩnh ngộ ra thú nhân hợp nhất diệu pháp, liền là đem chiến thú cùng tự thân dung hợp một thể, từ đó bộc phát ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Thư cuối cùng, là một cái phức tạp đồ đằng ký hiệu. Cái ký hiệu này như một con dã thú đầu, phía trên đang ký thác đao phong nữ hoàng bí pháp cảm ngộ. Làm Diệp thần chạm đến cái ký hiệu này, đầu lập tức oanh một tiếng, có các loại diệu pháp tràn vào, cái kia thú nhân hợp nhất áo nghĩa, cũng là in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Như vậy cảm ngộ, đối Diệp thần tới nói, lại là niềm vui ngoài ý muốn.
Diệp Thần nắm bắt thư, trong lòng trầm ngâm suy nghĩ, hướng thân Đỗ Uyển Nhi hỏi, có hay không tra được Cửu Thiên Linh Thủy nội tình. Tại thư bên trên, Đao Phong Nữ Hoàng cũng không có nói tới Cửu Thiên Linh Thủy. Thân Đỗ Uyển Nhi lắc lắc đầu nói, không có, cái kia Cửu Thiên Linh Thủy, tựa hồ là cực kỳ thần bí đồ vật, chúng ta người đi đến huyết thần thời không, hoàn toàn tra không đến bất luận cái gì tung tích, nhưng cũng dùng khẳng định là, Cửu Thiên Linh Thủy là chân chính tồn tại, mà lại ngay tại huyết thần thời không bên trong, chẳng qua là không biết ẩn giấu ở nơi nào. Nghe vậy, Diệp Thần gật gật đầu, xem ra Tố Ly Ương không có lừa hắn, Cửu Thiên Linh Thủy hoàn toàn chính xác ngay tại huyết thần thời không, chỉ bất quá quá thần bí, không dễ dàng như vậy tra rõ ràng. Vậy xem ra, ta phải tự mình đi huyết thần thời không một chuyến. Diệp Thần nói. Thân Đỗ Uyển Nhi nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, chúng ta điều tra thời điểm, rất có thể đã xúc động thiên cơ, bị hắc ám hồn tộc người phát hiện. Hồn Thiên Đế Hậu Duệ, có 9 cái chi nhánh, liền là 9 đại hồn tộc, năm đó phụng mệnh truy sát quái thiên đế, là thứ 9 hồn tộc. Thứ 9 hồn tộc thủ lĩnh, Cửu Họa Thương Long, ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Diệp Thần trong đầu, hiện ra Cửu Họa Thương Long thân ảnh, gật đầu nói, dĩ nhiên nhớ kỹ, Cửu Họa Thương Long, cũng là Cửu Thiên Phục Long giáo giáo chủ. Thứ 9 hồn tộc cùng Cửu Thiên Phục Long giáo lãnh biến địa, tại hồn cảnh thời không, Diệp Thần trước kia cũng đi qua, mà lại Thảo Thần phái trước kia cứ điểm, ngay tại hồn cảnh thời không bên trong. Diệp Thần trước kia cùng thứ 9 hồn tộc, cũng giao phong qua không ít lần, trước đó đạo tông thi đấu thời điểm, hắn liền đánh giết Cửu Họa Thương Long đệ tử Vân Thương Trùng, cướp được Viêm Thiên Đế thân. Lại thêm trước kia Cửu Thiên Phục Long ấn tranh đoạt, Diệp Thần cùng thứ 9 hồn tộc ở giữa, kết thù cực sâu, không có có thể hóa giải. Thân Đỗ Uyển Nhi nói, ta đoán trước tương lai, thứ 9 hồn tộc cường giả, rất có thể sẽ buông xuống đến huyết thần thời không bên trong, nhưng chúng ta chỉ muốn tìm được Cửu Thiên Linh Thủy, không cần thiết cùng bọn hắn lên xung đột. Ngươi có thể hỏi một chút Tôn Di, nàng hẳn là có thủ đoạn gì, có thể tránh đi thứ 9 hồn tộc tai mắt. Diệp Thần nói, được. Đã từng Thảo Thần phái, vì tránh né Hoa Tổ truy sát, bất đắc dĩ, cuối cùng ẩn núp đến hồn cảnh thời không, tìm kiếm thứ 9 hồn tộc bảo hộ, đại giới là muốn hướng thứ 9 hồn tộc cung phụng đại lượng chân quý dược thảo. Thảo Thần phái cùng thứ 9 hồn tộc, nhân quả cực sâu, bọn hắn biết xử lý như thế nào cùng thứ 9 hồn tộc mâu thuẫn. Tại cùng thân Đỗ Uyển Nhi nói chuyện sau khi kết thúc, Diệp Thần nhường Tố Ly Ương từ một nơi bí mật gần đó chờ, chính mình một mình tìm được Tôn Di. Khi biết Diệp Thần ý đồ đến, Tôn Di hơi có chút giật mình, trầm ngâm nói, rốt cuộc biết Cửu Thiên Linh Thủy hạ lạc sao? Nhưng ngươi lo lắng cùng thứ 9 hồn tộc lên xung đột. Cái kia ngươi đi theo ta, ta thành lập một cái lãnh địa, gọi Không Úc Tiên Lâm, chư thiên hết thảy thảo con dân của thần, cũng dần dần tới đầu nhập vào, trước kia tại hồn cảnh thời không Thảo Thần phái tín đồ, cũng toàn bộ di chuyển đi qua, bọn hắn có thể giúp được ngươi. Tôn Di tại kế thừa Thảo Thần đạo thống, trở thành mới Thảo Thần về sau, liền tay thành lập lãnh địa của mình, triệu tập tín đồ con dân, cũng bắt đầu mưu tính chế tạo rừng rậm sách. Nàng thành lập lãnh địa, liền gọi Không Úc Tiên Lâm, ký thác nguyện vọng của nàng, một cái không có bất luận cái gì u buồn, chỉ có vui sướng cùng an ninh địa phương. Nếu như không phải Diệp Thần xảy ra chuyện, nàng hẳn là sẽ còn tại Không Úc Tiên Lâm bên trong, tiếp tục lớn mạnh đạo thống của chính mình. Lần này bởi vì Diệp Thần con mắt mù mất, nàng lúng túng lo lắng phía dưới, mới trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung. Diệp Thần liền đi theo Tôn Di, đi tới Không Úc Tiên Lâm. Ánh mắt hắn không nhìn thấy đồ vật, tại đi vào Không Úc Tiên Lâm về sau, cũng không nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, nhưng có thể nghe được trận trận khoan khoái tiếng cười, còn có côn trùng kêu vang chim gọi, dòng suối róc rách thanh âm, thanh phong phủ tại trên mặt, 10 điểm nhẹ nhàng khoan khoái. Nơi này, phong cảnh nghĩ đến cũng là cực tốt. Tôn Di đại nhân, một đạo cung kính giọng nữ truyền đến, có người tại hướng Tôn Di hành lễ. Diệp Thần lỗ tai khẽ động, nghe được thanh âm này có chút quen thuộc. Giọng nữ kia nói, luân hồi chi chủ, đã lâu không gặp, nghĩ không ra ngươi thế mà nghèo túng đến tận đây. Tôn Di trầm giọng nói, làm ảnh, không được đối với luân hồi chi chủ vô lễ. Giọng nữ kia nói, đúng, Tôn Di đại nhân, là ta đường đột. Diệp Thần hồi tưởng lại, Từ Tốn nói, ngươi là Nhất Tịch Tố Ảnh. Diệp Thần còn nhớ rõ, trước kia tại hồn cảnh thời không Thảo Thần phái, đại tế ti tên là Nhất Tịch Tố Ảnh. Thảo Thần phái con dân, phần lớn tin tưởng có trung cực chi thần tồn tại,
cái kia trung cực chi thần liền là Thiên Mẫu. Nhưng, Nhất Tịch Tố Ảnh tín ngưỡng, hết sức đặc thù, nàng cũng không tin trời mẹ, nàng chỉ thờ phụng chủ, nàng tin tưởng hoàn toàn chính xác tồn tại một vị trung cực thần linh, nhưng không phải Thiên Mẫu, mà là chủ. Tại Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên sau khi chết, Nhất Tịch Tố Ảnh từng cho Diệp Thần một bản bất tử thiên thư, nói chỉ muốn giết chết Hoa Tổ, dùng Hoa Tổ máu tươi, tại không chết trên thiên thư viết lên tên Thanh Nghiên, là có thể phục sinh Thanh Nghiên. Chỉ bất quá, Hoa Tổ là đạo tông bát tổ một trong, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, cho tới bây giờ, Diệp Thần vẫn không có thể giết chết Hoa Tổ. Nhất Tịch Tố Ảnh nói, Luân Hồi Chi Chủ còn nhớ rõ ta, ta thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Tôn Di Đạo, làm ảnh, chúng ta cần một loại đồ vật, có thể che giấu khí tức, tránh cho cùng thứ 9 hồn tộc phát sinh xung đột. Nhất Tịch Tố Ảnh nói, vậy đơn giản cực kỳ, dùng ẩn linh tiên thảo là được, chỉ phải mang theo ẩn linh tiên thảo, là có thể ẩn nấp khí tức của mình, không bị thứ 9 hồn tộc phát hiện. Ha ha, kỳ thật bây giờ Luân Hồi Chi Chủ, khí tức so sánh dĩ vãng, đã suy yếu rất nhiều, coi như không làm bất luận cái gì che giấu, người khác cũng chưa chắc phát hiện được hắn. Tôn Di đôi mắt đẹp quét ngang, nói, làm ảnh, không cho phép lại vô lễ như vậy. Diệp Thần giơ tay lên một cái, cười khổ một tiếng, nói, được rồi, Tôn Di, bây giờ ta hai mắt đã mù, đạo thống khuyết tổn, đích thật là suy sụp. Bất quá vì cẩn thận lý do, vẫn là làm điểm che giấu cho thỏa đáng, người đem ẩn linh tiên thảo cho ta là được. Tôn Di liền gọi Nhất Tịch Tố Ảnh lấy ra vài cọng ẩn linh tiên thảo, giao cho Diệp Thần trong tay, u nói ra, vậy ngươi lần này đi huyết thần thời không, cẩn thận một chút, ta không tiện đi theo ngươi đi qua, nhưng ngươi như là đụng phải có nguy hiểm gì, có thể kêu gọi tên của ta, ta sẽ buông xuống giúp ngươi. Nàng dù sao cũng là đương nhiệm thảo thần, thân phận quá đặc thù, nếu là nàng đi cùng huyết thần thời không, thế tất sẽ trêu chọc vô tận phiền toái. Diệp Thần tiếp nhận ẩn linh tiên thảo, gật đầu nói tốt, ta sẽ cẩn thận, ngươi chờ ta trở lại. Dừng một chút, Diệp Thần lại hồi tưởng lại, trước đó cùng Tôn Di đi gặp Đại Chủ Tể, tìm hiểu giải quyết khí thiên tỏa dây xích then chốt, Đại Chủ Tể cùng sơ đại vận mệnh chi thần Lãnh Khuynh Xương, cuối cùng nói ra Thanh Lam di tích bí mật, nhưng cần Tôn Di trả giá một chút. Đúng rồi, Tôn Di, trước đó Đại Chủ Tể nói cho chúng ta biết, Thanh Lam di tích bí mật, cần ngươi bỏ ra cái giá gì, cái này đại giới đến cùng là cái gì? Diệp Thần nhịn không được hỏi, hiện tại hắn khí thiên tỏa dây xích không cùng xiềng xích, cơ bản xem như giải quyết, chỉ bất quá làm phức tạp chuyển biến thành tinh không trái cấm hắc ám làm phức tạp. Nghe được Diệp Thần hỏi thăm, Tôn Di biểu lộ lập tức ngưng kết xuống tới, sau đó vừa cười nói. Không có gì, Diệp Thần, ngươi không cần lo lắng, cũng không tính là gì đại giới, ta không có việc gì. Lại nghe một bên Nhất Tịch Tố Ảnh nói ra, Đại Chủ Tể nói, muốn gọi Tôn Di đại nhân, chặt đứt tơ tình, dạng này mới có thể dùng đột phá tâm chi xiềng xích, tương lai mới có thể chân chính chế tạo ra rừng rậm sách. Nếu là lòng có tơ tình, vậy thì có ràng buộc cùng lo lắng, là không thể nào chế tạo ra rừng rậm sách. Chế tạo rừng rậm sách việc này, Đại Chủ Tể cũng coi trọng cực kỳ, rừng rậm sách một khi thuận lợi chế tạo ra đến, chúng ta có khả năng tạo hóa ra một gốc thông thiên đại thụ, nối thẳng tinh không bỉ ngạn, dọc theo cây to này một mực trèo lên trên, liền có thể leo đến trên trời sao đi, vĩ đại dường nào tư tưởng a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe vậy, Diệp Thần biến sắc, nói cái gì chặt đứt tơ tình. Nhất Tịch Tố Ảnh nói, liền là chặt đứt tình của ngươi tơ a, Luân Hồi Chi Chủ, Tôn Di đại nhân đối ngươi lòng có quyến luyến, này quyến luyến liền là tơ tình, là ràng buộc lo lắng, nếu không chặt đứt, nàng tâm chi xiềng xích vô pháp đột phá, liền không có cách nào chân chính chế tạo ra rừng rậm sách. Đại Chủ Tể bảo nàng chặt đứt tơ tình, là vì nàng tốt, ha ha, người hậu cung nữ nhân vô số, chắc hẳn cũng không kém Tôn Di đại nhân một cái a. Tôn Di chấn nộ, quát, làm ảnh, người câm miệng cho ta. Nàng mới chấp trưởng thảo thần quyền hành, uy nghiêm chưa lập, rõ ràng còn không thể hoàn toàn trấn ẩn náu bọn thủ hạ. Ít nhất, đã từng thảo thần phái đại tế ti Nhất Tịch Tố Ảnh, ở trước mặt nàng, cũng không có cái gì lễ tiết, thậm chí trực tiếp hướng Diệp Thần nói thẳng, Đại Chủ Tể lúc trước cùng Tôn Di ước định. Diệp Thần biết chân tướng, chìm nhưng nói, Tôn Di, Đại Chủ Tể nói tới đại giới, chính là muốn ngươi chặt đứt tơ tình. Tình của ngươi tơ, nếu là chặt đứt, ngươi sẽ triệt để quên ta. Tôn Di cuống quýt nắm chặt Diệp Thần tay, nói, sẽ không, Diệp Thần, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi tình cảm,
không phải bất kỳ thủ đoạn nào có khả năng chặt đứt. Ta vĩnh viễn là của ngươi nữ nhân, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi. Diệp Thần trong lòng bất an, lại có rất nhiều nghi vấn, tình này tơ muốn thế nào chặt đứt, là Tôn Di chính mình chạm, vẫn là đại chủ tể ra tay. Hắn có thiên ngôn vạn ngữ, mong muốn đặt câu hỏi, Tôn Di lại ngừng lại câu hỏi của hắn, u nói ra. Ngươi đi trước huyết thần thời không, nghĩ biện pháp tìm tới cửu thiên linh thủy, khôi phục ánh mắt của mình. Chờ ánh mắt của ngươi khôi phục, ta có thể cho ngươi nhìn ta tâm, ngươi liền sẽ biết, ta đối với ngươi tình cảm, cũng không phải bất kỳ thủ đoạn nào có khả năng chạm diệt. Nàng kéo Diệp Thần tay, đặt vào trên ngực của chính mình. Diệp Thần cảm nhận được một vệt mềm mại, nội tâm hơi hơi rung chuyển, gật đầu nói tốt, chờ ta trở lại. Bất kể như thế nào, hắn trước hết khôi mắt khép lại nói, bằng không mà nói, một đôi mắt mù mất, làm việc khắp nơi không tiện, coi như đụng phải vấn đề nan giải gì, cũng khó có thể giải quyết. Thương nghị cố định, Diệp Thần rời đi không Úc Tiên Lâm, lại hồi trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung một chuyến, hướng Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ đám người tạm biệt, sau đó liền xuất phát đi tới huyết thần thời không. Lần này đi huyết thần thời không, ngoại trừ Tố Ly Ương bên ngoài, Diệp Thần cũng không mang theo người khác, nhiều người ngược lại vướng bận. Tố Ly Ương theo trong hư không hiện thân, đi theo tại Diệp Thần bên người. Diệp Thần phân cho nàng một gốc ẩn linh tiên thảo, hai người ẩn nấp trụ khí hơi thở, phá không hướng huyết thần thời không tiến đến. Huyết thần thời không chỗ trên mặt đất, 10 điểm che giấu, bao quanh lấy từng tầng một sương mù, nếu như không phải có cụ thể tọa độ, Diệp Thần căn bản không có khả năng tìm tới nơi này. Làm Diệp Thần buông xuống đến huyết thần thời không bên ngoài, hắn vẫn không có cảm nhận được bất luận cái gì cùng cửu thiên linh thủy tương quan nhân quả, thậm chí, hắn không cảm giác được bất luận cái gì thời không pháp tắc tồn tại, trước mắt phảng phất là một mảnh sương mù cùng hư vô thế giới, không tồn tại bất luận cái gì sinh linh. Đây là bởi vì vị kia quái thiên đế, xóa đi huyết thần thời không nhân quả dấu vết, cho nên coi như đứng tại huyết thần thời không bên ngoài, tận mắt thấy mảnh thế giới này. Mảnh thế giới này cũng giống như là mộng huyễn phao ảnh tồn tại, khiến người ta cảm thấy không đến chân thực. Tố Ly Ương đứng tại sương mù bên ngoài, có thể mơ hồ thấy sương mù sau lưng rộng rãi thế giới, hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, huyết thần thời không đến, người có thể thấy cái thế giới này sao? Diệp Thần hai mắt còn quấn màu đen băng gấm, lắc lắc đầu nói, cách van xin cô nương, xin đừng nên nói nhảm, cũng không cần khi dễ ta cái này mù lòa. Cho tới bây giờ, Diệp Thần hai mắt vẫn là mù, liên tâm mắt cũng mù mất, hắn tự nhiên xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Tố Ly Ương rồi cười khanh khách cười, nói, được a, ta trước mang ngươi đi vào, hai chúng ta người ngoài, nếu là tiến vào huyết thần thời không, sợ không phải muốn bị xem như gian tế bắt lại, vẫn là đi trước đại từ thánh cung, dàn xếp lại nói. Trước mắt huyết thần thời không lịch sử sâu xa, thế lực phân bố cách cục. Diệp Thần đã trải qua sơ bộ điều tra rõ ràng. Huyết thần thời không chúa tể giả, liền là thiên đế Mạc Cửu Ca, nhưng trừ hắn ra, phía sau màn còn có một vị mạnh mẽ tồn tại, cái kia chính là quái thiên đế. Quái thiên đế tinh thông bói toán xem bói chi thuật, là thời đại viễn cổ cường giả, Mạc Cửu Ca có thể quật khởi, cùng quái thiên đế chỉ bảo, có quan hệ lớn lao. Cho nên, Mạc Cửu Ca đối quái thiên đế, 10 điểm tôn kính. Quái thiên đế chịu hắc ám hồn tộc truy sát, vì đối kháng hắc ám hồn tộc, Mạc Cửu Ca cũng phong tỏa toàn bộ huyết thần thời không, bất luận cái gì xông vào nơi này người, đều sẽ bị coi là gian tế, giết chết bất luận tội. Bởi vì tại huyết thần thời không bên trong, có cửu thiên linh thủy tồn tại, linh thủy tầm bổ địa mạch, cho nên nơi này sản vật phì nhiêu, tài nguyên tu luyện 10 điểm phong phú, căn bản không cần cùng bên ngoài trao đổi, là có thể tự cấp tự túc. Toàn bộ huyết thần thời không thể bao phủ một tầng dày nặng tinh bích hệ, này tinh bích hệ ngăn cách người ngoài, nhưng tự nhiên không ngăn cản nổi Diệp Thần. Diệp Thần vận chuyển xong xà tròm sao không gian áo nghĩa, hết sức thuận lợi liền xuyên qua tinh bích hệ, cùng Tố Ly Ương cùng một chỗ, bước vào huyết thần thời không bên trong. Trên thân hai người mang theo ẩn linh tiên thảo, khí tức hoàn toàn ẩn nấp, cũng không làm kinh động thủ vệ chú ý. Diệp Thần mang theo đao phong nữ hoàng lưu cho thư của hắn, cùng Tố Ly Ương cùng một chỗ. Đi tới Đại Từ Thánh Cung, dự định trước dàn xếp lại nghĩ biện pháp gặp mặt Mạc Cửu Ca. Hai người một đường bay lượn, bay đến nửa đường, Tố Ly Ương đột nhiên dừng lại, tầm mắt kinh ngạc nhìn phía dưới đại địa. Phía dưới trên mặt đất, đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng to lớn, pho tượng kia dung mạo, là một cái tuyệt sắc nữ tử,
mỹ lệ không gì sánh được, dáng người cũng là 10 điểm đầy đặn uyển chuyển, chỉnh cỗ pho tượng sinh động như thật, chung quanh có thật nhiều con dân tại triều bái. Cách van xin cô nương, làm sao vậy? Diệp thần cảm giác được Tố Ly Ương thất thần, có chút dừng lại, cười nói, thế nào, phía dưới pho tượng kia, kỳ thật liền là ngươi. Diệp thần con mắt mù mất, nhưng hắn sức cảm ứng vô cùng mẫn duệ, có thể bắt được không ít thiên cơ hình ảnh. Hắn cũng cảm giác được, phía dưới tồn tại một tòa pho tượng, là một cái mỹ lệ phi thường nữ tử. Xem Tố Ly Ương bộ dáng, Diệp thần đại khái đoán được cái gì? Tố Ly Ương khóe miệng kéo ra một cái nụ cười khó coi, nói, đó là trước kia ta, không phải hiện tại ta. Diệp thần có thể cảm giác được pho tượng kia mỹ mạo, cười nói, nguyên lai người trước kia xinh đẹp như vậy, khó trách mà cửu ca như thế ưa thích ngươi. Tố Ly Ương thản nhiên nói, phấn hồng cùng khô lâu, kỳ thật không có gì khác biệt, đều là một bộ túi da thôi, có càng mạnh mẽ hơn túi da, ta vì sao muốn cố chấp hình người. Chỉ bất quá mà cửu ca tiểu tử này, thế mà chế tạo ta pho tượng, còn gọi con dân của hắn triều bái, ha ha, thật sự là hài hước, hắn sùng bái lúc trước ta, bây giờ ta, cũng sẽ không thu đến nửa điểm hương hỏa, thì có ích lợi gì. Diệp thần mỉm cười, không đánh giá, tiếp tục hướng Đại Từ Thánh Cung phương hướng bay đi. Đại Từ Thánh Cung, là ngày xưa Đại Từ Thụ Hoàng kiến tạo thế lực, Đao Phong Nữ Hoàng từng buông xuống ở đây, cũng tại Đại Từ Thánh Cung dẫn phát oanh động. Nếu như nói Đại Từ Thụ Hoàng, là Đại Từ Thánh Cung các đệ tử trong lòng đến tôn chúa tể, cái kia Đao Phong Nữ Hoàng liền là đệ nhị chí tôn. Dù sao Đao Phong Nữ Hoàng, cùng Đại Từ Thụ Hoàng quan hệ quá mật thiết, hai người là tuyệt bạn thân. Diệp thần cùng Tố Ly Ương hai người, đi vào Đại Từ Thánh Cung, đây là một mảnh cuồn cuộn liên miên cung điện, đàn hương lượn lờ, tiếng chuông ung dung, có thật nhiều đệ tử ở chỗ này tu luyện. Diệp thần hai người đến, lập tức đưa tới chấn thủ hộ pháp chú ý. Dừng lại, người nào? Đại Từ Thánh Cung trọng địa, người không có phận sự, không được đến gần. Có hai cái chấn thủ hộ pháp, hơi có chút cảnh giác đi vào Diệp thần trước mặt hai người. Không thể không nói. Diệp thần hai người ngoại hình rất cổ quái, Diệp thần là một cái mù lòa, hai mắt quấn lấy đen gấm, Tố Ly Ương là một đầu vu yêu quái vật, mặc dù ăn mặc rộng rãi áo bào đỏ, mang theo mặt nạ, che lại thân hình, nhưng này cũng không rõ khí tức, lại để cho người khác làm sao đều không dám khinh thị nàng. Diệp thần mặt không đổi sắc, móc ra Đao Phong Nữ Hoàng lưu lại thư, đẩy tới, nói ta là bạn của Đao Phong Nữ Hoàng, muốn bái thấy Đoàn Giang Đại Hộ Pháp. Đao Phong Nữ Hoàng tại trong tín thư, nhắn lại nói có thể cho Diệp thần đi tìm Đoàn Giang, tìm kiếm chiếu cố. Mà Đoàn Giang, tại Đại Từ Thánh Cung bên trong địa vị không thấp, chính là Đại Hộ Pháp. Cái kia hai cái chấn thủ hộ pháp nghe xong, lập tức kinh hãi, nói các ngươi là bạn của Đao Phong Nữ Hoàng, muốn gặp Đại Hộ Pháp đại nhân. Diệp thần nói, đúng thế. Hai cái chấn thủ hộ pháp kinh hãi, không dám sơ suất, vội vàng cầm lấy thư, đi vào thông truyền. Diệp thần cùng Tố Ly Ương, liền tại chỗ chờ. Hai người chờ giây lát, liền thấy một cái hói đầu râu dài người trung niên, vội vã lớn bước ra ngoài. Cái kia hói đầu người trung niên nhìn thấy Diệp thần, lập tức liền quỳ xuống, âm thanh run rẩy vòng. Diệp thần xen lời hắn, đi vào lại nói. Cái kia hói đầu người trung niên chính là Đoàn Giang, hắn thu đến thư, liền biết thân phận của Diệp thần, thấy Diệp thần bây giờ suy yếu bộ dáng, hắn vô cùng đau lòng. Thấy Diệp thần không muốn bại lộ thân phận, liền gật đầu nói. Đúng, mời đến, mời đến. Hắn đứng dậy, mời Diệp thần cùng Tố Ly Ương vào bên trong. Chung quanh rất nhiều đệ tử hộ pháp, nhìn thấy Đoàn Giang đối Diệp thần như thế cung kính, đều là hết sức ngạc nhiên, không biết Diệp thần thân phận gì. Đoàn Giang mang theo Diệp thần cùng Tố Ly Ương, đi vào hắn chủ sự đại điện bên trong, lui tả hữu, lại một lần hướng Diệp thần quỳ xuống, nói, luân hồi chi chủ. Người chịu khổ. Diệp thần nói, tiền bối mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ, bây giờ ta đã suy sụp, không đáng người quỳ lạy. Liền vội vàng đem Đoàn Giang đỡ dậy. Đoàn Giang hai mắt rưng rưng, nói, luân hồi chi chủ, người bị đại nạn này, không biết có gì có thể dùng đến tại hạ địa phương. Người coi như là muốn con mắt của ta đều có thể móc ra cho ngươi. Diệp thần nói, không cần, tiền bối không cần như thế. Một bên Tố Ly Ương, ha ha cười lạnh một tiếng, nói, ngươi lần thứ nhất thấy luân hồi chi chủ, tựa như một con chó biểu trung tâm, thật sự là khó được a. Lời nói này 10 điểm chói tai,
Đoàn Giang nghe được, lập tức vẻ mặt nhất biến, hướng Diệp Thần dò hỏi. Luân hồi chi chủ, người này là ai, làm sao như vậy vô lễ? Diệp Thần nói, đây là một người bằng hữu của ta, nàng tính tình xảo trá một chút, còn mời tiền bối đừng nên trách. Đoàn Giang hừ một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, đại từ thụ hoàng cùng đao phong nữ hoàng, đều đối ngươi tôn sùng đầy đủ, nói ngươi là tương lai có thể trèo lên đỉnh tinh không nhân vật, tại hạ đối ngươi hết sức kính trọng, lại nghĩ không ra một phiên tín ngưỡng, lại bị ngươi vị bằng hữu này chỉ trỏ. Diệp Thần nói, tiền bối chớ muốn tức giận, tại hạ lần này đến đây, vẫn phải mời ngươi nhiều quan tâm. Đoàn Giang vẻ mặt hơi chậm, nhìn xem Diệp Thần đen gấm quấn mục đích bộ dáng, trầm ngâm một thoáng, nói, luân hồi chi chủ, ngươi là muốn tìm kiếm cửu thiên linh thủy, trị liệu con mắt. Diệp Thần nói, chính là, tiền bối nếu là biết cửu thiên linh thủy hạ lạc, còn xin báo cho. Diệp Thần thần biết quét nhìn toàn bộ huyết thần thời không, có thể khẳng định cửu thiên linh thủy ngay ở chỗ này, địa mạch linh khí tương đương nồng đậm, nhưng hắn vô pháp khóa chặt cửu thiên linh thủy cụ thể hạ lạc. Đoàn Giang khẽ nhíu mày, nói, này cửu thiên linh thủy, là ta huyết thần thời không truyền thuyết đồ vật, nghe nói là theo tinh không phía trên lưu truyền xuống đồ vật, nhưng chỉ là truyền thuyết, ai cũng không biết này linh thủy ở nơi nào. Huyết thần thời không cương thổ bao la, Nam Bắc tung hoành có trăm vạn dặm, vô cùng minh mông, tại trong vùng không thời gian này, có đếm không hết vương triều đế quốc, tông môn đại phái, vô số thế lực đều muốn tìm kiếm cửu thiên linh thủy, đáng tiếc từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công qua. Dừng một chút, Đoàn Giang lại nói, vạn cổ đến nay, chỉ tiếp xúc qua cửu thiên linh thủy người, liền là Thánh Thiên Đế Mạc Cửu Ca, hắn đứng dậy bé nhỏ, suốt đời trung tình tại một nữ tử, tình lay cửu thiên, truyền thuyết là đạt được cửu thiên linh thủy tẩm bổ, một đường quật khởi trèo lên đỉnh thành thiên đế, bây giờ là ta huyết thần thời không cao nhất chúa tể. Tố Ly Ương cười lạnh một tiếng, nói Thánh Thiên Đế. Mạc Cửu Ca tiểu tử này, khẩu khí thật lớn, dám dùng thánh nhân vì danh hào, hắn cũng xứng. Đoàn Giang nghe nói như thế, lập tức kinh hãi, nói các hạ rốt cuộc là ai, như vậy bôi nhỏ Thánh Thiên Đế, cũng không sợ gặp thiên phạt sao. Mạc Cửu Ca tại đăng cơ xương đế về sau, phát hạ thần dụ, phàm là tại huyết thần thời không bên trong, ai dám đối với hắn bất kính, liền sẽ phải gánh chịu thiên phạt lôi kiếp. Nhưng Tố Ly Ương lần này lạnh lùng chế giễu lời nói hạ xuống về sau, bên ngoài cũng không có cái gì dị tượng biến hóa, nhưng Đoàn Giang vô cùng giật mình, không biết Tố Ly Ương là thân phận gì. Tố Ly Ương thản nhiên nói, ta cùng luân hồi chi chủ, muốn gặp Mạc Cửu Ca tiểu tử kia một mặt, người thay thông truyền một tiếng đi. Nàng chỉ muốn mau sớm mang Diệp Thần đi gặp đến Mạc Cửu Ca, dạng này hoàn thành ước định, nàng là có thể mượn đến thiên đế Kim Luân. Đoàn Giang trong lòng càng kỳ lạ. Chỉ cho là cặp Tố Ly Ương là cái gì tính tình cổ quái cao nhân, hắn trầm ngâm một hồi, nói, Thánh Thiên Đế chấp trưởng thánh nhân giáo hóa, kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên, người bình thường khó gặp, ta Đại Từ Thánh Cung chẳng qua là Thiên Đế Thánh Điện một cái phụ thuộc, trước kia Đại Từ Thụ Hoàng còn tại thời điểm, còn có thể cùng Thiên Đế Thánh Điện câu thông, nhưng bây giờ Đại Từ Thụ Hoàng đi xa, ta Đại Từ Thánh Cung cũng không có tư cách trực tiếp yết kiến Thánh Thiên Đế Đại Nhân. Tố Ly Ương cười lạnh nói, nguyên lai ngươi như vậy vô dụng sao? Dừng một chút, nàng lật bàn tay một cái, lấy ra một cái cây châm, đưa cho Đoàn Giang, nói, ngươi đem cái này cây châm, giao cho Mạc Cửu Ca tiểu tử kia, hắn sẽ minh bạch hết thảy. Đoàn Giang thấy Tố Ly Ương đảo lộ ra tay cầm, đúng là một đầu thảm đạm biến thành màu đen khô lâu tay, không khỏi hãi dị thất sắc. Cái kia cây châm chạm chỗ tinh mỹ, ngọc quang ôn nhuận, bị nàng khô lâu tay cầm bắt chẹt lấy. Hình ảnh lộ ra 10 điểm quái đản. Hắn thân thể hơi hơi run rẩy, càng nhìn không thấu thân phận của Tố Ly Ương, nói, Thánh Thiên Đế cao cứ cửu thiên, cái này. Này cây châm ta đưa không đi lên. Tố Ly Ương hừ một tiếng, nói, thật sự là phế vật. Ngươi lại nói cho ta biết, mà Cửu Ca tiểu tử kia ngụ ở chỗ nào, ta tự mình đi qua gặp hắn là được. Đoàn Giang đạo, cửu thiên phiếu miểu, vô cùng minh mông, Thánh Thiên Đế đại nhân thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Tại hạ cũng không xác định hắn ẩn cư ở nơi nào. Tố Ly Ương cười ha ha, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ha ha, rất tốt, tiểu tử này tiền đồ, còn giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Đoàn Giang không hiểu chảy ra mồ hôi lạnh, càng nhìn không thấu thân phận của Tố Ly Ương, không nói gì với nhau. Diệp Thần trầm giọng hỏi, tiền bối, liền không có biện pháp khác, có thể nhìn thấy Mạc Cửu Ca sao? Đoàn Giang suy nghĩ một chút,
Đột nhiên con ngươi lóe lên một đạo ánh sáng, suy nghĩ một lát nhân tiện nói, biện pháp cũng là có một cái, nhưng cực kỳ gian nan, người bây giờ trạng thái, chỉ sợ. Ta huyết thần thời không, có một chỗ cấm địa gọi huyết linh hỏa trì, bên trong tràn ngập kinh khủng dị hỏa năng lượng, thiên đế thánh điện định ra quy củ, nếu ai có thể tại huyết linh hỏa trì kiên trì 7 ngày, là có thể trực tiếp tiến vào thiên đế thánh điện, thậm chí có cơ hội lấy được thánh thiên đế tự mình chỉ bảo. Nhưng vạn cổ đến nay, có thể thông qua huyết linh hỏa trì khảo nghiệm người, như phượng mao lân giác, lác đác không có mấy. Luân hồi chi chủ, dùng ngươi bây giờ trạng thái. Đoàn Giang nhìn một chút Diệp Thần bộ dáng, Diệp Thần khí vận, suy sụp đến tựa như người bình thường, liền như vậy tư thái, mong muốn thông qua huyết linh hỏa trì khảo nghiệm, cơ hồ là chuyện không thể nào. Huyết linh hỏa trì. Diệp Thần trầm ngâm một thoáng. Đoàn Giang đạo, đúng vậy, đây là duy nhất có thể gặp mặt thánh thiên đế đường tắt, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, thánh thiên đế tình căn thâm trùng, tơ tình khó gãy, một mực chịu đủ tình độc tra tấn, cho nên hàng năm ẩn cư. Người bình thường muốn gặp được hắn, khó hơn lên trời. Diệp Thần nghe nói như thế, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Tố Ly Ương hừ một tiếng, nói, mà cửu ca tiểu tử này cũng là đa tình. Diệp Thần hỏi, tiền bối, ngươi có thể trước mang ta đi huyết linh hỏa chỉ nhìn một chút sao? Đoàn Giang do dự một chút, nói, có khả năng, luân hồi chi chủ, nhưng dùng ngươi bây giờ trạng thái, chỉ sợ rất khó thông qua huyết linh hỏa chỉ sát hạch. Ngô! Ta lại nghĩ một chút biện pháp, có lẽ đi cầu quái thiên đế ra mặt, cũng có thể nhìn thấy thánh thiên đế, nhưng cần cung phụng đại lượng thiên tài địa bảo cùng nguyên ngọc. Diệp Thần khoát tay một cái nói, tiền bối, vẫn là trước mang ta đi huyết linh hỏa trì xem một chút đi. Diệp Thần mơ hồ cảm nhận được, cái kia huyết linh hỏa trì, tựa hồ là một phần cơ duyên không nhỏ, đối thân thể của hắn có ích. Đoàn Giang đạo tốt, vậy thì mời luân hồi chi chủ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai. Ta mang ngươi đi huyết linh hỏa trì. Thương nghị cố định, Diệp Thần cùng Tố Ly Ương, đêm đó ngay tại Đại Từ Thánh Cung bên trong nghỉ ngơi. Tới sáng sớm ngày thứ hai, hai người cải biến trang phục, hóa thân thành Đại Từ Thánh Cung đệ tử, đi theo Đoàn Giang, đi tới huyết linh hỏa trì. Đoàn người đáp lấy phi chu xuất phát, xuyên qua tầng tầng mây trắng, rất nhanh liền đi tới huyết linh hỏa trì vùng trời. Nhìn xuống phía dưới, huyết linh hỏa trì hiện ra một mảnh màu đỏ như máu. Như là một khối to lớn màu đỏ ngọc thạch khảm nạm ở trên mặt đất, chung quanh hỏa diễm nổi lên bốn phía, màu ngọc lưu ly xanh biếc khói mù bao quanh, bốn phía nham thạch ngọn núi một mảnh đỏ bừng, hoàn cảnh có chút ác liệt. Nhìn kỹ lại, tại cái kia hỏa trong ao, tựa hồ lại du động cái gì quỷ dị sinh vật, khiến cho người không rét mà run. Diệp Thần hai mắt mù, không nhìn thấy huyết linh hỏa chỉ cảnh tượng, nhưng thiên cơ bắt phía dưới, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này hung hiểm. Tràn ngập khó nói lên lời dị hỏa năng lượng ba động. Cỗ này dị hỏa năng lượng, cùng bình thường hỏa diễm khác biệt quá nhiều, 10 điểm nóng rực nóng bỏng, hẳn là theo thời đại viễn cổ lưu lại diễm hỏa. Này huyết linh hỏa trì, từng là một cái viễn cổ chiến trường, có chư thần ở đây đại chiến, sau này chư thần ngã xuống, bọn hắn thi cốt lắng động xuống, dần dần liền hóa thành dị hỏa, hội tụ thành này mảnh hỏa trì. Đoàn Giang hướng Diệp Thần cùng Tố Ly Ương, giải thích mảnh máu này linh hỏa chỉ lai lịch. Tố Ly Ương thần bên sắc có chút âm trầm, này huyết linh hỏa chỉ khí tức, để cho nàng vô cùng không thoải mái, nàng thản nhiên nói, ta liền không nổi nữa, ở chỗ này chờ các ngươi. Diệp Thần khẽ cau mày, cũng có thể cảm nhận được này mảnh hỏa chỉ đáng sợ, chư thần dị hỏa tại bốc lên, một khi bước vào trong đó, liền sẽ phải gánh chịu chư thần ý chí nghiền ép. Đương nhiên, nếu có thể ở nơi này sống sót, hấp thu chư thần dị hỏa, đối tự thân tu vi tăng trưởng, cũng là có chỗ tốt cực lớn. Nơi này, là huyết thần thời không cấm địa, bình thường người dám bước vào nửa bước, liền sẽ gặp phải chư thần dị hỏa trùng kích, tại chỗ bị đốt thành cho bụi. Huyết thần thời không thế lực cường đại nhất, cao nhất chúa tể thiên đế thánh điện, liền trực tiếp phát ra thần chỉ, nếu ai có thể tại huyết linh hỏa chỉ kiên trì 7 ngày, người đó liền có thể trực tiếp gia nhập thiên đế thánh điện. Nhất phi trùng thiên, thậm chí có khả năng đạt được thánh thiên đế mạc cửu ca tiếp kiến. Diệp Thần cảm thụ được huyết linh hỏa chỉ khí tức kinh khủng, hơi trầm ngâm một thoáng, nghĩ thầm, tuy nói ta bây giờ khí vận suy sụp, nhưng ta thiên hỏa mệnh tinh, đạo linh chi hỏa, đều có thể hấp thu vạn hỏa, này huyết linh hỏa chỉ hẳn là không đả thương được ta. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền hướng Đoàn Giang đạo, tiền bối, mang ta xuống, ta muốn thử xem này huyết linh hỏa chỉ khảo nghiệm. Đoàn Giang lấy làm kinh hãi,
nói, vòng. Khục, Diệp công tử, người chắc chắn chứ? Vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm. Diệp thần nói, không sao, ta không có việc gì. Đoàn Giang nhìn xem Diệp thần tự tin bộ dáng, nghĩ thầm Diệp thần có thiên hỏa mệnh tinh, có lẽ thật có thể chịu đựng lấy huyết linh hỏa trì trùng kích, hiện tại liền gật gật đầu thỉnh. Mang theo Diệp thần xuống. Hai người hạ xuống huyết linh hỏa trì lối vào, nơi này có một cái thiên đế thánh điện trưởng lão trấn thủ lấy. Đoàn hộ pháp. Trưởng lão kia nhìn thấy Đoàn Giang, lên tiếng chào. Đoàn Giang chắp tay, nói, Hoàng trưởng lão, ta muốn mang cái đệ tử, tới tham gia huyết linh hỏa trì khảo nghiệm. Cái kia Hoàng trưởng lão nhướng mày, tầm mắt liếc nhìn Diệp thần, nói, thần đạo cảnh 5 tầng trời. Vẫn là cái mù loà. Đoàn hộ pháp. Người lúc nào thì thu như thế một cái đệ tử. Cũng đừng làm cho hắn đi tìm cái chết a. Diệp thần từ hai mắt mù về sau, luân hồi khí không hiện ra, coi như không làm che giấu, người xa lạ cũng nhìn không thấu thân phận của hắn, huống chi hiện ở trên người hắn còn mang theo ẩn linh tiên thảo, người khác thì càng nhìn không thấu. Cái kia Hoàng trưởng lão thấy Diệp thần là cái thần đạo cảnh 5 tầng trời mù loà, chỉ sợ hắn không chịu nổi huyết linh hỏa trì trùng kích, vượt tiến vào liền bị đốt thành tro. Đoàn Giang đạo, Hoàng trưởng lão xin yên tâm, ta cái này đệ tử, hắn tu vi đáy xúc tích thâm hậu, khác hẳn với người thường, tất có thể thông qua huyết linh hỏa trì sát hạch. Hoàng trưởng lão cau mày nói, phải không? Huyết linh hỏa trì quy củ, người cũng biết, nếu như bị đốt chết rồi, ta thiên đế thánh điện cũng không chịu trách nhiệm. Đoàn Giang đạo, tự nhiên. Hoàng trưởng lão cũng không ngăn cản nữa, nói, được a, đăng ký một thoáng. Truyền đạt một quyển sách. Diệp thần nâng bút viết xuống Trần Dạ hai chữ, tùy tiện dùng cái dùng tên giả, tại đăng ký hoàn tất về sau, chính là nhanh chân bước vào huyết linh hỏa trì bên trong, Đoàn Giang liền mặt mang vẻ khẩn trương, chờ ở bên ngoài chờ lấy. Hô hô hô! Diệp thần tiến vào huyết linh hỏa trì phạm vi, bên tai liền nghe đến một hồi hỏa diễm bốc lên vù vù âm thanh, hắc ám trong tầm mắt phảng phất cũng nhìn thấy một mảnh đỏ, chung quanh nhiệt độ tăng vọt, hắn làn da thấy một hồi mãnh liệt nóng bỏng. Nơi này, dị hỏa năng lượng quả nhiên khủng bố. Diệp thần thấp giọng thì thào, có thể thấy từng sợi hung mãnh dị hỏa khí, xâm nhập chính mình thân thể, mong muốn đưa hắn đốt thành kiếp hôi. Nếu như là người bình thường, bị dị hỏa vào cơ thể, chỉ có hóa thành cho tàn xuống tràng. Diệp thần chấn định tâm thần, suy nghĩ khẽ động, trong đan điền mở ra thiên hỏa mệnh tinh, đem vào cơ thể dị hỏa linh khí, toàn bộ hấp thu đến trong đan điền, lớn mạnh thiên hỏa mệnh tinh. Hắn trước đây đánh với sử thần một trận, cực hạn mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, không chỉ là con mắt mù mất, liên đới lấy luân hồi khí vận suy sụp, dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, luân hồi thiên quốc cùng luân hồi thất tinh, đều xuất hiện suy yếu, một mảnh ảm đạm. Huyết linh hỏa trong ao dị hỏa năng lượng, mặc dù khủng bố, nhưng đối Diệp thần tới nói, lại là khó được thuốc bổ, có thể bổ dưỡng thiên hỏa mệnh tinh. Hắn thần thức quét nhìn bốn phía, cảm ứng được tại huyết linh hỏa trong ao. Nổi lơ lửng 10 cái thạch đài, phía trên chung có ngồi 7-8 người, đều là tới tham gia khảo hạch người. Những người này thấy Diệp thần bước vào, mà lại chịu đựng lấy dị hỏa trùng kích, không khỏi lấy làm kinh hãi. Phải biết, huyết linh hỏa chỉ dị hỏa hung mãnh, coi như là bình thường thiên nguyên cảnh võ giả, cũng khó có thể chịu đựng. Diệp thần không quan trọng một hạ vị thần, lại là chịu đựng lấy, tự nhiên khiến người vô cùng ngoài ý muốn. Tiểu tử này là người nào? Thật cổ quái khí tức, đạo thống tàn khuyết không đầy đủ, nhưng thế mà có thể chống cự dị hỏa. Ta huyết thần thời không bên trong, lúc nào xuất hiện một cái lợi hại như vậy mù loà. Rất nhiều nói nhỏ tiếng vang lên, không chỉ là huyết linh hỏa trong ao người, còn có bên cạnh ao duy trì trật tự trấn thủ người, cũng là hết sức kinh ngạc. Diệp thần cũng không để ý tới chung quanh tiếng nghị luận, trực tiếp tìm một cái không thạch đài, mũi chân tại bên bờ một điểm, thân thể bay lượn mà ra. Rơi xuống cái kia trong bệ đá, khoanh chân ngồi xuống. Xếp bằng ở trên bệ đá, phía dưới liền là cuồn cuộn lưu động huyết sắc hỏa diễm, Diệp thần có thể càng cự ly hơn cách cảm nhận được này chút dị hỏa năng lượng khủng bố. Đây là chư thần ngã xuống cho cặn, là chư thần cho cặn ngưng tụ mà thành dị hỏa, mang theo cổ lão thần kiếp lực lượng. Mỗi hô hấp một thoáng, hấp thu một tia dị hỏa năng lượng, sẽ cùng muốn độ kiếp một lần. Muốn thông qua thiên đế thánh điện sát hạch. Muốn tại nơi này kiên trì 7 ngày, độ khó có thể nghĩ. Diệp thần chấn định tâm thần, không chút hoang mang, yên lặng hấp thu chung quanh dị hỏa năng lượng, từng sợi dị hỏa khí tức, như nóng rực dung nham,
tràn vào Diệp Thần trong cơ thể, cuối cùng hội tụ đến đan điền của hắn bên trong. Trong đan điền thiên hỏa mệnh tinh, không ngừng hấp thu dị hỏa năng lượng, cũng là dần dần to lớn lên. Cảm thấy được Diệp Thần yên lặng hấp thu bộ dáng, mọi người đều là chấn động, Đoàn Giang chờ ở bên ngoài về sau, thấy Diệp Thần đã nhập định, mà lại cũng không có bị dị hỏa đốt thành tro, trong lòng kinh đeo không thôi, nghĩ thầm. Luân hồi chi chủ quả nhiên lợi hại, khó trách có thể được đến đại từ thụ hoàng cùng đao phong nữ hoàng mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, rất nhanh liền vội vàng hai ngày trôi qua, luôn luôn nóng bỏng huyết linh hỏa trì. Giờ phút này thế mà trở nên có chút mát mẻ lên, không khí nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, hỏa trì màu sắc cũng so hai ngày trước làm giảm bớt không ít. Những người ở chỗ này, đều là tâm tư mẫn báo. Duệ thế hệ, tự nhiên cảm giác được huyết linh hỏa trì biến hóa, bọn hắn vô cùng kinh hãi nhìn xem Diệp Thần, tại đi qua hai ngày thời gian bên trong, Diệp Thần thế mà hấp thu huyết linh hỏa trì đại lượng linh khí, đem đại lượng dị hỏa hấp thu vào cơ thể, dẫn đến toàn bộ huyết linh hỏa trì năng lượng đều trở nên phai nhạt rất nhiều. Oanh! Hấp thu đại lượng dị hỏa năng lượng Diệp Thần, tu vi trực tiếp đột phá, theo thần đạo cảnh 5 tầng trời đỉnh phong, nhất cử đạp nhập thần đạo cảnh 6 tầng trời mức độ. Một thoáng đột phá, Diệp Thần toàn thân viêm mang bốc lên, sóng nhiệt cuồn cuộn, vô số hỏa diễm khí tức hóa thành từng đầu thần long, vây quanh thân thể của hắn đảo múa gào thét, khí tượng 10 điểm hùng vĩ. Thần đạo cảnh đột phá khí tượng, cư nhiên như thế hùng vĩ. Tiểu tử này đến cùng là ai? Ta huyết thần thời không nếu có loại thiên tài này, không có khả năng vắng vẻ không nghe thấy. Ta thấy thế nào không thấu hắn thiên cơ, cái này người nhân quả một mảnh sương mù, tuyệt không phải người thường. Thấy Diệp Thần đột phá khí tượng, toàn trường người đều là kinh hãi, rất nhiều rung động tiếng hô vang lên. Diệp Thần vẻ mặt không thay đổi, kỳ thật hắn đột phá khí tượng, so với trước đây, đã rất yếu đi, nếu là đổi lại trước kia. Luân hồi khí vận cường thịnh thời điểm, hắn vừa đột phá, liền có vô cùng kim quang trùng thiên, luân hồi khí rộng rãi sục sôi, chiếu rọi chư thế. Nhưng bây giờ, hắn luân hồi khí không hiện ra, trên thân chỉ có từng đầu hỏa long đang gầm thét, thoạt nhìn mặc dù hùng vĩ, nhưng cùng trước kia là không cách nào so sánh được. Quả nhiên, đạo thống của ta xuất hiện tàn khuyết, coi như đột phá, khí thế cũng không đủ mạnh thịnh, xem ra cần phải mau sớm chữa cho tốt con mắt mới được. Diệp Thần tâm nghĩ đến, liền tiếp theo chấn định tâm thần, hấp thu huyết linh hỏa trong ao linh khí. Cái này hỏa trì linh khí, 10 điểm dồi dào, đầy đủ nhường Diệp Thần tu vi tiếp tục tăng lên. Xuy xuy xuy. Ngay lúc này, phương xa chân trời, có từng đạo lưu quang bay vụt tới, chỉ thấy mấy cái khí tức mạnh mẽ võ giả, hạ xuống tới. Một người cầm đầu, là cái dung mạo tuấn lãng thanh niên, người mặc tử kim bát quái đạo bào, kéo một cái búi tóc. Huyết linh hỏa chỉ trông coi hoàng trưởng lão, thấy người thanh niên kia buông xuống, lập tức nổi lòng tôn kính, đứng người lên hành lễ, nói, Lạc Trạm công tử, ngọn gió nào thổi ngươi tới. Đoàn Giang nhìn thấy cái kia thanh niên, trong lòng run lên, lùi lại mấy bước. Người thanh niên này gọi Lạc Trạm, là thiên đế thánh điện chân truyền đệ tử, tu vi thiên nguyên cảnh đỉnh phong, là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, quyền cao chức trọng, rất được thánh thiên đế Mạc Cửu Ca coi trọng. Lạc Trạm ánh mắt mang theo nhanh như tia chớp hiện tinh mang, nhìn chung quanh toàn trường, lập tức liền thấy Diệp Thần. Diệp Thần bộ dáng, quá bắt mắt, một cái đen gấm quấn mục đích mù lòa, trên thân lại có rộng rãi đột phá khí tượng, tàn khuyết đạo thống cùng hừng hực uy nghiêm, hòa làm một thể, Lạc Trạm lập tức liền chú ý tới hắn. Này là người phương nào? Lớn như vậy đột phá khí tượng, ta huyết thần thời không lúc nào, thế mà ra loại thiên tài này. Lạc Trạm lạnh giọng chất vấn. Huyết thần thời không thế hệ trẻ tuổi bên trong, có bao nhiêu thiên tài kiêu tử, hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng trước kia có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Thần. Hoàng trưởng lão nói, hắn là đại từ thánh cung đoàn hộ pháp đệ tử. Ánh mắt nhìn về phía Đoàn Giang. Đoàn Giang vội vàng hướng Lạc Trạm ôm quyền, nói, Lạc đại nhân, vị này bụi giả công tử, hoàn toàn chính xác là đệ tử của ta, hắn không quan trọng thần đạo cảnh, tu vi thường thường không có gì lạ. Cái kia là xa xa không thể cùng Lạc đại nhân so sánh. Lạc Trạm cười ha ha, nói, phải không? Người này khí tức, thật đúng là rất cổ quái. Ta phụng quái thiên đế mệnh lệnh, đang đuổi bắt hắc ám hồn tộc người, cẩn thận lý do, còn mời ở đây chư vị, đều chiếu vừa chiếu giá hắc hồn kính, nếu là cùng hắc ám hồn tộc có quan hệ gì, giá hắc hồn kính liền có thể soi sáng ra tới.
Nói xong, Lạc Trạm tế ra một mặt màu đen tấm gương xưa cũ, điêu khắc có phức tạp tế văn, phần lưng là một cái đầu lâu phù điêu, thoạt nhìn có chút quỷ bí. Đoàn Giang trầm giọng hỏi, có hắc ám hồn tộc người ẩn vào tới. Hắc ám hồn tộc là toàn bộ huyết thần thời không lớn nhất cựu địch, nếu là có hắc ám hồn tộc cường giả chui vào, vậy đối toàn bộ huyết thần thời không tới nói, đều là to lớn tai họa ngầm. Lạc Trạm nói, đúng vậy, có hắc ám hồn tộc gian tế, tiềm phục tại này, quái thiên đế lệnh cưỡng chế ta nhất định phải truy tra ra đến, còn mời chư vị phối hợp. Hoàng trưởng lão nói, nếu là muốn tìm gian tế, vậy lão phu tự nhiên phối hợp. Nói xong, hoàng trưởng lão đi đến đèn hồn trước gương vừa chiếu, không có bất kỳ cái gì dị dạng phát sinh, điều này đại biểu lấy hắn không phải gian tế. Đoàn Giang cũng chiếu chiếu, một dạng không có có dị thường. Huyết linh hỏa trong ao thủ vệ cùng sát hạch các đệ tử, cũng chuẩn bị ra tới phối hợp kiểm tra. Lạc Trạm cất cao giọng nói, ta tự mình tới chiếu, không cần làm phiền chư vị. Hắn vung tay lên, hắc hồn kính bay đến trên bầu trời, ông ông tác hưởng, toát ra từng đầu màu trắng hào quang, bắn về phía ở đây tất cả mọi người. Diệp Thần trên thân, cũng bị màu trắng kính quang chiếu xạ. Tiếp theo sát, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy chiếu vào Diệp Thần trên người kính quang, theo màu trắng biến thành mực nước đen kịt, những người khác thì không có bất kỳ cái gì dị dạng biến hóa, chỉ có Diệp Thần trên thân xuất hiện dị biến. Thấy Diệp Thần trên người kính quang, chuyển biến thành màu đen, toàn trường người xôn xao kinh hô. Lạc Trạm hai con người trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, quát tiểu tử này quả nhiên có gì đó quái lạ. Hắn là hắc ám hồn tộc gian tế, mau mau đem hắn bắt lại. Hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng mấy cái cường đại võ giả lập tức dậm chân lao ra, liền muốn nắm bắt Diệp Thần. Đoàn Giang giật nảy mình, vội vàng động thân ra tới ngăn cản, nói, Lạc đại nhân, này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Lạc Trạm quát, còn có thể có hiểu lầm gì đó, chỉ cần là cùng hắc ám hồn tộc có liên quan người, đều không thể gạt được hắc hồn kính chiếu xạ, tiểu tử này liền là gian tế, mong muốn tới mưu hại quái thiên đế đại nhân. Người tới. Nhanh chóng đem hắn bắt lại, giao cho hình phạt điện xử lý. Đúng, mấy cường giả ngang tàng hướng về Diệp Thần xung đi. Diệp Thần nghe được tiếng bước chân tới gần, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Hắn có được hồn thiên đế quyết tử ma nhãn, lại tu luyện thôn hồn tà đạo trương, trước kia cùng hắc ám hồn tộc từng có đủ loại liên quan, nhân quả liên lụy đương nhiên là cực sâu, nhưng hắn cũng không phải cái gì hồn tộc gian tế. Tương phản, Diệp Thần dựa vào tự thân bén nhạy cảm ứng. Bắt được Lạc Trạm trong cơ thể, tựa hồ ẩn giấu một luồng hắc ám hồn khí, trong mắt tựa hồ cũng ẩn chứa một tia hắc ám tà ác tử khí, đó là quyết tử ma nhãn khí tức. Quyết tử ma nhãn, ngoại trừ là hồn thiên đế con mắt bên ngoài, vẫn là một môn thần thông, phân chia 9 tầng, bình thường hắc ám hồn tộc tín đồ, đều sẽ tu luyện quyết tử ma nhãn. Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được, Lạc Trạm liền tu luyện qua quyết tử ma nhãn. Tại huyết thần thời không bên trong. Hắn vậy mà tu luyện hồn tộc thần thông, rõ ràng liền là hắc ám tín đồ. Cảm thấy được mấy cường giả xung phong tới, Diệp Thần không chút hoang mang, một trường gào thét mà ra, trường phong mang theo mãnh liệt thiên hỏa năng lượng, sóng nhiệt cuồn cuộn, tại chỗ liền đem cái kia mấy cường giả bức lui. Cái gì gian tế, ta nhìn ngươi mới là gian tế. Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt, hướng về Lạc Trạm nói ra. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lạc Trạm không hiểu cảm thấy da đầu run lên, mặc dù Diệp Thần bịt mắt, nhưng lại tựa hồ như thấy Diệp Thần tại nhìn mình chằm chằm. Hắn hết thảy bí mật, tại Diệp Thần nhìn rõ dưới, đều không chỗ che thân. Diệp Thần thản nhiên nói, ta nói, ngươi mới là hắc ám hồn tộc gian tế, ngươi quyết tử ma nhãn tu luyện tới tầng thứ mấy. Lạc Trạm quát, ngươi nói hưu nói vượn chút gì, ngươi dám vụ oan ta. Muốn chết. Tiếng nói vừa ra, Lạc Trạm bỗng nhiên ra tay. Thân thể bắn mạnh mà ra, quyền đầu đeo thiên nguyên cảnh đỉnh phong sức mạnh mạnh mẽ, quay đầu hướng về Diệp Thần đầu nổ tung mà đi. Diệp Thần không chút hoang mang, xếp bằng ở trên bệ đá bất động, hai tay bóp quyết, trên thân nổi lên hai đầu thời không cổ xà, thời gian cùng không gian pháp tắc huyền bí, tại Diệp Thần trên thân lưu chuyển lên. Lạc Trạm một quyền oanh đến, còn không có đánh trúng Diệp Thần thân thể, liền lọt vào một tầng dày nặng không gian ngăn cản, phát ra tiếng vang. Hắn nắm đấm bị chấn động đến run lên, thậm chí có thời gian tang thương khí tức, dọc theo quả đấm của hắn đánh giết tới, muốn cho hắn trở nên già nua. Không tốt. Lạc Trạm giật nảy cả mình,
vội vàng phi thân lui lại. Đại mộ thần hỏa kiếm, phá. Diệp thần cong ngón búng ra, một luồng thiên hỏa năng lượng, theo đầu ngón tay hắn bắn mạnh mà ra, hóa thành kinh khủng kiếm khí, mang theo thiên táng đại mộ uy thế, muốn đem Lạc Trạm triệt để mai táng. Hắn là muốn dùng một chiêu này, bức Lạc Trạm vận dụng hắc ám hồn tộc át chủ bài. Hai ngày này hắn hấp thu đại lượng dị hỏa năng lượng, một chiêu này đại mộ thần hỏa kiếm, hung mãnh đến cực hạn. Lạc Trạm kinh hãi thất sắc, không nghĩ tới tu vi chỉ có thần đạo cảnh 6 tầng trời Diệp thần, chân thực sức chiến đấu sẽ như thế cường hãn, khiến cho hắn cái này thiên nguyên cảnh đỉnh phong, cũng là không có chút nào chống đỡ lực lượng. Sống chết trước mắt, Lạc Trạm đồng tử lóe lên một vệt hắc ám sát khí, liền muốn vận dụng át chủ bài. Nhưng lúc này, Hoàng trưởng lão ra tay chặn đường, già nua tay cầm mang theo ôn nhuận thần hy, cản lại Diệp thần phi chém tới kiếm khí, trầm giọng nói, Lạc đại nhân, Bụi Già công tử, hai vị an tâm chớ vội, ta nghĩ ở trong đó, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Diệp thần thản nhiên nói, không có hiểu lầm gì đó, hắn liền là hắc ám hồn tộc gian tế. Các ngươi nếu không tin, cứ việc có khả năng trợn to hai mắt nhìn một chút. Chiếu rõ hư không, tà ma hiện hình. Bỗng nhiên, Diệp thần tay cầm niêm hoa làm quyết, thi triển ra Phật tổ chân kinh tầng thứ 8 bí pháp, chiếu rõ hư không. Chỉ một thoáng, tầng tầng Phật quang, tại Diệp thần trên thân hiển hóa, một tôn to lớn Bồ Tát hư ảnh, ở trên đỉnh đầu hắn hiển hiện. Bồ Tát mở mắt, chiếu rõ hư không, chiếu phá hết thảy tà ma ngoại đạo, hai bó sáng chói kim mang, liền chiếu xạ tại Lạc Trạm trên thân. Lạc Trạm cả người, lập tức giống như trở nên trong suốt giống như, người người đều có thể thấy, hắn trong đan điền ẩn giấu đi một luồng hắc ám quỷ dị tà khí, mang theo hắc ám hồn tộc hung lệ khí tức. Thấy thế, toàn trường người hoảng hốt, Xôn Kiểm Sao kinh hô, ánh mắt mang theo kinh ngạc chi sắc, dồn dập nhìn về phía Lạc Trạm. Hoàng trưởng lão cùng Đoàn Giang cũng là quá sợ hãi, nghĩ thầm Lạc Trạm có thể là Thiên Đế Thánh Điện chân truyền đệ tử, chẳng lẽ hắn đã âm thầm đầu phục hắc ám hồn tộc. Lạc Trạm cúi đầu thấy chính mình đan điền đã kinh biến đến mức trong suốt, hết thảy bí mật không chỗ che thân, chỉ dọa đến hồn phi phách tán, lại cũng không chịu tùy tiện thừa nhận, quát. Tiểu tử, ngươi xử cái gì yêu pháp, còn muốn vụ oan ta muốn ngươi chết. Trời xanh Lạc Hà kiếm. Lạc Trạm tế ra phi kiếm, kiếm quang như cửu thiên trường hà, giữa trời cuồn cuộn gào thét mà xuống, muôn vàn kiếm khí hội tụ một thể, cuồng nhiên chém tới Diệp thần. Diệp thần mặt không đổi sắc, mặc dù con mắt không nhìn thấy, nhưng hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được Lạc Trạm kiếm khí thế tới. Thiên Đế Trảm Long Quyết. Ngay sau đó, Diệp thần ngưng khí hóa kiếm, nhất kiếm phi thiên trảm ra, thi triển Thiên Đế Trảm Long Quyết, thánh nhân giáo hóa áo nghĩa, đều biểu lộ ra, muôn vàn phù văn như hồ điệp phiên phi, kiếm khí lăng lệ bên trong, mang theo hạo nhiên thần thánh trật tự uy nghiêm, cùng Lạc Trạm trời xanh Lạc Hà kiếm, hung mãnh người bị đánh chết va chạm. Hai cỗ kịch liệt kiếm khí va chạm, lập tức trên không trung nổ nổi lên cuồng bạo sóng khí, kiếm quang cuồn cuộn, linh khí xé rách, năng lượng sục sôi. Phốc phốc, tại song kiếm va chạm trong nháy mắt, Lạc Trạm liền nhận to lớn trùng kích, tại chỗ miệng phun máu tươi, xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ, thân thể như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Diệp thần cũng nhận một chút trùng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn trạng thái tốt hơn Lạc Trạm nhiều, cũng không có thụ thương. Lạc Trạm tới không phải lúc, Diệp thần vừa mới đột phá đến 6 tầng trời, khí thế đang thịnh. Nếu là hắn sớm một chút đến, Diệp thần còn không có đột phá, vẫn là cực đoan suy yếu trạng thái, thế cục kia khả năng liền muốn nghịch chuyển. Không thể không nói, Diệp thần vận khí còn không sai. Thấy thiên nguyên cảnh đỉnh phong Lạc Trạm, thế mà bị Diệp thần một chiêu hạ gục, toàn trường người đều là ngạc nhiên, không dám tin vào hai mắt của mình. Lạc Trạm trọng thương ngã xuống đất, thân thể lạnh cóng, nghiến răng nghiến lợi, hướng Hoàng trưởng lão nói. Hoàng trưởng lão, cái này gian tế vụ oan ta, còn dám động thủ, khục. Khụ khụ, mời ngươi mau ra tay đưa hắn bắt. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn là không thừa nhận mình đã đầu phục hắc ám hồn tộc. Hoàng trưởng lão lập tức chần chờ, không biết như thế nào cho phải. Xoẹt. Ngay lúc này, phương xa có một đạo màu đồng thần mang, như mũi tên nhọn bắn ra, thổi phù một tiếng, quán xuyên Lạc Trạm đầu. Lạc Trạm hừ đều không hừ một thoáng, nghiêng đầu một cái, bị mất mạng tại chỗ, tất cả thời gian đường đoạn diệt. Cái kia màu đồng thần mang xỏ xuyên qua đầu hắn về sau, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất,
nguyên lai lại có thể là một viên bói toán xem bói dùng đồng tiền. Tà ma chiếu rõ, còn không chịu thừa nhận, thật là đáng chết. Giọng nói lạnh lùng truyền đến. Chỉ thấy hư không xé rách, một người mặc trường quái uy nghiêm lại xưa cũ lão giả, buông xuống ở trong sân. Lão giả hai con ngươi như mang theo tuyên cổ tang thương, lộ ra không có gì sánh kịp trí tuệ cùng uy nghiêm, chân không chạm đất, đứng lơ lửng giữa không trung, thoạt nhìn tràn đầy thần bí. Hắn ánh mắt, cũng là vô cùng lạnh lùng, nhìn xem Lạc Trạm thi thể, vừa mới liền là hắn ra tay, nhất kích giết chết Lạc Trạm. Quái thiên đế đại nhân. Mọi người thấy lão giả này, dồn dập kinh hô lên, thanh âm cùng thần sắc tràn đầy hoảng hốt cùng sùng bái, sau đó dồn dập quỳ xuống hành lễ. Toàn trường chỉ có Diệp Thần người ngoài này không có quỳ, nhưng hắn nghe được chung quanh tiếng động, liền biết trong truyền thuyết cái vị kia quái thiên đế buông xuống. Tại huyết thần thời không bên trong, quái thiên đế địa vị danh vọng cực cao, có thể nói là cái thế giới này pháp tắc cùng trật tự người xây dựng. Lúc trước hắn bị hồn thiên đế bọn thủ hạ truy sát, một đường chạy nạn đi tới huyết thần thời không. Hắn vừa mới đến thời điểm, huyết thần thời không liền là một mảnh nóng bức tử địa. Huyết linh hỏa chỉ dị hỏa năng lượng trải rộng địa mạch, nhưng nơi này tựa như là một tòa luyện ngục, sinh hoạt tại này đều là một chút dã man người nguyên thủy, trải qua gian khổ sinh hoạt. Là quái thiên đế thành lập trật tự, trấn áp dị hỏa, đem dị hỏa năng lượng cực hạn tại huyết linh hỏa trì bên trong, cứu vớt toàn bộ huyết thần thời không. Từ đó, huyết thần thời không thoát khỏi luyện ngục vận rủi, rất nhiều sinh linh đạt được sinh sôi, dần dần phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Cho nên tại huyết thần thời không bên trong, quái thiên đế uy vọng cực cao, là sơ đại chúa tể, sau này thánh thiên đế Mạc Cửu Ca, tiến một bước vững chắc trật tự, dùng thánh nhân pháp tắc giáo hóa thiên hạ, trở thành đời thứ hai chúa tể. Bây giờ tại huyết thần thời không bên trong, quái thiên đế tương đương với thái thượng trưởng lão, là thái thượng hoàng, địa vị cao thượng cực điểm. Tất cả mọi người không nghĩ tới, quái thiên đế thế mà sẽ hàng lâm xuống, thậm chí tự mình ra tay chu diệt Lạc Trạm. Xem quái thiên đế cái kiệu uy giận bộ dáng, xem ra Lạc Trạm đích thật là hắc ám hồn tộc gian tế, bằng không, hắn cũng sẽ không trực tiếp động sát thủ. Vị tiểu hữu này, người Phật Pháp cao thâm, có thể chiếu rõ hư không, khiến cho hết thảy tà ma hiện hình, không biết có thể đến ta hàn xá bên trong tụ họp một chút. Quái thiên đế đôi mắt híp lại, đánh giá Diệp Thần, phát ra mời, lại muốn đơn độc mời hắn tụ hội. Nghe được quái thiên đế mời, mọi người ngạc nhiên không thôi. Trong lòng lại là 10 điểm hâm mộ. Quái thiên đế tinh thông bói toán xem bói chi thuật, nhưng tự thân tu vi thần thông, cũng là 10 điểm cường hãn, nếu như có thể đạt được hắn chỉ bảo một ít, đủ để được lợi cả đời. Diệp Thần tâm tiếp theo động, không nghĩ tới quái thiên đế sẽ mời mình, hắn hơi trầm ngâm, mơ hồ thấy này mời, sau lưng có thể sẽ liên lụy to lớn nhân quả, tuyệt không thoải mái. Đoàn Giang đạo, nếu quái thiên đế mời, người liền chớ do dự. Diệp Thần tâm nghĩ cũng thế, quái thiên đế là huyết thần thời không thái thượng trưởng lão, chỉ cần có thể cùng hắn giao hảo, hắn mặc kệ là đi gặp Mạc Cửu Ca, vẫn là tìm kiếm cửu thiên linh thủy, đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Tốt, quái thiên đế tiền bối thịnh tình mời, tại hạ từ không dám thoái thác. Diệp Thần không kiêu ngạo không tự ti chắp tay, đáp ứng quái thiên đế mời. Tiểu hữu, mời. Quái thiên đế mừng rỡ, vung tay lên. Một đóa tường vân theo Diệp Thần dưới chân xuất hiện, trở thân thể của hắn dâng lên. Sau đó, quái thiên đế cũng thỏa sức một đóa tường vân, hướng phương xa bay đi. Diệp Thần không có kháng cự, đi theo quái thiên đế phi hành về phía trước. Ánh mắt hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng dần dần, hắn thấy chung quanh nhiệt độ hạ thấp xuống đến, không khí càng ngày càng lạnh, thậm chí muốn lạnh vào tim phổi cốt tủy, hô hít một hơi đều cảm giác có một đoàn băng xương, nhét vào trong thân thể của mình. Quái thiên đế tiền bối, nơi này là địa phương nào? Diệp Thần nhướng mày, hắn vừa mới còn tại huyết linh hỏa chỉ cái kia nóng rực địa phương, bây giờ lại đi tới như thế một mảnh nơi cực hàn, nhiệt độ to lớn khác biệt, khiến cho hắn có chút không thích ứng. Tiền bối không dám nhận, luân hồi chi chủ, người hô ta tên là được, ta tên là Càn Hư, Càn Khôn Càn, hư không hư. Quái thiên đế mỉm cười nói, lại trực tiếp xưng hô Diệp Thần vì luân hồi chi chủ. Diệp Thần ngẩn ngơ, cười khổ một tiếng, nói, nguyên lai tiền bối đã nhìn ra thân phận của ta. Thân phận của hắn, có thể che giấu người khác, nhưng rõ ràng không thể gạt được quái thiên đế. Quái thiên đế gật đầu nói, luân hồi chi chủ, nễ khí vận mặc dù đã suy sụp,
nhưng ta tin tưởng khó khăn chẳng qua là tạm thời, không phải sao? Ngươi liếc mắt liền chiếu phá thân phận của Lạc Trạm, nghĩ không ra cái này người lại có thể là hắc ám hồn tộc gian tế, ẩn giấu sâu như thế, ta lại không có chút nào phát giác. Nói xong lời cuối cùng, Quái Thiên Đế giọng nói mang vẻ thật sâu kiêng kỵ cùng tự oán, tại đi qua thời kỳ, hắn một mực không có phát hiện Lạc Trạm dị dạng. Diệp Thần nói, khả năng cũng chính là mấy ngày nay, Lạc Trạm mới đầu phục hắc ám hồn tộc, chỗ lấy tiền bối không có phát hiện. Tại dĩ vãng, huyết thần thời không cùng bên ngoài ngăn cách, tọa độ phiếu miểu không thể nhận ra, nếu như không phải có Tố Ly Ương chỉ bảo, Diệp Thần đều khó có khả năng tìm tới nơi này. Hắc ám hồn tộc người, trước kia đoán chừng cũng không có phát hiện huyết thần thời không tồn tại, mãi đến Diệp Thần lấy tay điều tra, thiên cơ tiết lộ, bọn hắn mới phát hiện ra dị dạng. Nói cách khác, hết thảy bố cục, đều là mấy ngày nay bắt đầu, Lạc Trạm khả năng cũng là trong khoảng thời gian này, mới đầu phục hắc ám hồn tộc. Quái Thiên Đế nghe Diệp Thần, vội vàng bấm ngón tay tính toán, sau đó vẻ mặt đại biến, nói. Quả nhiên là chuyện mấy ngày này, Lạc Trạm tựa hồ là ham quyết tử ma nhãn mạnh mẽ, mới đầu phục hắc ám hồn tộc. Quyết tử ma nhãn môn thần thông này, đại biểu cho hắc ám cùng tử vong cực hạn, đối người tầm thường mà nói, dụ hoặc to lớn, một khi chấp trường, là có thể xẻ thịt sinh tử. Quái Thiên Đế đã đẩy tính toán rõ ràng. Lạc Trạm chính là ham quyết tử ma nhãn mạnh mẽ, mới lựa chọn quy thuận hắc ám hồn tộc. Thôi, không nói tên phản đồ này, luân hồi chi chủ, lãnh địa của ta đến, chúng ta xuống uống chén trà nóng. Quái Thiên Đế ngừng dừng chân lại, dưới chân hắn, là một tòa to lớn băng tuyết đại điện, giữa thiên địa tiếng gió thổi vù vù, tuyết trắng tung bay, nhiệt độ cực hàn, cái kia băng tuyết đại điện tựa như là thuần túy tượng băng, lộ ra 10 điểm hùng vĩ. Diệp Thần con mắt không nhìn thấy, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được này khí tức bất phàm. Hắn cùng Quái Thiên Đế hạ xuống đi, bước vào băng tuyết đại điện bên trong. Hai người phân chủ khách vào chỗ, tôi tớ dâng lên trà nóng. Diệp Thần cạn uống một ngụm, chỉ nghe Quái Thiên Đế hỏi, luân hồi chi chủ, ngươi lần này buông xuống huyết thần thời không, là vì cửu thiên linh thủy. Hắn tâm tư 10 điểm mẫn duệ, đối thiên cơ nhân quả sức quan sát cực cường. Dù sao danh xưng Quái Thiên Đế, hắn đã nhìn ra Diệp Thần ý đổ đến. Diệp Thần nói, chính là, tiền bối biết trong cửu thiên linh thủy ở nơi nào sao? Quái Thiên Đế trầm ngâm một thoáng, nói ta ban đầu chạy nạn đến huyết thần thời không thời điểm, ta từng chấp trưởng cửu thiên linh thủy. Diệp Thần trong lòng hơi động, ồ. Quái Thiên Đế nói, cái kia cửu thiên linh thủy, tuyệt đối là có chủ đồ vật, bởi vì là chứa ở một cái lưu ly bình bên trong, bị ta chiếm được. Ta suy tính qua, thứ này không thuộc về cái thế giới này, rất có thể là theo tinh không phía trên rớt xuống. Ban đầu huyết thần thời không, khắp nơi dị hỏa bừa bãi tàn phá, chư thần cho cặn năng lượng bạo động, ta dùng cửu thiên linh thủy, hóa giải đại bộ phận bừa bãi tàn phá dị hỏa, thành lập vững chắc trật tự. Hậu thế con dân, đều cho là ta thần thông vô địch, kỳ thật ta không có bản lãnh lớn như vậy, chẳng qua là cửu thiên linh thủy lợi hại thôi. Diệp Thần kinh hỉ nói. Nguyên lai tiền bối thế mà chấp trưởng qua cửu thiên linh thủy, cái kia bây giờ này cửu thiên linh thủy, là còn tại trong tay tiền bối. Quái Thiên Đế cười khổ một tiếng, nói, không còn nữa, luân hồi chi chủ, nói đến ngươi khả năng không tin, cái kia cửu thiên linh thủy đã hóa hình, chạy ra ngoài, không biết trốn đến địa phương nào. Diệp Thần ngạc nhiên nói, hóa hình, một bình nước còn có thể hóa hình. Quái Thiên Đế nói, đúng vậy, này cửu thiên linh thủy. Dù sao cũng là tinh không phía trên đồ vật, rất thần kỳ, có thể hóa hình cũng không kỳ lạ. Hắn hóa hình thoát đi về sau, để lại cho ta, chỉ còn lại có một cái bình. Sau này, mà cửu ca tới chỗ này, nói mong muốn tìm kiếm cửu thiên linh thủy, cứu vớt hắn người yêu. Ta nhìn hắn tình căn thâm trùng, cũng bị hắn đả động, liền đem cái kia bình cho hắn, khiến cho hắn dọc theo manh mối này, đi tìm cửu thiên linh thủy. Diệp Thần tâm tình không hiểu khẩn trương lên. Vậy hắn đã tìm được chưa? Quái Thiên Đế trầm ngâm một thoáng, lắc lắc đầu nói, ta không biết, hắn không có đã nói với ta, bởi vì hắn nói, thiên cơ bất khả lộ, một khi tiết lộ thiên cơ, liền sẽ kinh động tinh không phía trên đại nhân vật. Một khi tinh không phía trên đại nhân vật buông xuống, cái kia toàn bộ huyết thần thời không, đều phải đối mặt tai họa ngập đầu. Nhưng ta xem mà cửu ca tu vi, không ngừng dũng mãnh tinh tiến, thậm chí liền ngộ tính thiên phú đều tăng lên rất nhiều. Một điểm liền thông, ta nghĩ hắn có thể đã tìm được cửu thiên linh thủy, cũng đạt được trợ lực.
Diệp Thần nghe Quái Thiên Đế, trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Mạc Cửu Ca Thiên Phú tư chất cũng không tốt, ban đầu ở Thanh Lam Tổ giáo bên trong, Thương Vân Lão Tổ liền không có đưa hắn thu vì chân truyền đệ tử, chẳng qua là khi cái ký danh đệ tử. Nhưng bây giờ, hắn lại là đăng cơ xưng đế, nghịch thiên cải mệnh. Này sau lưng, có lẽ là có Cửu Thiên Linh Thủy trợ lực. Tiền bối, ta muốn gặp mặt Thánh Thiên Đế Mạc Cửu Ca, người có thể thay ta dẫn kiến. Diệp Thần tâm chiều sục sôi, chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy Mạc Cửu Ca, cởi ra Cửu Thiên Linh Thủy sau lưng bí mật. Quái Thiên Đế do dự một chút, trầm ngâm nói, luân hồi chi chủ, người trước đi theo ta. Hắn chậm rãi đứng dậy, hướng nội điện đi đến. Diệp Thần tâm bên trong tò mò, liền đi theo Quái Thiên Đế, hướng đi nội điện. Tại hướng đi nội điện trên đường, Diệp Thần thấy một cỗ so lạnh lẽo còn muốn lạnh lẽo lạnh ý, thấu xương kéo tới, hắn không thể không vận chuyển thiên hỏa mệnh tinh năng lượng đối kháng. Quái Thiên Đế lãnh địa, bản thân liền là một mảnh cực hàn, ở băng tuyết đại điện, càng là lạnh ý tận xương, nhưng nội điện nhiệt độ, lại so bên ngoài càng phải lạnh lẽo, sâu tận xương tủy cùng linh hồn. Nếu như không phải Diệp Thần có thiên hỏa mệnh tinh hộ thể, hắn chỉ sợ đã bị đông thành tượng băng. Ở tại nơi này mảnh băng tuyết trong đại điện người, ngoại trừ Quái Thiên Đế bên ngoài, liền không có một cái nào người sống, dưới tay hắn người hầu cùng hộ vệ, đều là chút hoạt thi cùng khôi lỗi, người sống tại đây bên trong căn bản là không có cách sinh tồn. Trong nội điện, trưng bày một bộ băng quan, óng ánh trong suốt, bên trong nằm một thiếu nữ, tuyến thời gian hầu như không còn. Quái Thiên Đế nhìn xem trong quan tài băng thiếu nữ, ánh mắt mang theo ảm đạm cùng thương cảm. Diệp Thần mặc dù hai mắt mù, nhưng dựa vào bén nhạy cảm ứng, cũng là có thể cảm giác được băng quan cùng thiếu nữ tồn tại, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói tiền bối, đây là. Quái Thiên Đế nói, đây là nữ nhi của ta, nàng gọi Càn Xương Nguyệt, tại thời đại viễn cổ, hồn Thiên Đế từng muốn lôi kéo ta, ta cự tuyệt về sau, liền lọt vào hắn truy sát. Nữ nhi của ta liền là vào lúc đó, bị hắc ám hồn tộc người giết chết, tất cả thời gian đường đều đã tắt, ta cưỡng ép đưa nàng đóng băng, bảo tồn ở thi thể của nàng. Hy vọng tương lai có một ngày, nàng có thể phục sinh. Diệp Thần giật mình, khó trách Quái Thiên Đế lãnh địa, rét lạnh như thế, nguyên lai hắn là muốn băng phong nữ nhi của hắn, nhất định phải bảo đảm độ không tuyệt đối, mới có thể đối kháng tuế nguyệt mài mòn. Băng không mà nói, hắn nữ nhi thi thể, chỉ sợ muốn trực tiếp hư thối. Quái Thiên Đế nói tiếp, tuy nói tất cả thời gian đường dập tắt, mong muốn phục sinh, cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng ta biết, sự tình còn có chuyển cơ. Thế gian này, tồn tại một loại đặc thù pháp tắc, có thể nghịch chuyển sinh tử. Cái kia chính là, luân hồi pháp tắc. Diệp Thần tâm bẩn siết chặt, tiền bối, ngươi muốn gọi ta phục sinh ngươi nữ nhi. Quái Thiên Đế nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, ngươi thần thông nghịch thiên, tất có thể thay đổi sinh tử, ta chỉ mong ngươi có thể lòng từ bi, tội nghiệp nữ nhi của ta, đưa nàng sống lại. Quái Thiên Đế thanh âm rất là sầu não. Diệp Thần chìm nhưng nói, ta phải xem trước một chút. Quái Thiên Đế vội vàng nói, không có vấn đề, luân hồi chi chủ, thỉnh. Hiện tại đem băng quan cái nắp đẩy ra. Diệp Thần nói, đắc tội. Hắn đưa tay đi vào, sờ lên Quái Thiên Đế nữ nhi cái trán cùng gương mặt, lại nắm tay nàng chân, chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, hoàn toàn chính xác đã là chết đi nhiều năm, không có một tia tuyến thời gian sức sống, nếu như không phải Quái Thiên Đế cưỡng ép băng phong. Cỗ thi thể này đã sớm muốn hóa thành cho bụi rồi. Tiền không bối, ngươi trên người nữ nhi, tựa hồ còn liên lụy tới mặt khác nhân quả. Diệp Thần nhíu mày hỏi, tại một phiên dò xét về sau, hắn cảm thấy được Càn Xương Nguyệt thi thể bên trên, ngoại trừ hắc ám hồn tộc nhân quả bên ngoài, còn có một tia 10 điểm mịt mờ nhân quả gợn sóng, tuế nguyệt quá xa xưa, hắn vô pháp nhìn rõ rõ ràng. Quái Thiên Đế nói, luân hồi chi chủ thần thông quả nhiên cao minh. Cổ xưa như vậy nhân quả, người thế mà còn có thể dò xét điều tra ra. Dừng một chút, thanh âm hắn mang theo chút thần bí nói, cái kia nhưng thật ra là Cửu Thiên Thần Tàng nhân quả. Diệp Thần nghi hoặc, Cửu Thiên Thần Tàng. Quái Thiên Đế nói, đúng vậy, Cửu Thiên Thần Tàng, truyền thuyết là viễn cổ thời điểm một chỗ đặc thù bí tàng, cùng đạo tông đại chủ tể có quan hệ. Diệp Thần lập tức kinh ngạc, đại chủ tể. Quái Thiên Đế nói, đúng vậy, đạo tông đại chủ tể. Thân phận vô cùng thần bí, không người biết được lai lịch của hắn. Nhưng có truyền ngôn nói, hắn là theo Cửu Thiên Thần Tàng bên trong đi ra, cái kia mảnh Cửu Thiên Thần Tàng,
rất có thể là cố hương của hắn, cũng là hắn khởi nguyên chi địa. Từ xưa đến nay, có vô số người muốn tìm Cửu Thiên Thần Tàng, nhìn trộm thân phận của đại chủ tể huyền bí, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính tìm tới qua. Nhưng, nữ nhi của ta trời xui đất khiến, dưới cơ duyên xảo hợp, từng ngộ nhập Cửu Thiên Thần Tàng, cũng giống như nhìn thấy cái gì không thể diễn tả quỷ dị đồ vật. Nàng sau khi đi ra, tinh thần liền triệt để hỏng mất, cả người trở nên điên điên khùng khùng, nói xong một chút ta nghe không hiểu lời nói, lại thường xuyên khóc lớn kêu to. Ta nghĩ suy tính Cửu Thiên Thần Tàng hạ lạc, nhưng phát hiện trên người nàng vận mệnh chi đường, đã thủng trăm ngàn lỗ, bị vô số quỷ dị từng bước xâm chiếm, ta có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng. Tại bị hồn thiên đế truy sát về sau, ta mang theo nàng đào mệnh, ban đầu bằng vào ta thủ đoạn, có thể che đậy thiên cơ, không bị bất luận cái gì người phát hiện. Nhưng, nữ nhi của ta trạng thái tinh thần, nóng nảy không ổn định, cả người điên cuồng nổi điên, động một chút lại gào khóc, rốt cục đưa tới hắc ám hồn tộc cường giả, nàng cuối cùng bị giết chết. Diệp thần nghe xong quái thiên đế một phen, triệt để chấn kinh. Cửu Thiên Thần Tàng, đó là đại chủ tể cố hương. Chỗ kia, đến cùng ẩn giấu đi cái gì quỷ gì. Quái thiên đế nữ nhi, chẳng qua là ngộ nhập, sau khi ra ngoài liền nổi điên, vận mệnh chi đường cũng bị đáng sợ từng bước xâm chiếm. Nàng đến cùng đã trải qua cái gì, lại nhìn thấy cái gì. Quái thiên đế nói xong chuyện cũ, giống như lập tức già đi rất nhiều, nhìn xem nữ nhi thi thể, thở dài nói, nàng bị hắc ám hồn tộc cường giả giết chết, có lẽ cũng là chuyện tốt, ít nhất đối với nàng mà nói. Đây là một cái giải thoát. Bây giờ cổ lão nhân quả, đều đã đi xa, nếu là nàng có thể phục sinh, chắc hẳn cũng có thể thoát khỏi quỷ dị từng bước xâm chiếm, khôi phục tâm trí. Diệp thần tim đập loạn, nói kể từ đó, chúng ta thậm chí còn có thể nhìn thấy Cửu Thiên Thần Tàng bí mật. Cửu Thiên Thần Tàng, cùng đại chủ tể có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu là thật có thể phá giải sau lưng bí mật, cái kia đủ để dung chuyển toàn bộ không không lúc nào không. Quái thiên đế nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, bây giờ chỉ có mời ngươi ra tay, mới có thể phục sinh nữ nhi của ta. Diệp thần sầm mặt lại, trong lòng suy nghĩ một hồi, nói tiền bối, ta bây giờ hai mắt mù, đạo thống khuyết tổn, trạng thái thật không tốt, chỉ sợ không phục sinh được ngươi nữ nhi. Ít nhất, phải chờ ta hai mắt hồi phục thị lực, đạo thống khôi phục về sau, mới có cơ hội làm đến. Quái thiên đế do dự nói, cái kia muốn tìm tới Cửu Thiên Linh Thủy mới được, ánh mắt ngươi tiêu hao quá nghiêm trọng, bị thương to lớn, chỉ có Cửu Thiên Linh Thủy trị được liệu. Diệp thần nói, đúng là như thế, cho nên, còn mời tiền bối hỗ trợ dẫn kiến, ta muốn gặp mặt Thánh Thiên Đế Mạc Cửu Ca. Trước mắt, Diệp thần có thể xác định, Cửu Thiên Linh Thủy ngay tại huyết thần thời không, nhưng không biết cụ thể hạ lạc. Cụ thể hạ lạc, có lẽ chỉ có Mạc Cửu Ca biết. Quái thiên đế trần chờ nói, Mạc Cửu Ca kẻ này, tính tình cương nghị cố chấp, người muốn từ trong miệng hắn, thám thính Cửu Thiên Linh Thủy bí mật, chỉ sợ cũng là 10 điểm gian nan, hắn chưa hẳn sẽ nói cho người biết. Dừng một chút, lại nói, luân hồi chi chủ, ta có một cái những biện pháp khác, có lẽ có thể khôi phục ánh mắt của ngươi. Liền là nắm con mắt của ta móc ra, cấy ghép cho ngươi. Hắn cứu vớt nữ nhi sốt ruột, ngay cả mình thiên đế song đồng. Đều nguyện ý dứt bỏ hy sinh. Diệp thần lắc đầu nói, không được, tiền bối, ta không muốn thương tổn ngươi. Mà lại, ánh mắt của người khác, cuối cùng so ra kém ánh mắt của mình dùng tốt. Quái thiên đế sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng, nói cũng là ta mạo phạm, luân hồi chi chủ, ta này máu đen thịt nhão, nếu là cái ghép đến trên người ngươi, chẳng phải là ô nhiễm ngươi luân hồi thánh thể huyết mạch. Vậy ngươi lại chờ một lát. Ta đi cùng Mạc Cửu Ca nói một chút, để cho các ngươi gặp một lần. Nói xong liền muốn nhích người xuất ngoại. Tiền bối chậm đã. Diệp thần gọi lại quái thiên đế. Luân hồi chi chủ còn có chuyện gì? Quái thiên đế hỏi. Diệp thần nói, tiền bối xin chờ một chút, ta còn có một người bạn, ta muốn mang lấy nàng, cùng đi gặp Thánh Thiên Đế Mạc Cửu Ca. Diệp thần nhớ tới Tố Ly Ương, nghĩ đến chính mình đơn độc đi gặp Mạc Cửu Ca, có thể sẽ không có kết quả gì. Nhưng mang lên Tố Ly Ương lại khác biệt. Dù sao, Tố Ly Ương là Mạc Cửu Ca nhất trung tình người, nếu là mang lên nàng, có lẽ có thể thám thính đến nhiều bí mật hơn. Ngay sau đó, Diệp thần ở trong lòng kêu gọi tên Tố Ly Ương, triệu hoán nàng tới đây. Chỉ chốc lát sau, ma gió gào thét, Tố Ly Ương buông xuống đến băng điện bên trong, một thân áo bào đỏ,
che đầu cùng mặt nạ che mặt cho. Quái Thiên Đế thấy Tố Ly Ương, tựa hồ nhìn ra cái gì, lập tức lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc, vị này là. Tố Ly Ương hừ một tiếng, nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Quái Thiên Đế, nói cuối cùng muốn đi thấy mà cửu ca tiểu tử kia sao. Cái kia rất tốt, lão đầu tử, người đem này cây châm cho hắn, tốt cho hắn biết ta là ai. Nàng lại đem cái kia cây châm đem ra, ném cho Quái Thiên Đế. Quái Thiên Đế thấy được nàng áo bào đỏ hạ đảo lộ ra khô lâu tay cầm, càng là chấn động, nhưng không nói gì thêm, đón lấy cây châm, nhẹ gật đầu, nói, luân hồi chi chủ, cái kia còn xin các ngươi chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Quay người rời đi. Diệp Thần cùng Tố Ly Ương, tại băng điện trung đẳng về sau nửa canh giờ, liền thấy Quái Thiên Đế lo lắng trở về. Tiền bối, thế nào? Diệp Thần thấy Quái Thiên Đế bộ dáng, chỉ lo lắng mà cửu ca không chịu đáp ứng gặp nhau. Chỉ nghe Quái Thiên Đế nói ra, không có vấn đề gì, mà cửu ca nguyện ý gặp các ngươi, ta ngày mai là có thể mang các ngươi đi qua. Nhưng, có hắc ám hồn tộc cường giả, đã tiềm nhập huyết thần thời không, không biết ở nơi nào ẩn nấp lấy, đây là một cái thiên đại tai họa, không thể không phòng. Diệp Thần hơi hơi ngưng trọng, nói, nếu là có hồn tộc cường giả ẩn núp, cái kia hoàn toàn chính xác muốn cẩn thận phòng bị. Quái Thiên Đế nói, luân hồi chi chủ, các ngươi nghỉ ngơi một đêm, sáng mai liền đi thấy Mạc Cửu Ca, tóm lại muốn cẩn thận hắc ám hồn tộc đánh giết. Đêm đó, Diệp Thần cùng Tố Ly Ương, ngay tại băng điện bên trong ở lại, tới sáng sớm ngày thứ hai, hai người đi theo Quái Thiên Đế, ngồi một chiếc phi chu, đi tới Thiên Đế Thánh Điện. Thiên Đế Thánh Điện tọa lạc tại dãy núi đỉnh, hoàn cảnh thanh u, trong không khí tràn ngập nồng đậm tiên khí. Diệp Thần, Tố Ly Ương, Quái Thiên Đế ba người, ngồi phi chu xuyên qua tầng mây, trên đường đi cũng không có tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, hết sức thuận lợi liền đến Thiên Đế Thánh Điện. Một đi vào Thánh Điện, Diệp Thần lập tức cảm nhận được một loại thần bí mà trang nghiêm không khí, nội bộ Thánh Điện rộng rãi mà cao lớn, bốn phía vách tường đều là dùng lấp lánh bạch ngọc kiến tạo mà thành, treo trên vách tường óng ánh sáng long lanh cổ ngọc đèn, vì toàn bộ Thánh Điện mang đến nhu hòa mà hào quang sáng tỏ. Thánh Điện Trung ương có một tòa cao lớn tế đàn, phù văn thần bí khảm nạm tại tế đàn mặt ngoài, phóng xuất ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lam. Tế đàn bên cạnh có hai tòa pho tượng, một tòa là Thánh Thiên Đế Mạc Cửu Ca pho tượng, một tòa khác chính là Tố Ly Ương pho tượng. Đương nhiên, Tố Ly Ương pho tượng vẫn là nàng trước kia bộ dáng, thanh lệ tinh khiết xúc động lòng người, cũng không phải nàng bây giờ bộ dạng này vu yêu quái vật bộ dáng. Hừ, Mạc Cửu Ca tiểu tử này, chẳng qua là tham luyến ta trước kia mỹ mạo, nếu như bị hắn thấy ta bây giờ bộ dáng, chỉ sợ dọa cũng hù chết hắn. Tố Ly Ương hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói nhỏ. Nàng biến thành vu yêu về sau, ma khí tích lũy ngày càng sâu, bây giờ bộ dáng, so với nàng vừa mới biến thân thời điểm bộ dáng, đó là muốn xấu xí hung ác nhiều. Diệp Thần chìm nhưng không nói, Quái Thiên Đế tựa hồ cũng đoán được thân phận của Tố Ly Ương, cũng là không nói gì. Ba người tiếp tục tiến lên, Thiên Đế Thánh Điện tiếp khách trưởng lão, mang theo bọn hắn xuyên qua một tòa cây cầu đá, xuyên qua thanh u nước chảy, xuyên qua rất nhiều tiên thảo hoa cốc, tầng tầng mỹ lệ huyễn cảnh, cuối cùng đi vào một đầu lớn phía dưới thác nước. Đầu này thác nước lớn, phi lưu khuấy động, khí thế hùng vĩ. Dưới thác nước đứng đấy mấy người, ở giữa một người là cái thanh niên, chỉ gặp hắn thân mang một bộ trường sam màu xanh, ống tay áo bồng bềnh, theo gió mà động, khuôn mặt tuấn lãng. Ngũ quan rõ ràng, một đôi ánh mắt sáng ngời toát ra tuyệt thế anh tư, tinh thần phấn chấn, nhưng hai đầu lông mày tựa hồ ẩn chứa một cỗ tích tụ khí. Tại chung quanh thân thể hắn, từng đạo phù văn màu vàng, mang theo cuồn cuộn thánh uy, lộ ra mạnh mẽ trật tự lực lượng, chậm rãi lưu chuyển lên, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền thấy to lớn uy áp kéo tới, không dám có chút lòng khinh thị. Cái này người, chính là hiện thời huyết thần thời không, chí cao chúa tể Mạc Cửu Ca. Tại Mạc Cửu Ca bên người, là hắn mấy cái thiếp thân hộ pháp, khí tức cũng là 10 điểm cường hãn. Diệp Thần con mắt mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm nhận được Mạc Cửu Ca khí thế mạnh mẽ. Khó mà tin được, Mạc Cửu Ca khí thế, so với Thương Vân lão tổ lợi hại hơn gấp trăm lần, thậm chí so với ngày xưa Hạo Thiên Nho Thánh, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều rất nhiều. Trong tay hắn, cầm lấy một cây ngọc châm, chính là Tố Ly Ương chi kia cây châm. Diệp Thần, Tố Ly Ương, Quái Thiên Đế ba người đến, hắn không nhìn Diệp Thần, cũng không nhìn Quái Thiên Đế, gấp siết chặt cây châm, tầm mắt chỉ mong lấy Tố Ly Ương,
thanh âm tràn ngập thâm tình, nói cách van xin, là ngươi sao? Tố Ly Ương cười hắc hắc, nói, là ta. Nàng thanh âm khàn giọng khó nghe, như ác quỷ ngâm nga, nâng lên khô lâu tay cầm, đem che đầu kéo xuống, lại tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm hư thối xinh giỏi bạch cốt khô lâu khuôn mặt, một cỗ hôi thối cũng đi theo lan tràn ra tới. Đã lâu không gặp, mà cửu ca, ngươi cũng thành thiên đế, nếu là sư phụ biết, hắn nhất định rất cao hứng, liền sợ ngươi đã quên đi sư phụ, nhiều năm như vậy, cũng không có gặp ngươi trở về qua một lần. Tố Ly Ương hắc hắc cười lạnh, hư thối xinh giỏi gương mặt dưới ánh mặt trời vặn vẹo, mười điểm xấu xí cùng khả phố. Mạc Cửu Ca bên người mấy cái hộ pháp, thấy Tố Ly Ương bộ dáng như vậy, lập tức xôn xao kinh hãi, cảm thấy hãi dị, dồn dập rút đao ra kiếm. Mạc Cửu Ca vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt vẫn là mang theo thâm tình cùng lưu luyến, dừng thủ hạ hộ pháp, thở dài một tiếng, lại không ngần ngại chút nào cùng e ngại, yên lặng đi lên trước hai bước, nhấc tay vuốt ve lấy Tố Ly Ương khô lâu khuôn mặt, nói. Cách van xin, ta thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, vô pháp trở về. Còn xin ngươi cùng sư phụ nói một tiếng, ta có lỗi với hắn lão nhân gia. Mặt khác, ta sẽ mau chóng tìm tới Cửu Thiên Linh Thủy, tẩy tới ngươi vu yêu dơ bẩn, nhường ngươi khôi phục hình người. Tố Ly Ương cười ha ha, nói, ngươi là ghét bỏ ta khẳng sao? Mạc Cửu Ca thâm tình nói, không phải, chỉ là chúng ta chung quy là nhân tộc xuất thân, hóa thân vu yêu ma thần, không phải chính đạo, ta sẽ để cho ngươi một lần nữa trở về chính đạo. Tố Ly Ương khinh thường nói, ta có ta nói, không cần ngươi tới chỉ trỏ. Còn có, ngươi còn không tìm được Cửu Thiên Linh Thủy. Không đúng, không đúng, nếu như không có đặc thù kỳ ngộ, ngươi tiểu tử này thiên phú thường thường, không có khả năng trèo lên đỉnh xương đế. Mạc Cửu Ca trên mặt lộ ra một vẻ thật sâu bất đắc dĩ, nói thật có lỗi, cách van xin, ta không thể nói. Liên quan tới Cửu Thiên Linh Thủy hết thảy, ta đều không thể nói. Bởi vì, một khi tiết lộ thiên cơ, kinh động tinh không phía trên đại nhân vật, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí, cùng ta tương quan tất cả mọi người, đều phải chết, bao quát ngươi, bao quát sư phụ, còn có toàn bộ huyết thần thời không, cùng toàn bộ thanh lam di tích, đều muốn hủy diệt. Thanh âm hắn mang theo một cỗ tuyên cổ thần bí, để cho người ta không hiểu thấy kinh khủng, phảng phất tinh không phía trên, thật có đại nhân vật gì sẽ buông xuống. Liền Tố Ly Ương. Nghe nói như thế về sau, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Dừng một chút, nàng lại lộ ra một tia cười lạnh, nói, thập yêu tinh không phía trên, ngươi đang cố lộng huyền hư, muốn nuốt một mình Cửu Thiên Linh Thủy thôi. Mạc Cửu Ca trên mặt lộ ra thống khổ to lớn cùng xoắn xuýt, nói, không phải, cách van xin, ta. Ta thật sự là không thể nói, có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Tố Ly Ương cười ha ha, nói, được rồi, ngươi không nói thì không nói. Liên quan ta cái rắm, cũng không phải ta muốn tìm Cửu Thiên Linh Thủy. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, ta đã đem ngươi đưa đến Mạc Cửu Ca trước mặt, dựa theo ước định, ngươi hẳn là nắm cái kia pháp bảo cho ta mượn. Nghe vậy, Diệp Thần lông mày lập tức nhíu một cái. Xem Mạc Cửu Ca bộ dáng, tựa hồ không nguyện ý lộ ra Cửu Thiên Linh Thủy bí mật, vậy hắn không thu được gì, liền muốn cho mượn Thiên Đế Kim Luân, khó tránh khỏi có chút ăn thiệt thòi. Thấy Diệp Thần biểu lộ, Quái Thiên Đế tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, là ta nắm luân hồi chi chủ mang tới. Tố Ly Ương cười lạnh nói, nếu như không phải ta, ngươi đoán Mạc Cửu Ca tiểu tử này, có chịu hay không dễ dàng như vậy liền tiếp thấy các ngươi. Mạc Cửu Ca gật đầu nói, Quái Thiên Đế đại nhân, ta đích xác là vì thấy cách van xin, các ngươi. Các ngươi mời trở về đi, ta không sẽ tiết lộ bất luận cái gì Cửu Thiên Linh Thủy tin tức. Đó là tuyệt bí mật không thể nói, nhân quả quá lớn. Kỳ thật trước kia, Quái Thiên Đế cũng truy vấn qua nhiều lần Cửu Thiên Linh Thủy tình huống, mà Cửu Ca bởi vì không thể nói, cho nên dần dần giảm bớt cùng Quái Thiên Đế gặp mặt, gần nhất hai người ít nhất là có ngàn năm chưa từng thấy. Lần này nếu như không phải là bởi vì có Tố Ly Ương, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tiếp kiến Quái Thiên Đế cùng Diệp Thần. Nhưng, coi như là Tố Ly Ương mở miệng, hắn đều tuyệt không chịu lộ ra Cửu Thiên Linh Thủy nửa điểm bí mật, rõ ràng này Cửu Thiên Linh Thủy thần bí. Diệp Thần khó được đi đến nơi này phương, từ không chịu tùy tiện rời đi, nói, Thánh Thiên Đế, chúng ta tốt nhất lại thương lượng một chút, người có chuyện gì khó xử, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Mạc Cửu Ca lộ ra một vệt cười khổ, nói, không cần, luân hồi chi chủ, người vẫn là trở về đi.
Đúng rồi, nếu là ngươi đáp ứng cấp cho cách van xin đồ vật gì, còn xin đừng nên nuốt lời. Diệp thần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đây là tự nhiên, ta hứa hẹn qua đồ vật, sẽ không vi phạm. Ngay sau đó, Diệp thần liền tế ra thiên đế kim luân, trực tiếp cấp cho Tố Ly Ương, nói. Cách van xin cô nương, đây là mượn pháp bảo của ngươi, còn xin ngươi cố mà trân quý. Tố Ly Ương nhận lấy thiên đế kim luân, lập tức kinh hỉ chớ hình, nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, người quả nhiên là lời hứa ngàn vàng. Ha ha ha, có thiên đế kim luân trợ lực, ta nhất định có thể đột phá tâm chi xiềng xích. Dừng một chút, lại hướng Mạc Cửu Ca đạo, Mạc Cửu Ca, ta muốn mượn chỗ của ngươi, tu luyện mấy ngày, ngươi không ngại à. Mạc Cửu Ca nhìn xem Diệp thần cho mượn thiên đế kim luân, lập tức kinh hãi động dung. Thiên đế kim luân, đây chính là bốn đại chí cao thần khí một trong, vô cùng chân quý, Diệp thần thế mà cam lòng cho mượn đi, này phần quyết đoán, hắn chỉ cảm thấy vô cùng bội phục. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tố Ly Ương điên cuồng như vậy, xin hỏi Diệp thần mượn quý giá như vậy pháp bảo, càng không có nghĩ tới Diệp thần thật nguyện ý mượn. Nếu là Tố Ly Ương không chịu trả lại, hoặc là nhiễm bẩn hủy hoại thiên đế kim luân, vậy đối Diệp thần tới nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Tố Ly Ương đạo, Mạc Cửu Ca, ta hỏi ngươi lời đây. Mạc Cửu Ca lắp bắp nói, không có, không có vấn đề, cách van xin, ngươi ở đây tu luyện là được. Tố Ly Ương cười ha ha, hết sức hài lòng, liền cầm lấy thiên đế kim luân, ngắm nhìn bốn phía, sau đó phi thân tiến vào dưới thác nước, liền tại thác nước hạ tu luyện. Mạc Cửu Ca đối Diệp thần cảm kích cùng bội phục, suy nghĩ một chút, liền thở dài, luân hồi chi chủ, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Lại hướng quái thiên đế nói, quái thiên đế đại nhân, xin ngươi cũng cùng đi. Bàn tay hắn tại hư không kéo một phát, kéo ra khỏi một cái khe, chính mình cất bước đạp đi vào. Diệp thần trong lòng hơi động, xem Mạc Cửu Ca bộ dáng, hắn tựa hồ là tùng động, chẳng lẽ cuối cùng chịu lộ ra cửu thiên linh thủy bí mật. Ngay sau đó, Diệp thần liền cùng quái thiên đế cùng một chỗ, xuyên qua cái kia vết nứt không gian. Tại xuyên qua không gian vết nứt về sau, hai người tới một mảnh khói mù tràn ngập địa phương, nơi này cũng có một đầu thác nước lớn, hoàn cảnh cùng bên ngoài nhìn như không có gì sai biệt, nhưng mây mù tầng tầng, lại không là thế giới chân thật, mà là Mạc Cửu Ca mở huyễn tưởng chi cảnh. Đi tới nơi này mảnh huyễn cảnh, Mạc Cửu Ca vẻ mặt mới thoáng trầm tĩnh lại, hướng Diệp thần hỏi, luân hồi chi chủ, người thật muốn biết cửu thiên linh thủy hạ lạc. Diệp thần nói, tự nhiên, cửu thiên linh thủy, với hắn mà nói, quá trọng yếu. Là trị liệu con mắt, hóa giải tinh không trái cấm hắc ám, còn có thể cứu chuộc thân Đỗ Uyển Nhi trọng yếu đồ vật. Dù như thế nào hắn nhất định phải đạt được. Mạc Cửu Ca trầm ngâm nói, những bí mật này, kỳ thật cũng không phải là không thể nói, nhưng nhất định phải sớm che đậy thiên cơ, không thể để cho tinh không phía trên đại nhân vật phát hiện, bằng không chúng ta đều phải chết. Quái thiên đế cao mày nói, Cửu Ca, thật có nghiêm trọng như vậy. Vì sao ta trước kia chấp trưởng cửu thiên linh thủy thời điểm, không có có cố kỵ nhiều như vậy? Mạc Cửu Ca lắc lắc đầu nói, thời điểm khác biệt, quái thiên đế đại nhân, ngươi chấp trưởng cửu thiên linh thủy thời điểm, vật kia còn không có hóa hình, liền là tử vật, đương nhiên sẽ không kinh động tinh không. Nhưng sau này, hắn hóa thành hình người, không còn là tử vật, nhân quả liền cùng thiên địa liên lụy, mọi cử động sẽ khiên động tinh không đại thế, đây thiệt là phiền. Quái thiên đế hiểu được. Nói, thì ra là thế, vậy bây giờ chỉ cần che đậy thiên cơ, che đậy lại tinh không phía trên cảm giác, ngươi là có thể nói ra cửu thiên linh thủy bí mật. Mạc Cửu Ca đạo, đúng vậy, nhưng muốn giấu giếm được trên trời sao tầm mắt, rất khó, vô cùng khó. Quái thiên đế đại nhân, coi như là tinh thông thiên cơ thuật pháp ngươi, cũng rất khó man thiên quá hải. Nhưng may mắn, hiện tại luân hồi chi chủ tới, hắn có lẽ có biện pháp. Diệp thần kỳ nói, thánh thiên đế. Quái thiên đế, liền hai vị thiên đế đại năng, đều làm không được sự tình, ta lại như thế nào có thể làm được. Mạc Cửu Ca đạo, kỳ thật muốn man thiên quá hải, có cái vô cùng đơn giản thô bạo biện pháp, cái kia chính là hiến tế bảo vật, chỉ cần hiến tế đi ra bảo vật, đủ mạnh, giá trị đầy đủ cao, liền có thể hình thành đầy đủ kiên cố che đậy, ngăn trở hết thảy quan sát. Ta huyết thần thời không bên trong, cũng không có cường đại như vậy bảo vật, nhưng ta tin tưởng. Luân hồi chi chủ, người nhất định có. Hắn vừa mới xem Diệp thần xuất ra thiên đế kim luân, cấp cho Tố Ly Ương, liền con mắt đều không mang theo nháy một thoáng, liền biết Diệp thần dầu nứt đố đổ vách,
hắn cùng quái thiên đế không bỏ ra nổi bảo bối, Diệp Thần nhất định có khả năng xuất ra. Diệp Thần ngẩn ngơ, mà cửu ca biện pháp này, đích thật là đơn giản thô bạo, chỉ cần hiến tế đồ vật là được rồi. Nhưng nghĩ che đậy lại tinh không phía trên quan sát, cần thiết hiến tế đồ vật, tuyệt không tầm thường, bình thường bảo vật là vô dụng, tốt nhất là đỉnh cấp thần khí. Chính là muốn ta hy sinh một kiện pháp bảo cường đại, dùng tới che đậy thiên cơ. Diệp Thần hỏi, Mạc Cửu Ca đạo, đúng vậy, luân hồi chi chủ, nếu như ngươi thật muốn biết cửu thiên linh thủy bí mật, cũng chỉ có trước trả giá một chút. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, trong tay hắn bên trên pháp bảo cường đại binh khí, ngoại trừ thiên đế kim luân bên ngoài, còn có quang minh chi tâm, phù quỷ mẫu xào huyệt, kinh cức phương tọa, luân hồi huyền bia, thôn vũ đao, hoài thương kiếm, luân hồi thiên kiếm các loại. Trong đó, 10 khối luân hồi huyền bia, bởi vì hắn tính đặc thù, không cách nào bị hiến tế. Đến mức mặt khác bảo vật, đối Diệp Thần cũng là vô cùng trọng yếu, hắn cái nào đều không muốn hy sinh. Trầm tư một hồi, Diệp Thần tay cầm vung lên, truyền kỳ cùng vinh quang hào quang, tại hắn lòng bàn tay phun trào, một tòa thật to bia đá hiện lên ra tới. Này tòa bia đá, không biết có thể dùng làm hiến tế. Này tòa bia đá, chính là bất hủ phong bia, phía trên khắc họa lấy Diệp Thần đi qua truyền kỳ cùng sử thi, vinh quang rực rỡ, hy mang tầng tầng, có chút hùng vĩ. Diệp Thần rất nhiều pháp bảo bên trong, hắn duy nhất cam lòng hiến tế, liền là này bất hủ phong bia. Bởi vì, bất hủ phong bia mặc dù cũng chân quý, nhưng lại có thể đúc lại. Hắn bảo bối của hắn, nếu là hiến tế đi, cái kia sẽ rất khó lại lần nữa đúc, tổn thất to lớn. Mạc Cửu Ca cùng quái thiên đế, thấy Diệp Thần tế ra bất hủ phong bia, con mắt đều là sáng lên. Này bất hủ phong bia truyền kỳ hào quang, vô cùng lóa mắt, tựa như có thể trấn áp hết thảy. Mạc Cửu Ca vui sướng gật đầu nói, có khả năng, có thể. Này tòa tấm bia to, nếu là hiến tế, đủ để che đậy thiên cơ, ngăn cách tinh không phía trên quan sát. Nghe vậy, Diệp Thần cũng là thở dài một hơi, nếu như chẳng qua là một tòa bất hủ phong bia, hắn vẫn là hy sinh nổi. Quái thiên đế đại nhân, ngươi tới động thủ hiến tế đi. Mạc Cửu Ca cung kính nói. Quái thiên đế trịnh trọng gật đầu, trong ba người, hắn am hiểu nhất thiên cơ chi pháp. Ngay sau đó, quái thiên đế liền theo Diệp Thần trong tay, tiếp nhận bất hủ phong bia, cũng tại chỗ chế tạo ra một cái tế đàn, đem bất hủ phong bia thả đi lên, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay từng đạo ấn quyết đánh ra. Ông! Bất hủ phong bia dần dần hòa tan, hóa thành một đoàn năng lượng màu vàng sậm khí thể, xông bay lên trời cao bên trong, phảng phất toàn bộ thế giới, đều bị tầng này ám kim sắc bất hủ năng lượng che phủ lên, bầu trời màu xanh lam cũng thay đổi thành màu vàng sẫm. Oanh long long! Tiếp theo sát, bầu trời chấn động, bầu trời màu nền bỗng nhiên hóa thành đen kịt, phong vũ lôi điện xen lẫn, mãnh liệt tiếng sấm tựa như ngày tận thế tới, phích lịch vạch phá bầu trời, mưa như chút nước mưa sa lăn lăn xuống. Thiên ép thần uy tràn ngập khắp nơi, khiến cho người nghẹt thở. Diệp Thần, quái thiên đế, Mạc Cửu Ca ba người, đều là chấn động. Chỉ thấy gió mưa đen kịt trời cao bên trong, lại đột nhiên xuất hiện hai cái to lớn tròng mắt màu đỏ ngòm. Tròng mắt màu đỏ ngòm trôi nổi tại bầu trời tăm tối, trong nháy mắt, tràn ngập uy nghiêm, cuồng bạo, phẫn nộ, vô tình, lạnh lùng chờ các loại ý niệm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Thần hai mắt mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng cảm nhận được, cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm mãnh liệt uy áp, ánh mắt phảng phất đã xuyên thấu hắn linh hồn, khiến cho hắn cảm nhận được vô cùng hung mãnh chấn động. Quái thiên đế cùng Mạc Cửu Ca, vẻ mặt cũng là thảm biến. Bởi vì bọn hắn biết, đây không phải cái thế giới này con mắt, là đến từ tinh không phía trên con mắt. Cửu Ca, người quả nhiên không có gạt ta, tinh không phía trên thật có đại nhân vật. Nhòm ngó trong bóng tối. Quái thiên đế toàn thân phát run, nhà quan cách cách run lên, mặc dù hắn là thiên đế, đối mặt này song tròng mắt màu đỏ ngòm, cũng cảm giác với bản thân là như thế nhỏ bé, tựa như sâu kiến. Quái thiên đế đại nhân, chúng ta bị phát hiện rồi. Mạc Cửu Ca vẻ mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, khẩn trương lên. Quái thiên đế nói, không có, thiên cơ bị che đậy, tinh không phía trên đại nhân vật, cũng biết mình bị che đậy. Hắn bây giờ là nghĩ nhìn trộm dám can đảm che đậy hắn người. Nhưng may mắn, luân hồi chi chủ bất hủ phong bia, có thể số lượng lớn đủ dồi dào, thiên phàm cách xa nhau, không không lúc nào không lại vô cùng minh mông,
vị đại nhân vật kia hẳn là không nhìn thấy chỗ ở của chúng ta. Diệp Thần lẩm bẩm nói, đôi mắt này, cùng đạo tông đại chủ tể thật giống a. Hắn hai mắt mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, trên bầu trời cặp kia tròng mắt màu đỏ ngòm, mang cho hắn uy áp, cùng đạo tông đại chủ tể là rất tương tự. Đôi mắt này sau lưng chủ nhân, có lẽ cùng đại chủ tể có quan hệ. Chẳng lẽ, đại chủ tể là tinh không phía trên nhân vật? Diệp Thần tâm bên trong tuôn ra đủ loại suy nghĩ muôn vàn. Quái Thiên Đế cùng Mạc Cửu Ca đều là ngạc nhiên, cái gì? Diệp Thần lắc đầu, nói, không có gì, có thể là ta ảo giác đi, dù sao hiện tại ta đều mù. Quái Thiên Đế cùng Mạc Cửu Ca hai mặt nhìn nhau, trầm mặc xuống, trong lòng chỉ trông đợi không muốn bại lộ. Không chỉ là huyết thần thời không, toàn bộ không không lúc nào không các nơi địa phương, đều có cặp kia tròng mắt màu đỏ ngòm dị tượng hiển hiện. Tinh không phía trên to lớn uy áp, lần thứ nhất tại không không lúc nào không rõ ràng, nhường đến vô số người kinh hãi chấn động, vô số thế lực sôi trào. Này song tròng mắt màu đỏ ngòm mang cho người ta mãnh liệt áp lực, thực sự quá hung mãnh, Liên Thiên Đế đều cảm thấy mình nhỏ bé. Cùng lúc đó, Đạo Tông, Đại Chủ Tể lãnh địa, Vạn Thần Điện bên trong. Đại Chủ Tể đang cùng Sơ Đại Vận Mệnh Chi Thần Lãnh Khuynh Xương đánh cờ, cặp kia con mắt màu đỏ ngòm dị tượng, thế mà lan đến gần lãnh địa của hắn, tại Vạn Thần Điện bầu trời hiển hiện. 3. Mắt thấy một màn này dị tượng, Đại Chủ Tể trong tay quân cờ, trực tiếp rớt xuống đất. Lãnh Khuynh Xương xem ra đến bên ngoài dị tượng, cũng là lấy làm kinh hãi, trong lòng chuyển qua muôn vàn suy nghĩ. Sau đó giống như cười mà không phải cười mà nói, đại chủ tể, đôi mắt này, cùng ngươi cùng thật giống a. Giờ khắc này đại chủ tể, vẻ mặt vô cùng âm trầm cùng khó coi. Hắn là không không thời không truyền kỳ cường giả, vạn cổ đến nay tâm tính như giếng cổ, chưa từng có nửa điểm gợn sóng, ngoại trừ Diệp Thần giả chết che giấu hắn, khiến cho hắn có chút sinh khí bên ngoài, hắn xưa nay sẽ không biểu hiện ra cái gì cảm xúc. Nhưng bây giờ... Trên bầu trời xuất hiện tròng mắt màu đỏ ngòm dị tượng, lại làm cho đại chủ tể biểu lộ trở nên âm trầm. Hắn tựa hồ biết này xong tròng mắt màu đỏ ngòm lai lịch. Tròng mắt màu đỏ ngòm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất, theo xuất hiện đến kết thúc, cũng chỉ là kéo dài không đến thời gian 10 hơi thở. Đại chủ tể tỉnh táo lại, biểu lộ lại khôi phục giếng cổ không gợn sóng đạm mạc bộ dáng, thản nhiên nói, đợi chút nữa xong bàn cờ này. Là thời điểm đi cho tôn di cô nương kia chặt đứt tơ tình. Lãnh Khuynh Xương mỉm cười nói, là ngươi động thủ, vẫn là ta động thủ. Đại chủ tể nói, ta tới đi, chờ nàng tơ tình chặt đứt, liền có thể an tâm chế tạo rừng rậm sách. Lãnh Khuynh Xương nói, ngươi thật nghĩ tạo một gốc thông thiên đại thụ, leo đến trên trời sao đi. Đại chủ tể không có trả lời, chỉ yên lặng đè xuống một con cờ, đánh cờ đi. Hình ảnh quay lại. Huyết thần thời không bên trong. Diệp Thần, Quái Thiên Đế, Mạc Cửu Ca ba người, thấy tròng mắt màu đỏ ngòm tiêu tán, trên thân không có áp lực, cũng là thở dài một hơi. Quái Thiên Đế nói, vị đại nhân vật kia, xem ra không có nhìn trộm đến chúng ta, bằng không ba người chúng ta, đều đã hôi phi yên diệt. Cửu Ca, người có thể nói ra Cửu Thiên Linh Thủy bí mật. Quái Thiên Đế cũng phi thường tò mò, tại Cửu Thiên Linh Thủy sau khi hóa hình, đến cùng chuyện gì xảy ra. Mạc Cửu Ca cùng Cửu Thiên Linh Thủy ở giữa, vừa có như thế nào đi qua. Mạc Cửu Ca vẫn có chút sợ hãi khẩn trương nhìn một chút bầu trời, tại xác định hoàn toàn chính xác không có người đang dòm ngó về sau, hắn mới thở phào một hơi, cân nhắc ngôn từ, yên lặng lấy ra một cái lưu ly bình, hơi có chút thất vọng mất mát, nói. Quái Thiên Đế đại nhân, năm đó người đem bình cho ta, nói Cửu Thiên Linh Thủy đã bỏ chạy, không biết trốn ở huyết thần thời không cái góc nào, ta liền dọc theo manh mối này. Bắt đầu tìm kiếm. Vận khí ta còn không sai, rất nhanh đã tìm được Cửu Thiên Linh Thủy chỗ, hắn trốn ở một chỗ trong sơn động, đang tu luyện. Hắn vừa mới hóa thành hình người không bao lâu, tạo ra ra trí tuệ, vô cùng mỏng manh, tùy thời đều có dập tắt nguy hiểm, cho nên hắn cần tu luyện, lớn mạnh đạo tâm của mình cùng trí tuệ. Mà lại, hắn vừa mới sinh ra, không nên tiêm nhiễm ngoại giới nhân quả, bằng không chuỗi nhân quả xếp, ý thức của hắn sẽ trực tiếp rối loạn. Cho nên hắn vừa mới hóa hình, liền theo Quái Thiên Đế đại nhân trong tay ngươi trốn thoát, là vì để tránh cho hết thảy nhân quả tiêm nhiễm. Quái Thiên Đế nói, thì ra là thế, ta còn kỳ quái hắn làm sao chạy trốn. Dù sao Cửu Thiên Linh Thủy là tinh không phía trên đồ vật,
pháp tắc vô cùng đặc thù, năng lượng theo căn nguyên tới nói, là vô cùng vô tận, trong bình nước vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, ta coi như muốn đem nó uống cạn, cũng là tuyệt đối không thể. Diệp Thần nghe đến đó, một hồi kỳ lạ, hỏi cửu thiên linh thủy là sẽ không khô kiệt sao? Quái thiên đế nói, đúng vậy, tinh không phía trên tài nguyên, vô cùng phong phú, hết thảy tài nguyên đều là sẽ không khô kiệt, một giọt nước cùng một mảnh thương hải, theo căn nguyên bên trên không có gì khác nhau, đều là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn tồn tại. Năm đó ta dùng cửu thiên linh thủy, nắm toàn bộ huyết thần thời không đại địa, đều đổ vào một lần, trong bình nước, cũng không có nửa điểm giảm bớt. Diệp Thần máu nóng một hồi dâng lên, nói, lại thần kỳ như thế. Quái thiên đế nói, dĩ nhiên, tinh không bỉ ngạn bị coi là cực nhạc thế giới, bên trong một cái nguyên nhân, liền là tài nguyên vô cùng vô tận, bất kỳ người nào nghĩ muốn thiên tài địa bảo gì, đều có thành sơn thành hải cung ứng, vĩnh viễn sẽ không vì tài nguyên phát sầu. Mạc Cửu ca đạo, kỳ thật tài nguyên quá sung túc, cũng không phải chuyện tốt, người người bình đẳng, không có khác biệt, cũng sẽ không có truy cầu, thế giới thành một đầm nước đọng, đây là hư thối cùng hủy diệt căn nguyên. Ta lúc ấy, tại trong sơn động kia, cùng cửu thiên linh thủy kết thành bằng hữu, hắn nói với ta rất nhiều chuyện, đều cùng tinh không bỉ ngạn hủy diệt có quan hệ. Ta cũng nói với hắn, ta muốn dùng hắn linh khí, đi gột rửa ta chỗ yêu người. Hắn gọi chúng ta, chờ hắn trí tuệ vững chắc, ý thức kiên định, đạo tâm lắng đọng xuống, hắn liền theo ta đi. Ta đợi chừng một vạn cái kỷ nguyên thời gian, ta nhìn thấy huyết thần thời không ngôi sao, chết đi lại sáng lên một vạn lần, cuối cùng, Thủy Tĩnh Nguyên nói với ta. Há, đúng, tại đây thời gian dài rằng giặc bên trong, cửu thiên linh thủy cho mình nổi lên một cái tên, liền gọi Thủy Tĩnh Nguyên, đây là hắn đạo tâm trật tự một bộ phận. Ở tại chúng ta đợi một vạn cái kỷ nguyên về sau, hắn nói với ta, đạo tâm của hắn còn chưa đủ vững chắc, gọi ta đi giúp hắn thu thập mộng cảnh, bởi vì mộng cảnh là nhân ý biết kéo dài, hắn muốn nhận tập hợp mộng cảnh của người khác, sau đó thôn phệ tiêu hóa hết, dạng này có lẽ có khả năng lớn mạnh ý thức của mình. Ta liền ra ngoài giúp hắn thu thập mộng cảnh, hắn thôn phệ đại lượng mộng cảnh chất dinh dưỡng, ý thức quả nhiên dần dần to lớn lên, đạo tâm cũng đầy đủ trầm ổn, hắn nói rất nhanh liền có khả năng theo ta đi, đi tịnh hóa ta chỗ yêu người. Tại trong quá trình này, hắn dứt bỏ 9 vạn mảnh thương hải mênh mông như vậy nguồn nước, cho ta nuốt luyện hóa, để cho ta thoát thai hoán cốt, từng bước một trèo lên đỉnh thiên đế, trở thành huyết thần thời không chúa tể, có thể dễ dàng hơn giúp hắn thu thập mộng cảnh. Diệp Thần nghe đến đó, trong lòng âm thầm kỳ lạ, cửu thiên linh thủy năng lượng, quả nhiên khủng bố, thế mà nhường Mạc Cửu ca một cái thiên phú thường thường phàm nhân, cuối cùng lại đăng cơ xưng đế, quả thực là kỳ tích. Mạc Cửu ca tiếp tục nói, kỳ thật cửu thiên linh thủy năng lượng, trên lý luận vô cùng vô tận, nhưng trên thực tế dứt bỏ quá nhiều, hắn đạo tâm sẽ lớn chịu ảnh hưởng, cho nên lấy dùng cũng cần có độ, hắn dứt bỏ mênh mông như vậy nguồn nước cho ta, đối ta cũng là 10 điểm tín nhiệm. Nói đến đây sự kiện, Mạc Cửu ca trong giọng nói tràn ngập cảm kích cùng hoài niệm, hiển nhiên là hết sức hoài niệm lúc trước cùng cửu thiên linh thủy cùng một chỗ vượt qua tháng ngày. Ban đầu hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng có một ngày, hắn đạo tâm hỏng mất. Mạc Cửu ca ngữ khí ảm đạm xuống tới. Diệp Thần cùng quái thiên đế nghe được, đều là kinh ngạc. Đạo tâm sụp đổ, có ý tứ gì? Diệp Thần liền vội hỏi. Mạc Cửu ca cười khổ nói. Hắn nói hắn ăn vào một cái ác mộng, cái này ác mộng vô cùng đáng sợ, nhưng đạo tâm của hắn trong nháy mắt sụp đổ, trước kia tích lũy trật tự pháp tắc, lập tức tan thành mây khói. Ta lúc ấy cũng bối rối, bởi vì cửu thiên linh thủy năng lượng tinh thuần, có thể tịnh hóa hết thảy hắc ám, cho nên ta lúc ấy cho hắn thu thập mộng cảnh, mặc kệ là mộng đẹp vẫn là ác mộng, đều một mạch ném cho hắn, hắn cũng xưa nay không quản, trực tiếp thôn phệ, vẫn luôn bình an vô sự. Mãi đến một ngày này, hắn ăn vào cái này ác mộng. Hắn nói cái này ác mộng hết sức đáng sợ đến dùng năng lượng của hắn, cũng không cách nào tịnh hóa một chút. Diệp Thần nhịn không được hỏi, đến cùng là cái gì ác mộng? Mạc Cửu ca lắc đầu nói, ta không biết, Thủy Tĩnh Nguyên không có nói cho ta biết, hắn chịu cái kia ác mộng tra tấn, đã sắp muốn lâm vào điên cuồng si điên hoàn cảnh. Hắn đạo tâm sớm đã sụp đổ, tinh thần ý thức một mảnh hỗn loạn, thậm chí tiêm nhiễm không rõ, có khả năng muốn chết. Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa hắn phong ấn tại huyết linh hỏa trì lòng đất, khiến cho hắn lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Chỉ có đang say giấc nồng, hắn mới sẽ không chịu ác mộng tra tấn. Diệp Thần nghe đến đó, trái tim siết chặt,
nói cách khác, bây giờ cửu thiên linh thủy, ngay tại huyết linh hỏa trì lòng đất. Mạc Cửu ca đạo, đúng vậy, hắn đã ngủ say không biết nhiều ít cái kỷ nguyên, ta một mực không dám thức tỉnh hắn, bởi vì ta biết, hắn còn tại chịu cái kia ác mộng tra tấn, một khi đem hắn thức tỉnh, hắn sẽ trong nháy mắt lâm vào điên cuồng. Diệp Thần sầm mặt lại, rốt cuộc biết đi qua rất nhiều nhân quả, trong lòng của hắn suy nghĩ một hồi, hỏi, Thánh Thiên Đế, ta đây muốn lấy cửu thiên linh thủy, khôi mắt kép, còn có biện pháp. Mạc Cửu ca nhìn một chút Diệp Thần con mắt, lại nhìn một chút cánh tay của hắn, nói, nếu như chẳng qua là khôi mắt kép, một giọt nước là đủ rồi, ta có thể giúp ngươi đi lấy. Chỉ lấy một giọt nước, sẽ không bừng tỉnh Thủy Tĩnh Nguyên, nhưng lại nhiều lại không được. Ngươi tinh không trái cấm hắc ám, còn có người muốn cứu chuộc phụ yêu chi chủ, đó là tuyệt đối không thể nào, ta muốn cứu chuộc cách van xin cũng làm không được. Bởi vì Thủy Tĩnh Nguyên một khi bị bừng tỉnh, hắn tinh thần hỗn loạn phía dưới, rất có thể muốn ra tay giết người, nếu là hắn bùng nổ, có thể không phải chúng ta có thể ngăn cản. Diệp Thần tâm bên trong run lên, cũng thấy tình thế nghiêm tuấn. Cửu thiên linh thủy nguồn gốc từ tinh không phía trên, một khi năng lượng bùng nổ, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể ngăn cản, liền Mạc Cửu ca cùng Quái Thiên Đế, đều không có cách nào ngăn trở. Còn có biện pháp giải quyết hắn ác mộng. Diệp Thần lại hỏi, nếu như chỉ lấy một giọt nước, hoàn toàn thỏa mãn không được nhu cầu của hắn. Mạc Cửu ca trầm ngâm một thoáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, rất khó, nghĩ giải quyết cái kia ác mộng làm phức tạp, nhất định phải tại Thủy Tĩnh Nguyên trong lòng, thành lập được đầy đủ vững chắc trật tự. Ta thôi diễn qua, nghĩ thành lập này loại trật tự, ít nhất phải hiến tế một cái thiên đế cảnh cường giả. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, thiên đế cảnh cường giả. Mạc Cửu ca đạo, đúng vậy, mà lại còn chưa nhất định có thể thành công, tóm lại ta cũng đau đầu cực kỳ. Luân hồi chi chủ, ta bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi lấy một giọt nước, ý của ngươi như nào? Diệp Thần tâm niệm chuyển động, nói, nếu như có thể để cho ta trước khôi mắt kép, cái kia cũng có thể. Hắn nghĩ đến chính mình con mắt hồi phục thị lực, đạo thống có thể khôi phục viên mãn, có lẽ có khả năng khác thi thủ đoạn, giúp cửu thiên linh thủy, cũng chính là Thủy Tĩnh Nguyên thành lập trật tự, hóa giải hắn ác mộng làm phức tạp. Mạc Cửu ca đạo tốt, luân hồi chi chủ. Ta đây liền dẫn ngươi đi một chuyến huyết linh hỏa trì lòng đất. Diệp Thần nghĩ đến con mắt có cơ hội khôi phục, tâm tình cũng là có chút điểm xúc động gật đầu. Chậm đã. Nhưng lúc này, Quái Thiên Đế đột nhiên đưa tay cắt ngang hai người. Quái Thiên Đế đại nhân, làm sao vậy? Mạc Cửu ca cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi. Quái Thiên Đế lại là sắc mặt nghiêm túc, móc ra một cái xưa cũ mai rùa, nói, lại để ta tính một quẻ, hỏi một chút cát hung. Hắn lấy ra 10 cái đồng tiền, đặt vào mai rùa bên trong, hơi có chút thành tín lay động mấy lần, sau đó đem đồng tiền đổ ra, 10 cái đồng tiền lại có 9 cái là mặt trái. A, cửu tử nhất sinh, đây là điềm đại hung. Quái Thiên Đế đôi mắt lộ ra chấn động chi sắc, lại bấm ngón tay tính toán, trầm giọng nói. Là hắc ám hồn tộc, cửu thiên phục long giáo cường giả, liền tại phụ cận ẩn núp, chỉ cần các ngươi đi cắt lấy cửu thiên linh thủy, nhất định sẽ kinh động hắn. Mạc Cửu ca vội vàng hỏi, là ai? Quái Thiên Đế nói, nếu như ta không có tính sai, hẳn là cửu thiên phục long giáo hai vị đến tôn trưởng lão một trong, Hắc Sơn Quỷ Đế. Hắc Sơn Quỷ Đế. Mạc Cửu ca lông mày lập tức nhăn lại, nếu như chẳng qua là một cái Hắc Sơn Quỷ Đế, không thể nào là cửu tử nhất sinh quẻ tượng, trừ phi là cửu họa thương long tới. Diệp Thần nghe được Hắc Sơn Quỷ Đế danh hiệu, cũng nghĩ tới. Cửu họa thương long là cửu thiên phục long giáo giáo chủ, thứ 9 hồn tộc thủ lĩnh, tại dưới trướng hắn, có hai lớn thiên đế cường giả, liền là Hắc Sơn Quỷ Đế cùng Bạch Dạ Thiên Đế, đều là hắn phụ tá đắc lực. Cái này Hắc Sơn Quỷ Đế, Diệp Thần trước kia cũng đã gặp. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, Hắc Sơn Quỷ Đế lại tiềm nhập huyết thần thời không. Quái Thiên Đế cau mày nói, hoàn toàn chính xác kỳ quái, cũng không phải cửu họa thương long đích thân tới. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy quẻ tượng? Ngô, ta phỏng đoán, các ngươi nếu là đi huyết linh hỏa trì lòng đất, rất có thể sẽ bừng tỉnh cửu thiên linh thủy, dẫn phát bất trắc hỏa. Tuy nói Hắc Sơn Quỷ Đế là thiên đế, nhưng mà cửu ca một dạng là thiên đế, đối phương còn uy hiếp không được hắn. Nhưng Quái Thiên Đế suy tính ra quẻ tượng, lại là cửu tử nhất sinh, quả thực để cho người ta lo lắng. Mà cửu ca cũng thấy một tia không hiểu nguy hiểm. Nếu là thật đánh thức cửu thiên linh thủy,
hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không thể rút lui. Luân hồi chi chủ nắm thiên đế kim luân cho mượn cách van xin, lớn như vậy ân tình, ta nhất định phải hoàn lại. Dừng một chút, mà cửu ca lại khẽ cắn môi, coi như biết rõ hung hiểm, cũng quyết định muốn đi mạo hiểm một chuyến. Quái thiên đế nói, ta cùng các ngươi cùng đi. Hắc ám hồn tộc là hướng về phía ta tới, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đại gia cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Huống chi, ta cũng muốn luân hồi chi chủ có thể mau sớm khôi mắt khép. Quái thiên đế trong lòng khát vọng nhất, liền là phục sinh hắn nữ nhi Càn Xương Nguyệt, phóng nhãn chư thiên, cũng chỉ có Diệp Thần có thể làm được. Muốn cho Diệp Thần ra tay phục sinh, vậy ít nhất muốn cho hắn hai mắt hồi phục thị lực, đạo thống khôi phục viên mãn. Ba người thương nghị cố định, trực tiếp liền ngự phong phá không, đi tới huyết linh hỏa trì. Tố Ly Ương thì lưu tại thiên đế trong thánh điện, mượn dùng Diệp Thần thiên đế kim luân, vững chắc tự thân đạo tâm, nếm thử đi trùng kích tâm chi xiềng xích. Ba người tới huyết linh hỏa trì bên trong, rất nhiều võ giả nhìn thấy thánh thiên đế cùng quái thiên đế cùng trước khi, đều là vô cùng giật mình, không biết xảy ra đại sự gì. Mạc Cửu Ca đuổi mọi người, làm sạch toàn bộ huyết linh hỏa trì, sau đó mang theo Diệp Thần cùng quái thiên đế, dọc theo một đầu bí đạo, lặng yên tiến vào lòng đất. Huyết linh hỏa trì lòng đất, có động thiên khác, mặt khác có một cái thế giới, Mạc Cửu Ca tại đây bên trong tu trúc một cái cổ mộ, dùng tới phong ấn cửu thiên linh thủy. Bởi vì này tòa lòng đất cổ mộ, giấu ở huyết linh hỏa trì dưới nền đất, tại dị hỏa năng lượng bao trùm dưới, hết thảy thiên cơ dấu vết đều bị che giấu. Nếu như không phải Mạc Cửu Ca chính miệng lộ ra, liền quái thiên đế đều không có phát hiện nơi này. Nhưng Mạc Cửu Ca đã đem bí mật nói ra, nhất định xúc động thiên cơ, hơn phân nửa muốn bị Hắc Sơn Quỷ Đế phát hiện. Cửu thiên linh thủy vật chân quý như vậy, Hắc Sơn Quỷ Đế như thế nào lại bỏ lỡ? Ba người tới lòng đất cổ mộ, Mạc Cửu Ca đem cửa mộ tầng tầng đóng lại, lại mở ra từng tầng một cấm chế, ngăn cách bên ngoài người tiến vào. Quái thiên đế lắc đầu nói, vô dụng, Hắc Sơn Quỷ Đế tinh thông quỷ đạo bí pháp, hắn có khả năng hóa thân quỷ hồn tư thái, xuyên thấu hết thảy phong tỏa cùng cấm chế, ngươi trở ngại ngăn không được hắn. Mạc Cửu Ca vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn là nói, có thể kéo dài một lát cũng tốt. Diệp Thần tâm hữu sở động, hỏi, Hắc Sơn Quỷ Đế cùng quỷ tộc quan hệ thế nào? Vừa mới nghe được quái thiên đế lời nói thời điểm, Diệp Thần không hiểu có cỗ xúc động, nhớ tới hư không quỷ diện, cũng chính là quỷ đạo tổ sư. Chẳng lẽ nói, Hắc Sơn Quỷ Đế cùng hư không quỷ diện có quan hệ? Hắn trước kia cùng Hắc Sơn Quỷ Đế, chẳng xuất qua là thô sơ giản lược gặp qua một lượng mặt, không có quá thâm nhập tiếp xúc. Quái thiên đế hắc một tiếng cười, nói, Hắc Sơn Quỷ Đế, đã từng liền là hư không quỷ tộc bên trong người, sau này quỷ đạo tổ sư bị sử thần giết chết, hắn sợ hãi chịu liên lụy, liền trốn thoát, đầu nhập vào hắc ám hồn tộc. Luận bối phận, hắn tính là quỷ đạo tổ sư đệ tử đi. Diệp Thần một hồi chấn động, nói, nguyên lai Hắc Sơn Quỷ Đế, trước kia là quỷ đạo tổ sư đệ tử. Quái thiên đế nói, đúng vậy, cái này người tinh thông quỷ thuật, chúng ta có thể phải cẩn thận phòng bị, chớ có lật thuyền trong mương. Nếu là chính diện đối quyết, quái thiên đế, Mạc Cửu Ca, Diệp Thần ba người hợp lại, tự nhiên có thể ổn ép Hắc Sơn Quỷ Đế, nhưng liền sợ đối phương đánh lén ám toán, hoặc là khác làm âm mưu thủ đoạn. Ngay sau đó, ba người chú ý cẩn thận đề phòng, cất bước hướng cổ mộ chỗ sâu bước đi. Theo bọn hắn đi sâu, hoàn cảnh bốn phía càng ngày càng mờ, càng ngày càng u tĩnh. Hoang vu trên đất, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Trầm muộn khí tức bao phủ toàn bộ mộ huyệt, phảng phất có vô số trầm trọng vật thể đặt ở trên người của bọn hắn, khiến cho bọn hắn tiến lên biến đến nặng dị thường cùng chậm chạp. Dần dần, Diệp Thần tại không khí trầm muộn bên trong, cảm nhận được một cỗ dị thường nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, phía trước cũng xuất hiện như thương hải xanh thẳm hào quang. Tại tiến lên một khoảng cách, Diệp Thần ba người tới cổ mộ chỗ sâu nhất mộ thất. Mộ thất to lớn, dùng bảo thạch khảm nạm mái vòm, lộng lẫy, không gian 10 điểm trống trải, không có cái gì dư thừa trang trí, chỉ có từng đầu xích sắt, răng khắp nơi, huyền không treo một người nam tử. Nam tử kia là cái vô cùng thanh tú mỹ thiếu niên, có chút thư hùng chứa biện bộ dáng. Làn da so nữ nhân còn muốn trắng nõn, không có một chút tì vết, óng ánh sáng long lanh như thương hải như ngọc thạch, tóc dài rối tung, mỗi một đầu tóc đều 10 điểm óng ánh, lại giống như là tảo biển tràn ngập sinh cơ.
Diệp Thần con mắt rõ ràng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng cái này mỹ thiếu niên tướng mạo, lại phảng phất dung chuyển hết thảy, in dấu thật sâu ấn đến trong óc của hắn. Hắn trong đầu, xem đến cái này mỹ thiếu niên bộ dáng. Hảo tuấn đẹp thiếu niên. Diệp Thần giật nảy cả mình, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tuấn mỹ như vậy người thiếu niên, lại nhìn không ra nửa điểm tì vết cùng tuế nguyệt hư hại dấu vết. Chỉ bất quá, cái này mỹ thiếu niên, lại là hai con người khép kín, đang ngủ say lấy, cũng không biết lúc nào mới có thể tô tỉnh. Mà lại, tại chung quanh thân thể hắn, có từng sợi xương mù xám, tựa như tuyên cổ mê chướng, chậm rãi lưu chuyển phiêu đãng. Này chút màu xám xương mù, lưu chuyển ở giữa, mơ hồ rõ ràng ra cổ lão hình ảnh, hắc ám, tĩnh mịch, quỷ bí, giống như là thần bí bảo tàng, lại hoặc là quỷ thần chỗ ở. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì, Diệp Thần phảng phất nghe được từng đợt khàn giọng quỷ khóc, còn có oan khuất đau khổ hò hét. Hắn liền là Thủy Tĩnh Nguyên, cửu thiên linh thủy hóa hình, trên thân không có nửa điểm tì vết, chỉnh cỗ thân thể đều là tinh thuần tinh không linh thủy hội tụ mà thành. Mạc Cửu Ca ngắm nhìn Thủy Tĩnh Nguyên, cũng là có chút cảm thán tinh không phía trên, tạo vật vĩ đại. Chỉ bất quá, Thủy Tĩnh Nguyên mặc dù tuấn mỹ, nhưng bây giờ hình dạng của hắn, lại hết sức quỷ dị, bị từng đầu xích sắt treo, quanh người khói xám vung đi không được. Này chút khói xám, là hắn ác mộng. Quái thiên đế con mắt trừng lớn, mồm mép có chút run rẩy, hắn cơn ác mộng này nhân quả khí tức, làm sao thế mà cùng nữ nhi của ta tương thông. Nghe được quái thiên đế lời này, Diệp Thần cùng Mạc Cửu Ca đều ngây ngẩn cả người. Diệp Thần nghĩ tới, quái thiên đế nữ nhi Càn Xương Nguyệt, tựa hồ đã từng rơi vào trong cơn ác mộng. Ngày xưa, Càn Xương Nguyệt ngộ nhập cửu thiên thần tàng bí cảnh, đó là trong truyền thuyết, đại chủ tể cố hương, đại chủ tể ban đầu liền là theo chỗ kia đi ra. Cái kia mảnh cửu thiên thần tàng, nguyên thiên đế, hồn thiên đế, hồng quân lão tổ, Phật tổ đám người, đều nhọc lòng truy tìm qua. Đáng tiếc đều không có tra được chỗ kia hạ lạc. Cái kia tựa hồ là một cái ác mộng cùng không rõ cấm địa, Càn Xương Nguyệt ngộ nhập cái kia mảnh bí cảnh về sau, đạo tâm liền hỏng mất, tinh thần nhận trước nay chưa có trùng kích. Tiền bối, ngươi không nhìn lầm, Thủy Tĩnh Nguyên ăn vào ác mộng, nhưng thật ra là nguồn gốc từ ngươi nữ nhi. Diệp Thần chấn kinh, nếu như đây là thật, cái kia đến cùng là đáng sợ đến bực nào ác mộng, Càn Xương Nguyệt sụp đổ, Thủy Tĩnh Nguyên cũng hỏng mất. Mà Cửu Ca không thể không đưa hắn phong ấn tại nơi này. Quái thiên đế thân thể hơi hơi phát run, giống như là nhìn thấy thế gian nhất chuyện kinh khủng, lắp bắp nói ta không xác định, nơi này, hết sức tà môn. Một khi Thủy Tĩnh Nguyên ác mộng lan tràn, rất có thể sẽ đem chúng ta đều tịch cuốn vào. Mà Cửu Ca gật đầu nói, đúng vậy, Thủy Tĩnh Nguyên ác mộng, mỗi cái kỷ nguyên sẽ bùng nổ một lần, tại hắn ác mộng bùng nổ trước, ta sẽ sớm ra cố phong ấn. Nhưng các người yên tâm, hắn lần sau bùng nổ, ít nhất cũng phải đợi đến vạn năm sau. Quái thiên đế lắc đầu, nói, nơi này khí tức, để cho ta rất bất an, Cửu Ca, chúng ta vẫn là nhanh lên xong xuôi chính sự rời đi. Trong mơ hồ, quái thiên đế phát hiện mình tính sót. Trước đó hắn xem bói cửu tử nhất sinh, nguy hiểm không chỉ là Hắc Sơn quỷ đế, cũng không chỉ là Thủy Tĩnh Nguyên khả năng phát cuồng, còn có Thủy Tĩnh Nguyên ác mộng. Cái này ác mộng. Quả thực là không thể diễn tả khủng bố, thậm chí khả năng cùng cửu thiên thần tàng có quan hệ. Mạc Cửu Ca thấy quái thiên đế như thế ngưng trọng bộ dáng, cảm thấy cũng có chút bất an. Ta đây thay luân hồi chi chủ lấy một giọt nước, chúng ta liền lập tức rời đi. Mạc Cửu Ca móc ra một cái bình, toàn thân lưu ly chế tạo, đang lúc trước dùng để chở cửu thiên linh thủy cái bình. Hắn lại tịnh chỉ làm kiếm, tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia cực kỳ phong duệ rất nhỏ kiếm khí. Tại Thủy Tĩnh Nguyên tóc chung quanh không ngừng khoa tay. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Lấy nước. Mạc Cửu Ca gọn gàng dứt khoát trả lời, Thủy Tĩnh Nguyên chính là cửu thiên linh thủy biến thành, thân thể ẩn chứa dư thừa linh thủy tinh hoa, ta chỉ cần chặt đứt hắn một đầu tóc, liền có thể lấy ra một giọt nước, nhưng nhất định phải cẩn thận, nếu là không cẩn thận đả thương hắn, rất có thể sẽ đưa hắn bừng tỉnh, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thần hiểu được. Nói, thì ra là thế. Chỉ thấy Mạc Cửu Ca cẩn thận vận kiếm, kiếm khí xùy một tiếng, nhẹ nhàng vạch một cái, cắt lấy Thủy Tĩnh Nguyên một đầu tóc, thu đến không trong bình đi. Thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia không trong bình tóc, trong khoảnh khắc hóa thành một giọt nước, óng ánh sáng long lanh như bảo ngọc, từng tia ôn nhuận đầy đủ linh khí, phát ra,
thanh thủy không hương, lại khiến cho người tâm thần thanh thản. Vào tay, Mạc Cửu Ca thuận lợi vào tay một giọt cửu thiên linh thủy, lập tức mừng rỡ, đem cái bình đưa cho Diệp Thần, luân hồi chi chủ, cho ngươi. Diệp Thần cũng là mừng rỡ, tiếp nhận cái bình, lại nghe xùy một tiếng, trong bình giọt kia cửu thiên linh thủy, lại bỗng nhiên bốc hơi. Oanh long long, toàn bộ lòng đất cổ mộ, phát ra một cỗ không giống bình thường chấn động âm thanh, chung quanh nhiệt độ tăng vọt, dị hỏa năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt tràn ngập, để cho người ta hô hấp đều cảm nhận được nghẹt thở. Tại kịch liệt dưới nhiệt độ cao, Mạc Cửu Ca vừa mới vào tay cửu thiên linh thủy, lại cứ như vậy bốc hơi. Đây là huyết linh hỏa trì năng lượng. Diệp Thần nhướng mày, từ chung quanh bão táp nhiệt độ bên trong, hắn bắt được huyết linh hỏa trì dị hỏa năng lượng khí tức, vô cùng hung mãnh, tựa hồ mong muốn đem người đốt thành cho bụi. Tại đây dưới nhiệt độ cao, Diệp Thần cũng không thể không trong đan điền, mở ra thiên hỏa mệnh tinh, mới miễn cưỡng thích ứng chung quanh đột biến hoàn cảnh. Mạc Cửu Ca cùng quái thiên đế đều là thiên đế cường giả, bọn hắn dĩ nhiên có thể tiếp nhận huyết linh hỏa trì dị hỏa nhiệt độ cao, nhưng bỗng nhiên tăng vọt nhiệt độ, làm cho hai người cũng thấy một hồi kinh ngạc. Hỏng bét, kỳ nguyên đại biến làm sao để tới trước? Mạc Cửu Ca triệt để chấn động. Cái gì kỳ nguyên đại biến? Diệp Thần vội vàng hỏi. Mạc Cửu Ca đạo, huyết linh hỏa trì mỗi cái kỷ nguyên, dị hỏa năng lượng đều sẽ bạo động một lần, mà mỗi lần bạo động thời điểm, Thủy Tĩnh Nguyên đều lại nhận cực lớn trùng kích, hắn ác mộng cũng sẽ đi theo bùng nổ. Không đúng, tính toán thời gian, này mỗi cái kỷ nguyên một lần dị hỏa bạo động, ít nhất phải tại vạn năm sau mới sẽ phát sinh a. Làm sao trước thời hạn nhiều như vậy? Mạc Cửu Ca thật sâu kinh hãi, dĩ vãng mỗi lần dị hỏa bạo động, hắn đều sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho bừng tỉnh Thủy Tĩnh Nguyên. Nhưng bây giờ, đột ngột xuất hiện dị hỏa bạo động, lại làm cho hắn thật sâu ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Là Hắc Sơn Quỷ Đế cái kia lão tạp mao, nhất định là hắn dở trò. Quái Thiên Đế sầm mặt lại, mộ thất ban đầu 10 điểm nhẹ nhàng khoan khoái, bởi vì có Thủy Tĩnh Nguyên tồn tại, liền không khí đều mang thương hải xanh thẳm, nhưng bây giờ, này phần nhẹ nhàng khoan khoái, liền biến thành cuồng bạo nóng bỏng, cuồn cuộn sóng nhiệt theo bốn phương tám hướng gào thét tới. Dị hỏa năng lượng sôi trào mãnh liệt, không khí thành dung nham, mỗi hô hít một hơi đều là to lớn tra tấn. Diệp Thần ba người mặc dù có thể tiếp nhận, nhưng trong ngủ mê Thủy Tĩnh Nguyên, lại khó có thể chịu đựng. Chỉ thấy Thủy Tĩnh Nguyên da thịt trắng nõn, biến đến đỏ bừng, mãnh liệt nhiệt độ cao tại thiêu nướng hắn, trên người hắn phát ra suy suy thanh âm, không biết có nhiều ít nguồn nước bị bốc hơi đi. Trong ngủ mê Thủy Tĩnh Nguyên, giống như có cảm giác, biểu lộ trở nên thống khổ dâng lên, giống như cả người tại trong cơn ác mộng người, lọt vào một cái khác trong cơn ác mộng. Quanh người hắn khói xám, cũng là kịch liệt bốc lên, đồng thời sương mù bên trong hình ảnh, trở nên càng thêm quỷ dị cùng âm u, đó là hắn ác mộng khí tượng biểu tượng. Diệp Thần con mắt rõ ràng không nhìn thấy, nhưng hắn lại quỷ dị cảm nhận được cái kia từng bức họa. Vậy thì thật là ác mộng thế giới. Bầu trời khắp nơi đều là âm trầm, rách nát khắp trốn cùng hoang vu, đại địa thành phế tích, khắp nơi đều là tường đổ. Diệp Thần lại thấy một màn trong tấm hình, là một tòa núi hoang trước đứng sừng sững lấy một tấm bia đá, phía trên tuyên khắc lấy cửu thiên thần táng cốc 5 cái chữ lớn màu đỏ quạch. Khi nhìn đến cửu thiên thần táng cốc 5 chữ to về sau, Diệp Thần cơ hồ là trong chốc lát, liền kết luận nơi này, cùng trong truyền thuyết cửu thiên thần tàng có quan hệ. Quái Thiên Đế cũng nhìn thấy khói xám bên trong từng bức họa, hắn cũng chấn kinh, thân thể lạnh cóng, nói, đây là nữ nhi của ta trí nhớ. Là nàng năm đó ngộ nhập cửu thiên thần tàng trí nhớ. Đây là nàng ác mộng. Quái Thiên Đế thanh âm nghe cơ hồ là thét lên, hắn là lần đầu tiên thấy được nữ nhi của mình trí nhớ. Bộ phận này trí nhớ, vô ý bị Thủy Tĩnh Nguyên nuốt ăn, thành hắn ác mộng. Mạc Cửu Ca cũng là gương mặt kinh ngạc, Thủy Tĩnh Nguyên ác mộng trí nhớ. Hắn trước kia chẳng qua là mông lung nhìn thấy, chưa bao giờ như hôm nay thấy rõ ràng như vậy. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì, điều này đại biểu lấy Thủy Tĩnh Nguyên ác mộng, sắp bạo phát, một khi ác mộng bùng nổ, rất có thể sẽ đưa hắn cùng Quái Thiên Đế còn có Diệp Thần, đều bao phủ vào trong cơn ác mộng. Ta mau mau đến xem nữ nhi của ta. Quái Thiên Đế gần như mất khống chế, hắn quan tâm nữ nhi, thấy nữ nhi trí nhớ hình ảnh, không thể kìm được, thân thể lóe lên. Thế mà trực tiếp trốn vào khói xám bên trong, chủ động tiến vào cái kia ác mộng thế giới. Quái Thiên Đế đại nhân. Mạc Cửu Ca kinh hãi,
muốn đem quái thiên đế kéo trở về, lại đã chậm. Hắn lại bước vào trong cơn ác mộng. Diệp thần cũng cảm giác được kinh biến, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Luân hồi chi chủ, người mau vào đi cứu người. Người luân hồi đạo tâm cứng cỏi, ác mộng vô pháp ăn mòn ngươi, xin nhờ ngươi đem quái thiên đế đại nhân cứu ra. Mạc Cửu Ca vội vàng nói, với hắn mà nói, quái thiên đế cũng vừa là thầy vừa là bạn, hắn có thể không thể nhìn quái thiên đế xảy ra chuyện. Dị hỏa bạo động, Hắc Sơn quỷ đế nhanh đến, thậm chí Thủy Tĩnh Nguyên cũng nhanh tô tỉnh. Diệp thần thần trương tình rất nặng nề, thấy đủ loại không ổn. Nơi này giao cho ta, người đem quái thiên đế đại nhân cứu ra là được. Mạc Cửu Ca dứt khoát nói. Diệp thần tâm bên trong khẽ động, kỳ thật trước mắt này mảnh ác mộng thế giới, cùng cửu thiên thần tàng có quan hệ, hắn hứng thú cũng 10 điểm nồng đậm. Nếu có thể nhìn thấy sau lưng bí mật, thậm chí có cơ sẽ biết đại chủ tể lai lịch. Đương nhiên, đối Diệp thần tới nói, so với đại chủ tể bí mật, hắn càng muốn biết tinh không bỉ ngạn bí mật. Cái kia cửu thiên thần tàng, rất có thể cùng tinh không bỉ ngạn có quan hệ. Nghĩ như vậy, Diệp thần thân thể lóe lên, cũng tiến vào cái kia ác mộng khói xám thế giới bên trong. Tại Diệp thần cũng tiến vào ác mộng thế giới về sau, trong mộ thất, chỉ còn lại có Mạc Cửu Ca một người. Dị hỏa bạo động càng ngày càng mãnh liệt, chung quanh nhiệt độ cấp tốc tăng vọt, Mạc Cửu Ca đánh xuất ra đạo đạo ấn quyết, thủ hộ bốn phía, chờ lấy Diệp thần cùng quái thiên đế ra tới. Diệp thần tiến vào ác mộng thế giới về sau, đầu tiên thấy, liền là một vùng tăm tối tĩnh mịch sơn cốc, cửa vào sơn cốc chỗ đứng sừng sững lấy bia đá, phía trên tuyên khắc lấy cửu thiên thần táng cốc năm chữ to. Đích thân tới kỳ cảnh thấy, Diệp thần nội tâm rung động, càng là mãnh liệt. Tại đây mảnh ác mộng thế giới bên trong, Diệp thần ánh mắt không hề bị ngăn, thị lực khôi phục, hắn có khả năng thấy rõ hết thảy chung quanh. Hắn thấy cái kia cửu thiên thần táng cốc bên trong, là một màn vô cùng hùng vĩ kỳ cảnh, chỉ thấy từng chiếc chiến thuyền, từng chiếc cự hạm, toàn bộ rách nát đứt gãy, như mộ bia cắm ngược ở sơn cốc các nơi, hắc ám khí tức âm xâm gào thét tới, khiến cho người không rét mà run. Diệp thần thấy trước mắt kỳ cảnh, cũng là ngạc nhiên. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng. Ngàn chiếc vạn chiếc cự hạm thuyền lớn, có rất nhiều sắt thép rèn đúc, có rất nhiều linh mộc chế tạo thành, còn có rất nhiều dùng bạch cốt tạo hóa mà thành, nhưng đều không ngoại lệ, này chút cự hạm toàn bộ hủy diệt, như là từng khối to lớn mộ bia, cắm ngược ở trên mặt đất, làm cho phiến thiên địa này lộ ra đến vô cùng quỷ dị cùng hoang vu, chỉ có tiếng gió ô ô. Diệp thần thấy quái thiên đế liền đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ, cũng là kinh ngạc nhìn xem trước mặt kỳ cảnh. Quái thiên đế tiền bối. Diệp thần nhẹ giọng kêu gọi một thoáng. Chỉ thấy quái thiên đế giật mình nếu như mất, không ngừng tự lẩm bẩm, thì ra là thế, thì ra là thế. Diệp thần liền vội hỏi, tiền bối, ngươi hoàn toàn thanh tỉnh sao? Ngươi đều nhìn thấy cái gì? Nghe được Diệp thần hỏi thăm, quái thiên đế quay đầu, cười khổ một tiếng, phảng phất già nua vô tận kỷ nguyên, thở dài nói, ta hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng ta đã sắp chết. Diệp thần ngạc nhiên nói, vì cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quái thiên đế nói, ta thấy được đại chủ tể đi qua, ta thậm chí suy tính đến tên của hắn, ta đã xúc phạm cấm kỵ, sống không được bao lâu. Diệp thần chấn động trong lòng, nói tiền bối, người đến cùng nhìn thấy cái gì? Quái thiên đế dò xét Diệp thần liếc mắt, ánh mắt ngươi tốt. Diệp thần nói, không có, chẳng qua là tại đây mảnh ác mộng thế giới bên trong, không bị ảnh hưởng. Tiền bối, người đến cùng nhìn thấy cái gì? Này cửu thiên thần tàng, thật sự là đại chủ tể cố hương. Diệp thần nhìn trước mắt cửu thiên thần táng cốc, cái kia từng chiếc đứt gãy hủy diệt to lớn thuyền, như mộ bia cắm ngược lấy, tràng diện hùng vĩ dị thường. Rất khó tưởng tượng, nơi này thế mà lại là đại chủ tể cố hương. Quái thiên đế cũng ngắm nhìn những cái kia đứt gãy bỏ hoang thuyền, nói, người biết những này là cái gì? Diệp thần nói, là cái gì, liền là thuyền. Quái thiên đế gật gật đầu, lại lắc đầu nói, là thuyền, nhưng không phải bình thường thuyền, là tinh không bỉ ngạn phía trên đồ vật, gọi chung là tận thế phương chu. Diệp thần kinh ngạc, tận thế phương chu. Quái thiên đế nói, đúng vậy. Ta cái gì đều suy tính ra. Tinh không bỉ ngạn rơi vào hắc ám, bị mục nát cùng rách nát bao phủ, cái kia cái gọi là trung cực thế giới, đã sớm thành một mảnh tận thế, không có chỗ có khả năng dừng chân. Tinh không phía trên sinh linh, vì sinh tồn, bọn hắn chế tạo ra từng chiếc tận thế phương chu,
ngay tại Phương Chu thượng cư ở tu luyện. Nhưng Phương Chu cũng không phải tuyệt đối an toàn, mục nát cùng hắc ám năng lượng quá kinh khủng, bao phủ hết thảy, từng chiếc to lớn Phương Chu bị hắc ám ăn mòn, triệt để đứt gãy tan tác, rơi xuống tại trên mặt đất đen tối. Này cửu thiên thần táng cốc, liền là mai táng đại lượng tận thế Phương Chu nghĩa địa. Này chút phương trên đò, có thể sẽ có tinh không bị ngạn sinh linh hài cốt, sẽ còn thật nhiều chủ thế giới không có thiên tài địa bảo, cho nên này mảnh nghĩa địa, có thể nói là bảo tàng. Cái này là cửu thiên thần tàng lai lịch. Diệp thần ngẩn ngơ, tinh không sa đọa, vì cầu sinh tồn, chế tạo Phương Chu đối kháng tận thế, hình tượng này chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta thấy một hồi mênh mông nghẹt thở, tràng diện quá lớn. Trước mắt hắn sơn cốc, mỗi một chiếc thuyền, khả năng đều ký thác một chủng tộc tuyệt địa cầu hy vọng sống sót, nhưng này chút hy vọng cùng hỏa chủng, toàn bộ dập tắt. Phương Chu hủy diệt, nguyên lai đây chính là ác mộng sao? Diệp thần thì thào nói nhỏ. Quái thiên đế nói, không, đây chỉ là hủy diệt kết cục, cũng không là ác mộng. Chân chính ác mộng, là hủy diệt quá trình. Diệp thần yên lặng, hủy diệt, quá trình. Quái thiên đế nói, đúng, tinh không phía trên vô số chủng tộc, hao hết vô số tâm huyết tạo ra tận thế Phương Chu, đại lượng rơi vỡ ngã xuống, tinh không phía trên hắc ám thật là đáng sợ, hắc ám hủy diệt quá trình, mới thật sự là lớn ác mộng. Chúng ta chỉ có thấy được Phương Chu ngã xuống kết cục, nhưng không có trải qua hủy diệt quá trình, nữ nhi của ta khẳng định là thấy qua, cho nên nàng điên rồi. Thủy Tĩnh Nguyên cũng đã gặp, cho nên hắn cũng điên rồi. Diệp thần suy nghĩ xuất thần, lại hỏi cái này cùng đại chủ tể có quan hệ gì? Chẳng lẽ đại chủ tể là tinh không bỉ ngạn bên trên người? Hắn cũng có tận thế Phương Chu sao? Thậm chí, hắn Phương Chu cũng vẫn lạc. Quái thiên đế trên mặt lộ ra một vệt thần sắc thống khổ, nói ta không thể nói, ta sợ sẽ hại chết ngươi. Đại chủ tể tại hắn đi qua trải qua bên trong, ra chỉ đủ loại cấm kỵ, bất luận cái gì mong muốn nhìn trộm hắn người trong quá khứ, đều sẽ phải gánh chịu thiên phạt vận rủi, chết không yên lành. Ta cưỡng ép suy tính, thấy được hắn đi qua, ta đã chọc giận tới hắn, vận rủi ra thân, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng một chút, quái thiên đế lại là thoải mái. Nói, bất quá, có thể nhìn thấy tinh không phía trên một tia huyền bí, ta mặc dù chết cũng không hối tiếc, chỉ tiếc không thể thấy nữ nhi của ta phục sinh. Diệp thần cắn răng nói, tiền bối, ngươi yên tâm, ngươi cùng ta kết thiện duyên, ta sẽ không để cho ngươi chết. Coi như ngươi xúc phạm đại chủ tể cấm kỵ, ngươi cũng không cần chết, ta muốn bảo tồn tính mệnh của ngươi. Diệp thần là theo quái thiên đế trong miệng, mới biết tận thế Phương Chu sự tình. Có thể nắm giữ nhiều một chút tinh không bị ngạn manh mối, đối với hắn tương lai trưởng thành có tác dụng cực lớn. Hắn tự nhiên không thể nhìn quái thiên đế chết đi. Ta bằng vào ta thiên hỏa mệnh tinh, bảo hộ ngươi, chỉ cần ta thiên hỏa mệnh tinh bất diệt, ngươi sẽ không phải chết. Diệp thần tế ra thiên hỏa mệnh tinh, chiếu sáng toàn bộ cửu thiên thần táng cốc, mênh mông liệt hỏa tinh thần, vô cùng sáng chói, rực rỡ chói mắt, đem cửu thiên thần táng cốc rất nhiều hắc ám, cũng là toàn bộ xua tán đi. Quái thiên đế nhìn xem ngày đó hỏa mệnh tinh, cảm thấy mình vận mệnh, phảng phất cùng này ngôi sao liên kết ở cùng nhau, vận rủi toàn bộ tiêu tán, nội tâm của hắn vô cùng kích động, bịch một tiếng liền cho Diệp thần quỳ xuống, nói. Luân hồi chi chủ, ngươi quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Ta nếu không chết, về sau liền đầu nhập vào ngươi luân hồi trận doanh. Diệp thần nói, tiền bối, trước dâng lên lại nói. Hắn đem quái thiên đế đỡ dậy. Chúng ta vẫn là mau đi ra, nơi này cuối cùng không thể ở lại lâu. Quái thiên đế gật gật đầu, móc ra một phần bản vẽ, giao cho Diệp thần, nói, đây là ta vừa mới hao phí lớn lao tâm huyết, suy tính ra được Phương Chu bản vẽ. Diệp thần bày ra xem xét, chỉ thấy bản vẽ này giấy, miêu tả lấy một chiếc chiến thuyền chế tạo chi pháp, tên gọi Thiên Quang Trục Nhật. Đây là, tận thế Phương Chu bản vẽ. Diệp thần một hồi kỳ lạ. Quái thiên đế nói, đúng vậy, cửu thiên thần táng cốc chôn giấu lấy ngàn ngàn vạn vạn chiếc Phương Chu, bản vẽ theo thuyền ngã xuống, đều đã mất đi, ta là đẩy ngược thiên cơ, may mắn nhìn trộm đến một chiếc Phương Chu chế tạo bản vẽ. Chiếc này Phương Chu, tên là Thiên Quang Trục Nhật, dùng tốc độ lấy xưng, như thiên quang truy đuổi liệt nhật, nếu là ngươi có thể chế tạo ra đến, làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều, hơn nữa còn có khả năng tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Cùng người chiến đấu thời điểm. Thôi động thiên quang trục nhật hãm giết đi qua, có thể không có mấy người có thể chịu được. Diệp thần tâm bên trong khẽ động,
cũng biết này bản vẽ bất phàm, lúc này nhận, nói, đa tạ tiền bối đưa tặng, chỉ tiếc ta bây giờ, trong tay cũng không có đầy đủ tài nguyên, đi chế tạo chiếc này thiên quang trục nhật hạm. Quái thiên đế nói, không sao, từ từ sẽ đến cũng được, tinh không phía trên tận thế phương chu, đều có tác dụng lớn, tương lai coi như mạt pháp tái nhập, người có một chiếc phương chu, liền có thể bảo tồn tính mệnh đạo thống. Diệp thần gật đầu, tại nhận lấy phương chu bản vẽ về sau, liền thôi động thiên hỏa mệnh tinh, chiếu phá này mảnh ác mộng thế giới, mang theo quái thiên đế, về tới hiện thực. Trở lại hiện thực trong nháy mắt, Diệp thần chính là cảm nhận được trước nay chưa có nóng bỏng, dị hỏa năng lượng bạo động, đã đến cực hạn, trong không khí chảy xuôi theo hỏa diễm, trong ngọn lửa thậm chí ngưng kết ra rất nhiều cổ quái ma thần cái bóng. Chỉ thấy Mạc Cửu Ca đầu đầy mồ hôi, bố trí xuống cấm chế dày đặc phòng ngự, nghĩ hết biện pháp ngăn cách hỏa khí, miễn cho Thủy Tĩnh Nguyên chịu ảnh hưởng. Nhưng Thủy Tĩnh Nguyên tình huống, lại là không thể lạc quan, da của hắn đã như than lửa đốt đỏ, trên thân từng sợi hắc sắc ma khí không ngừng quấn quanh. Luân hồi chi chủ, quái thiên đế đại nhân, các ngươi ra đến rồi. Mạc Cửu Ca nhìn thấy hai người ra tới, trong lòng vui vẻ. Nhưng vui sướng tâm tình, lóe lên một cái rồi biến mất, hiện tại hắn phải đối mặt cục diện, lại là vô cùng gian nan. Cửu Ca, tình huống thế nào? Quái thiên đế hỏi. Mạc Cửu Ca khẽ cắn môi, nói, không tốt lắm, huyết linh hỏa chỉ ban đầu có trận pháp trấn thủ, sẽ không tùy tiện bạo động, nhưng bây giờ, cái kia trận pháp đã bị Hắc Sơn Quỷ Đế hủy đi, huyết linh hỏa chỉ mất đi hết thảy trật tự, trở nên vô cùng bạo loạn, chúng ta chỉ sợ không chịu được nữa bao lâu. Trước đó Lạc Trạm âm thầm đầu phục Hắc Ám hồn tộc, tiết lộ hết thảy cơ mật, cho nên hiện tại huyết linh hỏa trì mới có thể lâm vào bạo động. Thủy Tĩnh Nguyên muốn tỉnh sao? Quái thiên đế nhìn xem Thủy Tĩnh Nguyên, chỉ thấy buộc chặt Thủy Tĩnh Nguyên từng đầu xích sắt, tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, đã toàn bộ biến đỏ bừng. Trong ngủ mê Thủy Tĩnh Nguyên, trên mặt cũng mang theo một vệt thống khổ, tựa hồ sắp thức tỉnh. Không thể để cho hắn tỉnh lại, bằng không hắn điên cuồng phía dưới, ngay cả chúng ta đều muốn giết. Mạc Cửu Ca lớn tiếng nói, hắn biết Thủy Tĩnh Nguyên đáng sợ, một khi điên cuồng bạo tẩu, hắn cùng quái thiên đế cộng lại đều ngăn không được. Cái kia muốn làm sao? Giết hắn sao? Hắn là cửu thiên linh thủy hóa thân, cửu thiên linh thủy không hao hết, hắn là không chết được a. Quái thiên đế lông mày cau chặt, cũng thấy Thủy Tĩnh Nguyên là quả bom hẹn giờ. Diệp thần đề nghị, muốn không mang theo hắn rời đi. Mạc Cửu Ca lắc đầu nói, không được, chỉ có nơi này, mới có thể trấn áp được hắn tinh thần. Quái thiên đế hừ một tiếng, nói, nếu hắn đều là muốn tỉnh lại, vậy còn không bằng trước từ trên người hắn, lấy ra một bộ phận cửu thiên linh thủy, trị liệu luân hồi chi chủ con mắt. Ta tin tưởng, chỉ cần luân hồi chi chủ, đạo thống khôi phục hoàn chỉnh, hắn nhất định có biện pháp, có thể giải quyết hết thảy. Quái thiên đế thanh âm hồng trung đại lữ, đối Diệp thần có to lớn lòng tin. Diệp thần nói, khục, tiền bối, ta không có người nghĩ đến lợi hại như vậy. Quái thiên đế nói, không, luân hồi chi chủ, ta tin tưởng ngươi. Ta trước giúp ngươi khôi mắt kép. Kiếm tới. Tiếng nói vừa ra, quái thiên đế đột nhiên tế ra nhất kiếm, trực tiếp chém về phía Thủy Tĩnh Nguyên cánh tay. Một màn này nổi lên biến cố, Diệp thần cùng Mạc Cửu Ca đều là giật nảy cả mình. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, quái thiên đế hung hăng nhất kiếm, đem Thủy Tĩnh Nguyên một nửa cánh tay phải chạm gãy xuống. Không. Mạc Cửu Ca run sợ kinh hô, lại cũng không ngăn trở kịp nữa. Chỉ thấy Thủy Tĩnh Nguyên một nửa cánh tay phải bị chém đứt, còn không có rơi xuống đất, liền hòa tan thành từng sợi tinh thuần óng ánh, vô cùng trong suốt nguồn nước. Há mồm. Quái thiên đế một tiếng quát khẽ, vung tay lên, từng sợi cửu thiên linh thủy, liền hướng về Diệp thần rót vào. Diệp thần há mồm tiếp nhận, từng sợi cửu thiên linh thủy, dọc theo cổ họng của hắn, tiến vào bụng của hắn trong đan điền. Xoạt! Đại lượng cửu thiên linh thủy tiến vào, lập tức làm cho Diệp thần toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, vô cùng dễ chịu, có một cỗ thấu tâm mát mẻ, mình mông linh khí ở trong người tan ra. Tốt sư thừa linh khí! Diệp thần kinh hỉ, đem trong đan điền, cửu thiên linh thủy linh khí, vận chuyển tới trên hai mắt. Chỉ một thoáng, hắn liền thấy con mắt hơi lạnh, sau đó là một cỗ máu nóng lưu chuyển nóng bỏng cùng ấm áp. Diệp thần đem quấn ở hai mắt bên trên đen gấm cởi ra, hai đạo kim quang, liền theo ánh mắt hắn bên trong bắn ra tới, tựa như có thể xỏ xuyên qua tinh không vạn cổ, cuồn cuộn rực rỡ, bàng bạc luân hồi khí biểu lộ ra.
Tại cửu thiên linh thủy tẩm bổ dưới, Diệp Thần hai mắt, trong nháy mắt liền khôi phục, ánh mắt thậm chí so trước kia còn muốn rõ ràng, phá rồi lại lập. Luân hồi chi chủ, chúc mừng, người con mắt cuối cùng khôi phục. Quái thiên đế vui mừng quá đỗi, mặt mũi tràn đầy xúc động. Diệp Thần đạo thống khôi phục, hắn tin tưởng tất cả vấn đề, đều có thể giải quyết dễ dàng. Nữ nhi của hắn Càn Xương Nguyệt, cũng nhất định có khả năng phục sinh. Răng rác. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, tại hai con ngươi khôi phục về sau, hắn cũng là thấy tất cả lực lượng đều trở về, nội tâm máu nóng khuấy động. Nhưng, một bên mà cửu ca, lại là mang theo kinh dị chi sắc, không có bao nhiêu vui sướng, nói. Các ngươi chặt đứt Thủy Tĩnh Nguyên cánh tay, hắn muốn nổi khùng đi. Chỉ thấy bị từng đầu xích sắt buộc chặt, trong ngủ mê Thủy Tĩnh Nguyên, tại bị chém đứt một nửa cánh tay về sau, ngũ quan liền kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Sau đó theo trong ngủ mê mở hai mắt ra. Hắn một mở hai mắt ra, cuồn cuộn rộng rãi nước đạo linh khí, liền điên cuồng nổ tung lan tràn. Xoạt, xoạt, xoạt. Hư không vặn vẹo, hóa ra một mảng lớn thương hải, đại dương mênh mông chảy ngang, kinh đào hải lãng. Vừa mới vẫn là bị dị hỏa năng lượng bao trùm mộ thất, giờ phút này theo nóng bỏng trở nên ẩm ướt, cuồn cuộn đều là cửu thiên linh thủy năng lượng. Nhưng trong đó mang theo Thủy Tĩnh Nguyên bạo động ý chí, vô pháp hấp thu. Ao ao ao. Thủy Tĩnh Nguyên nâng lên tay cụt, gãy mất cánh tay nặng mới sinh thành, làn da theo trắng nõn biến thành thương hải xanh thẳm. Một cỗ biến cổ lão thương hải khí chiều, từ trên người Thủy Tĩnh Nguyên tản ra, kinh động chư thiên vạn giới, hư không sâu xa, bát hoang thập địa, đại dương vô tận cùng bầu trời, vô tận đại địa sơn nhạc chỗ sâu, vô số lắng động vĩ đại năng lượng, đảo dũng mãnh tiến ra. Toàn bộ hội tụ ở trên người hắn. Thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, vặn vẹo không gian, hóa thân thành mấy ngàn trượng cao cự thần, một tôn thương hải cự thần, toàn thân làn da xanh thẳm, mọc ra ngàn trượng tóc dài, tung bay xóa, khuôn mặt tuấn mỹ đến siêu nhiên tuyệt thế, toàn thân nhấp nhô từng con cự kình, răng cá mập, thủy viên, xứ các loại dị tượng. Cảm nhận được Thủy Tĩnh Nguyên bạo động ý chí, còn có hắn bộc phát ra khí thế hung mãnh, quái thiên đế cùng mà cửu ca đều là kinh hãi. Nhưng Diệp Thần vẻ mặt lại là bình tĩnh, tại con mắt khôi phục về sau, hắn cảm giác với bản thân có khả năng chúa tể hết thảy, coi như đứng trước hung ác hơn nữa nguy hiểm, cũng sẽ không có mảy may e ngại. Luân hồi chi chủ, là ngươi đánh thức ta. Ra ngoài ý định, Thủy Tĩnh Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Thần, mở miệng nói chuyện, tiếng nói lại hết sức bình tĩnh cùng trang nghiêm, không có cái gì táo bạo bộ dáng. Nhưng này bình tĩnh lời nói sau lưng, lại tựa hồ như ẩn giấu đi một vệt tâm chết vẻ bi thương. Đúng, người đạo tâm hình như có vặn vẹo, ta có thể giúp ngươi trùng kiến trật tự. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng đáp lại, quái thiên đế mặc dù vừa mới chặt đứt Thủy Tĩnh Nguyên nửa cánh tay, nhưng người sau sinh mệnh lực dị thường rồi rào thâm hậu, hoàn toàn sẽ không nhận tổn thương. Diệp Thần có thể cảm giác được, Thủy Tĩnh Nguyên mặt ngoài cũng không có bị thương, chẳng qua là đạo tâm tinh thần bao phủ một cỗ khói mù, lộ ra vô cùng bi thương. Không cần, ta đạo tâm tinh thần, không có vặn vẹo, chẳng qua là thấy được tinh không phía trên chân tướng. Hết thảy cuối cùng rồi sẽ quy về hắc ám, cái gọi là phồn vinh cùng trật tự, bất quá giây lát giấc mộng. Thế gian đủ loại, đều là mộng huyễn phao ảnh. Các ngươi, Thủy Tĩnh Nguyên tầm mắt quét mắt Diệp Thần, quái thiên đế, mà cửu ca ba người. Cũng cùng ta cùng nhau quy về tịch diệt đi, chỉ có hắc ám mới là vĩnh hằng. Thủy Tĩnh Nguyên tiếng nói vừa ra. Trong tay thủy triều bạo động, hóa ra một thanh hải thần tam xoa kích, ngàn trượng trường kích phá không, quét ngang vạn dặm, hướng về Diệp Thần ba người cuồng quét mà đi. Đây là thiên đế cấp mạnh mẽ công kích, bất quá Diệp Thần sớm có đoán trước, chờ Thủy Tĩnh Nguyên động thủ trong nháy mắt, hắn liền vận chuyển thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, ở sau lưng soạt một tiếng, triển khai một đôi hỏa diễm cánh, chấn xí tránh ra. Mạc cửu ca cùng quái thiên đế, cũng là có chút chật vật né tránh. Thủy Tĩnh Nguyên là cửu thiên linh thủy biến thành, thực lực vô cùng mạnh mẽ, so với bình thường thiên đế còn muốn hung mãnh rất nhiều. Oanh long long, hắn trường kích quét qua, cổ mộ khắp nơi sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung, không gian sụp đổ, tràng diện hạo đại. Tâm của ngươi đã chết, ngươi nhìn thấy tận thế phương chu số mệnh phải chết đi, dùng là tất cả đều muốn vẫn diệt, không khỏi quá mức bi quan. Ta ban thưởng ngươi chúc phúc, bằng vào ta thần giáp mệnh tinh. Hộ ngươi đạo tâm bất hủ. Diệp Thần phát ra to ngâm sướng, hắn biết Thủy Tĩnh Nguyên đạo tâm đã chết, mong muốn cứu vớt hắn,
chỉ có trước bảo vệ đạo tâm của hắn. Ngay sau đó, Diệp Thần vung tay lên, tinh hằng chi thạch bay ra, đó là thần giáp mệnh tinh một mảnh vụn. Tinh hằng chi thạch bắn về phía Thủy Tĩnh Nguyên cái trán, Thủy Tĩnh Nguyên ngẩn ngơ, tựa hồ cảm giác được Diệp Thần thiện ý, không có phản kháng. Bộp một tiếng, tinh hằng chi thạch khảm nạm đến Thủy Tĩnh Nguyên trên trán, hắn hai con ngươi bình tĩnh trở lại, không nữa bạo động, thả ra trong tay trường kích, thân thể cũng thu nhỏ hồi trở lại dáng dấp ban đầu, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, tự lẩm bẩm. Trung cực vận mệnh, là quang minh, vẫn là hắc ám. Tinh không hủy diệt, còn có cứu vớt khả năng. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, những vấn đề này, ta không thể trả lời ngươi, ta chỉ biết là, thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên, vô luận đối mặt hạng gì khốn cảnh, tổng không thể buông tha chờ chết. Thủy Tĩnh Nguyên thần sắc ngốc trệ, như có điều suy nghĩ, kinh ngạc nói không ra lời. Diệp Thần chuyển hướng Mạc Cửu Ca đạo, hắn từng trải qua ác mộng, thấy ngàn ngàn vạn vạn chiếc phương chu, theo tinh không phía trên rơi xuống thảm đạm hình ảnh, đạo tâm vì vậy bị long đong, lâm vào bi quan. Ta thần giáp mệnh tinh, có thể tạm thời bảo hộ hắn, nhưng này dù sao cũng là ta đồ vật, người khác không cách nào dung hợp tiếp nhận. Chúng ta cần nghĩ biện pháp khác, trùng kiến hắn đạo tâm trật tự. Luân hồi thất tinh là luân hồi đạo thống hạch tâm đồ vật, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, ngoại nhân không cách nào dung hợp tương quan đồ vật. Cho nên Diệp Thần thần giáp mệnh tinh, chỉ có thể tạm thời bảo hộ Thủy Tĩnh Nguyên, vô pháp kéo dài quá lâu. Thủy Tĩnh Nguyên nghĩ chân chính khôi phục lời, cần mặt khác nghĩ biện pháp, trùng kiến đạo tâm trật tự. Mạc Cửu Ca cùng Quái Thiên Đế cũng là ngơ ngác nhìn Diệp Thần, vừa mới Diệp Thần tại trong lúc nhấc tay, liền khống chế lại tràng diện, tránh khỏi Thủy Tĩnh Nguyên bạo tẩu, trong lòng bọn họ vô cùng bội phục. Tuy nói Diệp Thần mặt ngoài tu vi, chẳng qua là thần đạo cảnh 6 tầng trời. Nhưng hắn nắm giữ đủ loại thủ đoạn, lại là vượt xa người thường. Đặc biệt là tại hai mắt khôi phục về sau, Diệp Thần chỗ tản ra cái kia cỗ tự tin cùng thong dong, làm cho Mạc Cửu Ca cùng Quái Thiên Đế cũng là ngưỡng mộ sùng bái không thôi. Mạc Cửu Ca hỏi, luân hồi chi chủ, người có gì diệu kế? Diệp Thần cười cười, nói Thánh Thiên Đế, chính như lời ngươi nói, muốn trùng kiến Thủy Tĩnh Nguyên đạo tâm trật tự, cần hiến tế một cái Thiên Đế. Ta xem nơi này liền có một cái Thiên Đế, thích hợp cực kỳ. Mạc Cửu Ca cùng Quái Thiên Đế nhìn nhau, trong lòng hai người đồng thời toát ra bốn chữ. Hắc Sơn Quỷ Đế. Nếu như có thể bắt lấy Hắc Sơn Quỷ Đế, liền có thích hợp hiến tế đồ vật. Hắc Sơn Quỷ Đế, trốn trốn tránh tránh nhưng là không còn ý tứ, cút ra đây đi. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt lãnh khốc đường cong, thiên hỏa mệnh tinh quán chú song đồng, hắn đồng tử giấy lên liệt hỏa. Xỏ xuyên qua tầng tầng hư không. Cuối cùng, một đạo dấu ở nơi xa trong hư không bóng người, mạnh mẽ bị Diệp Thần soi ra tới. Đó là một cái ông lão mặc áo bào đen, toàn thân tản ra xâm nghiêm quỷ khí, từng khỏa đầu lâu bao quanh thân thể của hắn, chính là Hắc Sơn Quỷ Đế. Diệp Thần con mắt híp lại, đánh giá Hắc Sơn Quỷ Đế. Hắn xưa đâu bằng nay, ánh mắt so trước kia mở rộng rất nhiều, bây giờ từ trên người Hắc Sơn Quỷ Đế. Hắn liền bắt được một vệt đặc thù nhân quả nhiên cùng hư không quỷ diện có quan hệ. Hắc Sơn Quỷ Đế, đây là lục đạo cổ thần bên trong, hư không quỷ diện đệ tử, đã từng là hư không quỷ tộc người. Hắc hắc, luân hồi chi chủ ánh mắt quả nhiên độc ác, nhanh như vậy liền đem ta tìm đến. Hắc Sơn Quỷ Đế âm nở nụ cười âm u, hắn một mực ẩn nấp lấy, ban đầu tính toán đợi cơ hội động thủ lần nữa, nhưng bây giờ lại bị Diệp Thần hiểu rõ. Các ngươi nhiều người. Ta cũng không phải địch thủ. Hắc hắc, bất quá ta cũng có người, Cửu Thiên Linh Thủy, người nhanh chóng động thủ, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Hắc Sơn Quỷ Đế lấy ra một cái quỷ dị chuông lục lạc, trong tay lay động một thoáng, đinh linh linh phát ra nhiếp hồn ma âm. Đây là hắn độc môn pháp bảo, gọi nhiếp hồn ma linh, có thể điều khiển người hồn phách, chỉ cần đạo tâm không kiên người, đang nghe nhiếp hồn ma linh thanh âm về sau, liền sẽ bị khống chế, mất đi chính mình linh hồn. Thủy Tĩnh Nguyên đạo tâm bị long đong, đang có bị điều khiển nguy hiểm. Không tốt. Đang nghe Hắc Sơn Quỷ Đế nhiếp hồn ma âm về sau, Mạc Cửu Ca cùng Quái Thiên Đế đều là sắc mặt đại biến. Nhưng Diệp Thần lại bình tĩnh tự nhiên. Chỉ thấy Thủy Tĩnh Nguyên nghe được tiếng chuông về sau, ngẩng đầu mờ mịt nhìn Hắc Sơn Quỷ Đế liếc mắt, sau đó lại cúi đầu, như pho tượng yên lặng bất động. Ngô, chuyện gì xảy ra? Hắc Sơn Quỷ Đế thấy thế, biến sắc. Lại mãnh liệt lung lay nhiếp hồn ma linh, phát ra càng lớn thanh âm,
nhưng vẫn không có mảy may hiệu quả, Thủy Tĩnh Nguyên căn bản không nhận hắn điều khiển. Diệp Thần mỉm cười nói, hắn đạo tâm chịu ta bảo hộ, ngươi nếu có thể đột phá ta thần giáp mệnh tinh phòng ngự, ta nắm ta đầu chặt đi xuống cho ngươi. Diệp Thần cái kia thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ, còn khảm nạm trên trán Thủy Tĩnh Nguyên, hình thành kiên cố phòng ngự, Hắc Sơn Quỷ Đế mong muốn đột phá, tuyệt đối không thể. Đáng chết tiểu tử. Hắc Sơn Quỷ Đế thẹn quá hóa giận, thân thể bùng lên, tay cầm như quỷ chảo giết ra, trực tiếp hướng về Diệp Thần đầu chộp tới. Cẩn thận. Mạc Cửu Ca tay mắt lanh lẹ, vội vàng phi thân mà ra, ngăn tại Diệp Thần trước mặt, Thiên Đế phù văn hóa kiếm, ngăn trở Hắc Sơn Quỷ Đế lợi chảo. Diệp Thần hướng lui về phía sau mấy bước, dùng trước mắt hắn tu vi, muốn đối chiến Hắc Sơn Quỷ Đế, tự nhiên là không thể nào, nhưng hắn cũng không hoảng loạn, hắn có thủ đoạn có khả năng trợ chiến. Thánh Thiên Đế, ta cũng ban thưởng ngươi chúc phúc, ban thưởng ngươi luân hồi thánh bảo thủ hộ, ngươi nhanh chóng chu diệt Hắc Sơn Quỷ Đế. Diệp Thần bàn tay xòe ra, liền gọi ra luân hồi thiên quốc, phía trên một tòa rộng rãi thần thánh thành bảo, bỏ ra rực rỡ cái bóng, hóa thành chiến bào, bao trùm tại Mạc Cửu Ca trên thân. Đó là thiên ma cổ bảo, tại Diệp Thần luân hồi khí vần quanh dưới, đã trải qua trở nên vô cùng thần thánh, thành luân hồi thánh bảo. Mạc Cửu Ca đạt được luân hồi thánh bảo trợ lực, lập tức thấy lực lượng tăng gấp bội, tựa như vạn pháp bất xâm, hắn tinh thần vô cùng phấn chấn, liền nhất kiếm hướng hư không quỷ đế đâm tới. Thiên đế trảm long quyết. Mạc Cửu Ca chỗ làm kiếm pháp, chính là tam thập tam thiên thần thuật bên trong thiên đế trảm long quyết, kiếm đạo của hắn tạo nghệ, thậm chí siêu việt ngày xưa hạo thiên nho thánh, tận đến thánh nhân giáo hóa lớn tinh túy áo nghĩa, nhất kiếm ra, muôn vàn phù văn phun trào. Mình mông trật tự cùng uy áp lực lượng, đều biểu lộ ra. Ác quỷ quấn thân. Hắc Sơn Quỷ Đế thấy Mạc Cửu Ca kiếm thế hung hãn, nên cũng không dám lãnh đạm, thả ra một cái quỷ túi, rát rát khạc khạc một hồi rít lên truyền ra, trăm ngàn đầu ác quỷ theo quỷ trong túi bay ra, như ô nha như chim ưng nhào về phía Mạc Cửu Ca. Mạc Cửu Ca không hề bị lay động, không làm mảy may phòng ngự, y nguyên huy kiếm hướng phía trước. Cái kia trăm ngàn đầu ác quỷ quấn quanh đến Mạc Cửu Ca trên thân, lại bị chiến bào của hắn toàn bộ ngăn trở. Cái gì?